交通基础发展哦，把动车各种运用当然。那么在龙岛就让这个班呢，把大巴飞来之后，就把让这个班哦改到到给地点过来办啊。因为我只让这个班了，说，那边大几班让这个班了，说就讲好，我们让改开。bởi vì họ có những cái kiến thức nên để họ có thể từ nghiên cứu để từ đó họ có thể phát triển cái nghề nghiệp của họ. Còn phát triển là như vậy chúng ta bay tốt lắm được bao rồi mà họ có những kiến thức cơ bản về cái việc cái gì cái nghề mộc để cũng như làm được cái ban đó mà họ có thể cái gì từ học tập từ nghiên cứu để có thể làm được những cái việc khác mà cao hơn cả cái ban đó trong tương lai như vậy gọi là phát triển. Vậy thì phát triển với đào tạo với giống nhau ở chỗ là nêu các vị trí năng kiến thức làm cho họ thay đổi hay gì thay đổi. Nhưng mà khác ở chỗ là cái phát triển cái gì nó hướng tới cái tương lai nghề nghiệp lâu dài của họ và hướng tới cái từ phát triển bên trong của họ cho nên cái gì chú ý một chút có cái khái niệm đào tạo và phát triển đào tạo và phát triển. Như vậy các anh chị đi học ở đây thì mắc tính chất phát triển nhưng mà là đào tạo tức là chủ yếu các vị trí năng lực chúng ta có thể cái gì đấy phát triển cái nghề nghiệp quản lý trong tương lai cũng phải dạy chúng ta làm được cụ thể. Cái còn ví dụ bây giờ tôi có một cái phần mềm máy tính nào đó rồi mời tất cả cái gì đến đấy tập huấn cho cái gì và sau cái tập huấn xong rồi ta phải sử dụng cái phần mềm nữa ta làm được cái kia là muốn mua cái tích vô chỗ này mua chỗ này phải làm thế này thì kết quả ra thế này thì cái đó được gọi là đào tạo. Cho nên cái đào tạo nó khác với cái phát triển ở cái góc độ đó. Thế còn anh nào cũng là cập nhật kiến thức cho họ cả, anh nào cũng cả gì cũng làm cho họ thay đổi về tính chất cả. Cho nên đây chúng ta chú ý mình thấy những đào tạo phát triển một chút. Thì phân biệt về đào tạo phát triển đây bằng cái gì ý thuyết thì người ta phân biệt thế này, thứ nhất là cái mà kiến thức. Thì cái cái đào tạo hướng vào công việc hiện tại đó, tức là công việc kế toán của ta bây giờ sắp thời ra một cái quy định về kế toán của đó và tất cả các khối kế toán cũng tập huấn ngay gì đấy và ngay sau giờ về thì làm được thực hiện đó cái nó mang tính chất đào tạo. Có thể khác gì những kiến thức về kế toán hiểu các thư đại học thì từ đó cái giờ có cái nền tảng kiến thức là tốt cái background là tốt và chúng ta có thể cái gì từ nghiên cứu học tập để cái gì để làm được tất cả một việc tương lai cái đó liên quan đến cái gọi là phát triển công việc hiện tại tương lai. Phạm vi thì cả những cái đào tạo nó hướng tới cái hành vi cá nhân, còn phát triển thì nó hướng tới cao hơn nữa là bao gồm cá nhân là cả nhóm. Về thời gian thì cả những cái đào tạo thì hướng tới ngắn hạn, còn phát triển thì hướng tới dài hạn và mục đích cũng tương tự như vậy, nó khắc phục những cái hiện tại, còn lại cái phát triển cho tương lai, cái lộ trình chung. Rồi, và đây là một số cái vị trí sự khác biệt giữa đào tạo và phát triển. Đào tạo phát triển thì đào tạo thì mục đích là để khắc phục những cái để tổng tác trở ngay trong công việc của người nhân viên trong thời điểm hiện tại, vì do anh làm được cái đó quá thì đánh giá kiểm tra tay nghề nói làm nó rất kém đây đó và từ ngay cả những người thời giỏi, những người công nhân là nghề và bắt họ phải đi theo đầu tuổi học cái rằng trong cái sự từ anh hiện nay người ta cũng có cái cách đào tạo như vậy, người ta gọi là cái gì là cái OGT đó. Cái này người ta gọi là on job training, tức là đào tạo thành những cái công việc gọi là OGT on job training, tức là đào tạo ngay cái công việc ở ta gọi là đào tạo về nghề. Ví dụ như là cái ông sửa máy chẳng hạn, ông rất là giỏi, ông nhận đến mấy cái điện tinh nữa thì học máy thì bố đổ hàng ngày bắt làm cái này cái kia và cứ từ từ từng thời gian một ông dạy cho họ được cái gì cái nghề máy nữa
trong bài cái thời trường lớp là học có giáo trình, có lý thuyết, có giáo viên, có giờ đến lớp, có giờ ra chơi không có. À, ở đây là cái đào tạo theo kiểu là cầm tay chỉ việc. Nhưng mà chúng ta đào tạo như tuổi cực kỳ hiệu quả trong các cái nghề nghiệp, đào tạo nghề nghiệp chuyên môn. Thế là mặc dù họ bỏ kiến thức lên, nhưng mà bởi vì mấy cái lõm đặt kiến thức lên, cái gì đấy chuyện mà để máy cũng đặt kiến thức lên lắm, cái đó cũng phân ba cái kiến thức cơ bản, cơ sở kiến thức ngay nhất, nó cũng nhiều. Mà chủ yếu là cái gì đấy, kỹ năng, cái kinh nghiệm là quan trọng. Và nhờ cái đó cũng có kỹ năng kinh nghiệm. Cho nên nhiều khi cái gì một cái anh mà học qua cái này, anh chỉ học cái gì 2-3 năm mình ra nghề thôi. Nhưng anh có kinh nghiệm của những người làm việc 30 năm, là mấy ông thầy đại ca cũng là 30 năm có cái kinh nghiệm nữa. Không may này cho nó. Thế còn tới trường tới lớp, nhiều khi cái gì cũng sách cũng vở nữa. Nhưng mà có những kinh nghiệm xử lý cụ thể như vậy. Cho nên chức đào tạo mà qua công việc vẫn được cái gì thế thì giới hiện nay người ta sử dụng rất là nhiều. Thì cũng phải là vì nhất về học là từ phải thời xưa mới học đó. Cần còn công nhân này các cái chính ra cái gì đào tạo trên công việc đó là rất tốt. Rất nhiều nghề nghiệp ở nước ngoài về cái gì đấy, công nhân ở nước ngoài thì giống như phát triển lao động đi xuất khẩu sang Nhật Bản hay các nước lân là họ trước cần đào tạo lúc mà cần cái gì ở cái góc độ mà cái gì biết hơn sang bên đó họ mới đào tạo ở chỗ phải đi quốc trong trường họ dạy luôn trong đó làm thì rất là hiệu quả. Cho nên bây giờ là rất nhiều cả cái tập đoàn cả công ty lớn họ từ làm trường của họ cho họ dạy phần lý thuyết và sau đó cả nhiều cái thực hành luôn và xu hướng là như được xu hướng là các cái tập đoàn lớn người ta cả những thành lập các cái trường bên trong nội bộ của họ. Cho thời trước chúng ta là các cái trường nó tách rời với cái cộng đồng doanh nghiệp. Cho chính là cái hệ thống trường ở trong cả những doanh nghiệp ấy, nó cái đào tạo nghề rất là tốt. Thế sao? Thì nó gắn với cả những cái thực tế của doanh nghiệp. Thì cả những thấy hiện nay xu hướng là như vậy. Về mục tiêu thì cả những biết rồi cái mục tiêu cả những của cái phát triển đó là nâng cao tay nghề, từ đó nâng cao năng suất hiệu quả được rồi. Nâng cao chất lượng thực hiện công việc, giảm tai nạn, giảm bớt, giám sát, tăng tính ổn định và năng động của tổ chức. Có quan điểm cho rằng, hồi sáng ta còn nói giờ, đó là cái ý chế giáo dục đấy, là chúng ta từ trong hóa, rồi cho người ta một tiền một bạc thôi. Nhưng mà cái quan điểm của châu Âu nói như thế gì nữa, thực ra là ý chế về giáo dục, là cái gì nhất về giáo dục, nó có nhiều ý cho họ. Hả? Vì lý do thế này. Là nếu tất cả người dân ai cũng đi học, ai cũng có trình độ cao cả thì chắc chắn là bị vi phạm pháp luật hơn. Mà bị vi phạm pháp luật hơn thì đợi phải ra tù, đợi phải thiệt hại, đợi phải nuôi tù mấy cổng sát công an, chính quyền của ta thì nghĩ nha ngủ các tất cả một số công quản lý xã hội và vi phạm với đăng ký ý thức nhân dân. Mà nếu như người dân ai cũng được đào tạo, ai cũng có hiểu pháp luật, ai cũng có trình độ cả thì chắc là phải mở nữa. Thế nhưng mới thứ nhất, cho ở nước ngoài, ngô ý chứ nữa, thay vì phải trả lương cho nhà tù, phải trả lương cho tòa án, phải trả lương cho những gia mà cả những bệnh chính quyền đoàn thể của ta nghĩ nhắc cả đồng cả bớ nữa, của công dân quản lý xã hội chẳng ra mỏng gì. Hả? Là vì ý thức nên chắc kèm, nếu như nếu anh tự nguyện phí cho tất cả người dân ai được học hành cả, ai được chăm sóc cả những sức khỏe y tế cả, không có người nghèo, không có những kẻ lang thang cơ nhở như nữa, thì chắc là xã hội nó được tạo hơn, chế độ hơn, và như vậy chúng ta cũng không là tiết kiệm cho xã hội. Ta nghĩ là bây giờ lấy được cái mở tiền đó, rồi cái gì là những người đó là cái gì là tiết kiệm cho ngân sách. Thực ra anh chỉ cần một, nhưng mà anh cái gì thiệt 20, bởi vì khi người mà họ vì tiền cao họ cũng học được cái được cho nên ảnh hưởng đến suốt cả cuộc đời họ mấy chục năm. Ta nghĩ chúng ta họ mấy năm thôi, nhưng mà ta được lời cả mấy chục năm chính quyền đời phải chi tiền ra. À, cho nên đấy quan điểm mà cái gì các cái chính thể ở châu Âu người ta đi theo người ta gọi là cái gì cái quỷ điện rất quý, tức là họ lấy cái đại tác của người dân để làm cái gì làm cái tổng cho cả chính sách của họ, cho cả chính sách của họ, giống như pháp của Đức tất cả cái đó họ là cái nhập điện rất quý, cho nên cái gì là những người rất nhiều là được cái gì người ta cho dùng cái quỷ điện rất là lớn, cho nên mình có cái quyền để làm mà cái gì không tốn công phí mà tạm nhập túi vốn châu Âu để khi mà đến hưởng cái sự tốt sản ngôi nữa, thế mỗi đó là cái gì được nhận được cái gì cả kia chỉ có ở Pháp chẳng hạn thất nghiệp là được 150 euro một tháng, cho nên cái gì có mấy cái thằng ra đến nó càng gặp ở nước Pháp ấy, là bây giờ thì khác đó nó chẳng làm cái cả quốc gia đang bị thất nghiệp rồi thất nghiệp trong đẻ con mà trẻ con cái gì dưới mấy tuổi á mà bố mẹ không phải Việt Nam thì trẻ con cũng được gia đình chăm sóc nữa, bồi dưỡng được 700 euro nữa, còn cái bố mẹ nó nữa nữa cuối cùng một tháng cái gì chẳng biết làm cái cả chỉ được mấy nghìn đô. Các tổ chức những công ty của nó rồi cứ lôi mắt lôi mũi ra để chống đánh, thế cũng tam sát phổ bây giờ phải sinh ra chuyện nữa là cho nên nhiều cái chính sách mà anh cái xã hội nó tốt quá cũng nguy hiểm,
cùng dẫn phá thì ông sẽ học tất cả anh chị em cũng ví dụ như tôi có làm một tay tay có lắp trong tay cả tôi trong dân tộc ấy, là bây giờ nó mới là cái chính sách của ta là tú đạt cho ông dân tộc như quả chân của ông không đi lắm hả ông chẳng làm là vì là mất đi lắm chú đi lắm bởi cái thằng mà cái gì mà bây giờ ta lơ mơ nữa ta còn rất nhiều cả là ông còn phải đi chi tiền tài tôi được là thằng nghèo đấy mà khi được công nhận thằng nghèo là tổng giống cơ mở biểu ngữ ra là cái gì là nhiệt liệt chào mừng là trả ta là được cái gì công nhận thằng nghèo nghèo thì mừng chết nghèo mừng chết thằng nghèo là được cầu túi chương trình một phát thứ một phát lắm bốn tổ về đấy rồi con em mà thằng nghèo đi học là được tổng bán số tiền đó khi đi học cũng được lời đúng không ơi chú đủ thứ cả này chứ cũng được lời cả mà chỉ có tách lệch giữa thằng nghèo với thằng nghèo là không đáng kể đó nhưng mà thằng nghèo là được cả đóng cả cái chính sách luôn cả chính sách cho nên một cái tất nhiên là cả nhóm có cái hai cổ bây giờ cả thằng số ôm bây giờ có giờ đó là vì chính sách như thế cho nên người ta tan hốt là cứ tan hốt đấy và bây giờ cả số ôm đánh cái quyền lớn chứ không phải còn như là anh phải cũng khác khỏi số ôm là cũng vì một cái đó là thằng anh là không nhiều lần thì người mà được cộng đồng cho ôm phấn cái đó còn cái cổ bây giờ cứ hàng pháp thì lần mới có lẽ là vừa rồi trong cầu cử của tôi là cũng bách cho pháp chứ không là lớp em là cả nền ngang và cũng từ tổng thống thì bỏ ra các em là cái gì là phát xít thằng điều cũng như ai đó là cái gì cảm nhận cứ này cả chúng nó mà dân chúng nó cũng ủng hộ cái gì đấy là lần đầu tiên một cái ứng cử viên của một cái đảng dân chủ hả mà lọt được qua con điểm đảo ở cái dân châu mà có tinh thần dân tộc khác cuộc họp có tinh thần dân tộc của người Pháp 60.000 năm nay dân tộc dân châu châu Á dân châu Mỹ tràn ngập của bên đó hả là đang bấm giờ cảnh thì nên tin tôi vừa cách đây mới cho hơn 2 tháng cuối ở Pháp ở Paris ở cái chỗ mất ăn thích lắm đấy dẫn ra đem cái dân hồi giáo ăn mày khóc nhớ một tẩy nó ra được có đảm bảo là cảnh như ở châu Âu nhưng tẩy nó là nó quán mày thế chứ còn ở châu Âu là ăn mày tẩy luôn ở chỗ cô cảnh gã vào biển ngâm dập đường cứ một cái đảo này là khắc khổ lung tung ở cái đâu mà tôi nó thấy cái mày đúng có gì nữa mà ở cái Pháp là mưa của lành cái gì ấm mấy đồ cả nếu mà cứ ngồi ngoài chơi rồi cứ xông thì hắn lên đen trở lên làm cái cốc rồi xin tiền nó thôi đấy là bây giờ ta đi chỗ nào nữa là từ trên có người cái gì tới rồi bổ ba nước thì lấy ra phải làm cái phải để nó xin tiền tôi sang bên châu Âu đến Đức tôi cũng cho được ăn mày sang Hà Lan cũng cho sang Pháp thì tôi đều cho mày cả cho nên từ bây giờ là chỉ muốn thấy thấy cho ta nghe thì tôi sang cũng cho cả ăn mày đi châu Âu là bây giờ tẩy thế à dùng pháp pháp lý cũng nhiều đó tôi đã pháp 4-5 lần rồi à nhưng mà cảnh thứ tư cảnh thứ năm 13 thì thấy là tôi quay lại pháp đó khác hẳn tới cảnh thứ đi từ Hà Lan sang Pháp cảnh thứ quay là qua tới ga gọi là góc là Paris tức là bắc Paris ga từ góc từ Paris thế rồi xuống cái có cái đăng của có cái bàn là hướng dẫn chúng ta là ví dụ ngay tối nay cảnh thứ năm dẫn ra chúng ta tự cùng rồi học người liên quan lên kia đó có người hướng dẫn người khác còn không lại các cái dân to quay hát nữa đâu ở trên đi cứ to to chứ mà còn đi đấy ở ta bây giờ cũng có cái loài con nữa nếu mà bây giờ cái điều cái phạm nó bây giờ có mấy cái loài to là cho nên cái gì cần ra tí cho ông này cả các vân cái thằng nó nhìn tính sẵn phải tôi tới chết đô thì kiểu tôi ta là cần ăn đấy là cái thằng đó loài tiên đó mà nó mơ là cái gì mà kiểu hôm tôi cũng làm hắn của bên đây muốn nữ tôi đi cái này khác tôi cũng tốt cho nên mà tôi cài cũng cứ đông đi đấy đó pháp cái sò đá nó nói cái anh cũng có cái pháp để cái cài nó có cái hẳn con thì cái anh nó ta bảo cái cổ điện tôi đồng cài cũng cứ đông cô tôi là đang gọi cái thằng kia bảo tao đi xe mày mày giải quyết cái đó chứ tao đâu có xe đó cái cổ tôi là hai thằng cứ cài nhau nữa ông thân đồng đấy là may chó cài nhau cũng không đi hỏi xe khác không đi chợ ca gặp hai thằng quan đấy đấy đây hai thằng kia nó cài nhau bây giờ cái quan nó thế bây giờ là tao biết cái chắc không lơ mơ cái chữ đó thôi bây giờ là cái chuyện nó mà hẳn có cả cái đám thằng cũng chết rồi cái đó chúng phải đâu lơ mơ đọc chùa ra đi cho mình nhận thấy cả thời gian biến thái lắm thế nó bây giờ cũng đủ to cũng chấp nhận cái kết quả bây giờ cũng chấp nhận nhất là smartphone này cái camera đó đấy iPad này những cái tàu như chúng ta biết bảo cái gì phải cẩn thận là cái gì cái tàu mà rất là CCTV ở cái tàu là hành trình rất là mau của một quốc tốt thế nên là người ta là hát mau thì tập toàn cài cả được
tao chạy lên trước, cái chuyện tao đi trước ở bên kia, nó quá trời quá đất, cho nên đi ngoài đường, đừng có cầm tác cái túi mà cái gì mà, túi sách nữa. Đó, nhất là một yếu một chiếc, nó phải cái gì, phải ô tô của bạn, bỏ cái người con một yếu là phải để cắt, rồi khách hàng, bỏ vào rừng, nó để tắt nó cắt. Chắc nó lỡ mất, mất ở ra nước ngoài, nó mất một yếu, là phức tạp không? Và đi bên kia là cái gì là ở Pháp, nhất là Pháp, bây giờ lộn cực kinh, nó nói là cái gì là, thời xưa tôi nhớ tôi ở bên đó những năm 2007-2008, rồi 2010, 2013 tôi sao sẽ nhớ nhất là những cái năm 2007-2008 của Pháp nó ấm lý an toàn tuyệt vời, bác chỉ mất được phần đến cái đường này, cung cấp dây tờ luôn. Không có đi từ mình. Tức là Hà Lan, trong rồi sang Bruxelles, ở Bruxelles, sau từ Bruxelles cả những cái đi Pháp. Châu Âu kinh tế khỏe, tức là chúng ta có visa vào một nước hay trong cái khối gọi là Schengen ấy, thì chúng ta đi được tất cả những nước là đi thoải mái, chẳng có biên giới thì ta cũng biết cái biên giới đó, chỉ chạy qua tự nhiên cái gì là thông báo là các anh chị đã qua cái gì biên giới bình thế thôi, đang có xét lấy được những cái cả, tức là mình cũng phải làm thủ tục nhập cảnh tàu chạy ra veo rồi cũng không có nhân qua biên giới cũng nhập luôn. Đi từ Đức sang Hà Lan cũng nữa, mà cảnh nhân ta chạy được ở đâu là khó cảnh giống nhau mà. Chỉ nghe nó không bảo trên tàu là các anh vương mới qua cái gì biết đấy là lát Đức người ta biết được thôi. Nhưng mà đi từ đó ra khoảng cái cảnh vừa được từ trên tàu dừng lại dù là nó không có cái quần dính bính ấy mặc cô đen từ đầu tiên qua được lên từ mắt xuống người cháu cái thế cảnh đoán có thể nó cũng không thể qua ngay bên cạnh mình bắt một thằng khủng bố bắt xuống cho còn chụp ảnh nữa các anh chụp kiểu cho nó coi thấm cho chụp ảnh. Đấy, nhưng cũng không có ngôi, thế tôi lẻ nó chụp lẻ, ảnh cho xuống, bởi vì đây cũng là đó là tao vi phạm của tao liên lạc quốc tế, nhưng tao sai cũng nhưng không cái cảnh buồn thôi, cái bắt thằng của bố máy cũng đỡ mơ, cái bó một cái tàu ra thì sợ, chắc mất mèo trời, biết trời ta có thể thấy là đâu có đâu ta, là ở sân bay, ở biển Cạp Lâm, chỉ có cái loài lĩnh mà cứ bác thân, một quán là biết đó. Bây giờ ở châu Âu là chính thức ra, thức thì là ăn cái đỏ, cho đầu sang là lá này, sát bình này, sát đọc là cái thì lúc nào bác thấy nó dần cả, từ từ, không biết, sát bay nhà ra rồi, lúc nào cũng có cái quán lĩnh, tức là cái tàu nhất là mà hệ thống biết đâu của Pháp, tàu điện ngâm của Pháp, là những cái gì anh từ lý quả đầu vai bác chẳng là thế nào cũng còn quán lĩnh, đấy. Năm thang, bảy thang, ông cứ chỗ nữa, cái thế nữa, cái gì mà thấy cho nên nhìn thấy đàn là các bạn ở trong phía kia, bên kia là khủng bố, cho nên mấy quả tương đó các chỗ mà lúc mà đồng tương đồ bị đâm, thì thằng cảnh sát đấy, đó, là không có ở đó các cùng trong cái cảnh nó cảm thấy thế, cũng còn cảnh sát rồi, cũng rất là đông, là không nào chả biết được. Là hàng ngắn chặt khủng bố thì đó cũng phải đừng đỡ nữa. Thế ở ta là anh đi nhé, anh đi ra sân bay đi đến tàu, đâu có thể cảnh sát cũng có chứ đâu, thì ở châu Âu là mấy cái đó được. Ngay cả trong cả cái giá lớn trước nó cuộc rồi cảnh gì là cũng tắt từ gốc rồi nữa, bây giờ cái loài chính biến ở đây thì dần về những bên kia áo quân trong thì dịch sơ lắm dần về chúng đeo đục sử dụng không có sẵn sàng và đến người như thằng thằng may đó là đeo đục sử dụng đến người làm máy móc đục sử dụng cả cho nên đấy là một cái mà có thể là khác biệt cho nên hiện nay thế thì đấy người ta đầu tư vào giáo dục đến đây để người ta lập công lớn lắm, ông mà có trình độ, người dân mà am hiểu pháp luật, người dân mà giỏi giang lên, kiện hành chính vi phạm pháp luật, hành chính làm tầm bậy, mấy cái bệnh tạo hồi đời, mình bỏ cái số tiền để lo mà cái gì mà quản lý cái món đó, thế là cái hay, tất nhiên cũng phải giờ đó là cái chính sách mà am hiểu cái hồi tốt quá, đấy lập đẹp trong vấn đề nhập cư của công là cái tiền gây ra cái những cái xã hội của châu Âu bây giờ lại xuống cấp. Và đâu thích đẩy đẩy cái tinh thần dân tộc của mấy ông mà đến châu Âu đó thì tình hình dân tộc phù hợp nghĩa là một cái anh có cái lãi cái phát triển rộng cho nên cái gì đấy thì nhân viên bản thân cái người dân đó, người ta phải tự phát triển và phải trung tâm doanh nghiệp thì có trách nhiệm đào tạo chứ còn lại cái đó thì mỗi cái gì thì cá nhân phải tự phát triển cho nên chúng ta phải có những chương trình để khuyến khích và có những yếu tố để bắt buộc người ta phải từ học tập thì mới có trình độ chứ không phải là ta phải bỏ tiền ra để dạy mạng cho họ những cái môn nhà mà cơ bản là tạo môi trường mà đang sáu động thúc đẩy bắt buộc người ta phải vươn lên để cho theo kịp với cái sự thay đổi thì sáu cái phần mà KPI là sau ta nói KPI có ba loại KPI đầu ra của KPI output KPI hành vi và KPI năng lực thì hiện nay cái hệ thống KPI năng lực đó bắt buộc người ta
cả những thiếu chuẩn, ngay cả những anh đã cho năng lực rồi, có những thiếu chuẩn để đánh giá thành tích. Trong này tôi chỉ làm tốt công việc được, tôi làm tốt được không? Mà tôi phải làm tốt và tôi phải nâng cao được trình độ của tôi, tại vì trong những cái khoảng thời gian thì mình đánh giá là tốt, ví dụ bây giờ chúng ta bình bầu rồi chiến chỉ thi đua rồi các danh hiệu này các cái nhiều ở đâu để mà bình bầu tất nhiên hiện nay chúng ta cũng có đấy, trong cơ quan doanh nghiệp chúng ta cũng nữa là phải có học tập nâng cao trình độ, nó có tiêu chuẩn, phải có tốt cái gì nghiên cứu khoa học chứ đấy nữa đó. Không biết là bên tập đoàn điện lực thì cái gì đó quy định trong đó cái con ở theo luật kiến trúc hiện nay ấy, và cái quy định mà cái gì mà của chính phủ về cái gì thì quy đua khen thưởng là bây giờ muốn được tiến thì thi đua là phải có cái gì công trình khoa học đó mà còn sáng kiến được cái gì hồi lâu mà còn bị đánh giá thì mới được, thì mới được. Thế mà tôi muốn được thôi chứ ngay ở trường tôi làm cái việc mà có cả cán bộ rồi tôi không phải là tất cả giảng viên ở trường. Bây giờ là cái gì đấy, cái chức năng này ở trường bây giờ là cái gì thạc sĩ trở lên mới được dạy đại học, chống có bằng thạc sĩ nó được học dạy nếu mà những thời xưa ta gọi là sớm chấm sớm, cái lấy tốt nghiệp ra có bằng đại học rồi đi học thêm vài ba buổi cái đầu về dài dài, bây giờ thì bắt buộc là phải có bằng master trở lên mới được dạy, còn phải có bằng tiến sĩ trở lên thì mới được dạy thạc sĩ đó theo quy định mới. Chúng có cái gì thân trước là chúng có thạc sĩ đi dạy thạc sĩ, bây giờ tuyệt đối là cái gì làm có, bây giờ muốn dạy thạc sĩ phải có bằng tiến sĩ trở lên, mà theo tôi quy định là tiến sĩ phải qua 3 năm rồi mới được dạy, chứ mà tiến sĩ ngay ra là dạy ngay thôi đó. Nãy phải có chuyên gia để tích lũy nghiên cứu khoa học và có đầy đủ công trình bài báo cái đạo thì mới được. Tất nhiên là chất lượng càng ngày càng cao, yêu cầu của xã hội càng cao, yêu cầu của chúng ta hội nhập của thế giới ngày càng tăng, những bắt buộc của chuẩn nó cũng tăng nâng lên, những cái đó cũng là một trong những cái để ích ép buộc người ta phải cải thiện, phải học tập. Cái ai làm cái nhất là các cái huấn luyện viên, những người huấn luyện ta gọi là huấn luyện viên. Cái thứ hai là những người đứng đầu, khi người đứng đầu đài loan thế này này, ví dụ tôi á là trợ lý cho anh là người cục trưởng tôi, anh chỉ là những người đứng đầu tôi, mà nhờ trợ lý tôi đi theo anh thì mình có học được tất cả các cái bài bản đó, làm các quan hệ nó là ở nước ngoài là cả những cái đám mà cả những làm thư ký trợ lý cho tổng thống mua được là lấy máu ghê lắm, là mình hết bởi cái bọn đó mới ra từ năm 7 năm, nhưng mà cái ý nghĩa về chính trị của nó là thay đổi bởi con ý có tổng thống đó tiếp xúc làm chính trị này kia, cho nên nói là cái giới chính khách, mà cái giới chính khách đó lên rất là máu, cho nên có chiếc tổng thống pháp rồi có 39 tuổi lên làm tổng thống như thời chưa cũng tin đó trẻ mắc cái như thế làm tổng thống, làm thủ tướng cứ lên làm tổng thống năm nên đó thế cũng làm cái như thứ chỉ tờ lý cho cả cái chính khách, các cái nhà chính trị, rồi từ đó cái như họ lên rồi ta thì hầu như ít hả, thì có muốn ông mà đi theo cái đường đó thì ông bây giờ bỏ thủ tướng mà nắm từ cách về giáo dục đấy này, thì rất là kỹ từ đó như thế ông ấy thì con cứ đáp ông đáp là đi bằng cái con đường đó đó, cái còn lại là như ông nhân đi làm về làm chủ tịch của chính mình cũng đi từ con đường khoa học, tất nhiên ông có thời gian phải đi làm ở đại sứ quán của Việt Nam ở trong ngoại giao của Đức làm mấy năm tuy nhiên nữa của đại sứ quán, rồi sau đó thì về làm giảng dạy ở đại học Bách Khoa, thì sau đó học viện quân sự, sau đó đi học làm tùy viên ở bên đại sứ quán cộng hòa dân chủ Đức, sau đó làm tiến sĩ về kinh tế ở bên đó, rồi sau đó học phương pháp làm cái việc thạc sĩ hành chính công ở Mỹ, ở Harvard ở Mỹ, sau đó về trường đại học Bách Khoa thì cũng mới làm quyền khoa, sau đó đến làm là hiệu trưởng, từ hiệu trưởng bắt đầu sang làm cái gì bên giám đốc sở khoa học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, cái đó từ giám đốc sở khoa học công nghệ đến phó chủ tịch của thành phố Hồ Chí Minh, rồi sau đó ra thì ông là cũng đi bằng cái con đường là chính quyền, để ông phải đi từ thì rằng mà phát triển từ thì chính khách chuyên môn của đi lên, cái thứ hai là những người ủng hộ với các nhà tư vấn vân vân. Nhưng mà chúng ta còn muốn nguyên tắc sau cái việc mà đào tạo và phát triển, nguyên tắc thứ nhất cảnh chỉ chú ý cho là con người hoàn toàn có cái năng lực tự phát triển, có năng lực phát triển, ta tin tưởng họ, ta thì chưa cứ chủ quan rằng là không thay đủ may năm lên, cho nên nhất quyết là phải nhất từ ý chí bản thân, ý chí nhất quyết phải thay. Nhưng mà vừa rồi giờ ở đâu đó cảnh chỉ có cái câu chuyện là cảnh chỉ có bố cặp bố mẹ có hai đứa con đấy,
tự đi học là sẽ là xương dày, càng năm sáu càng với cháu nghỉ có ngủ ở nhà càng dài hai đứa con, vừa rồi càng dài hai đứa con rất là giỏi cho họ chỉ chi chi mấy ngày thôi, mới đứa lên đấy đã có bốn từ dày rồi học một đứa bây giờ hay em phạm chấm đứa cái gì bảy từ năm nhé, là kiến thức rất là giỏi khi cái gì là mà theo chuẩn quốc tế đấy, mà test kiểm tra đấy là kết quả rất là cao. Thế vậy thì mình tự học được mà, đúng? Tự dạy được mà. Tất nhiên ở nước ngoài để mà học theo chính tinh đó họ cả cũng có một hệ thống hỗ trợ đằng sau. Chẳng phải là ta phải đồng biết là ta đi, người từ ta dạy nó được đâu cũng có cả hệ thống mà tư vấn hỗ trợ đằng sau á. Để chính tinh ở Mỹ ở các nước cần có chính tinh như vậy, tức là chính tinh mà họ tự học cho rất nhiều người họ tự học, đúng? Giống như ông bác cả những đứa trẻ được thanh tiền thì ông cũng từng học chứ, cũng từng làm nghiên cứu sinh, rồi từng bỏ về chứ, và nước ngoài chó cái đó, các anh cũng cần phải tự trương phải thi, anh từng làm cũng được, biết là cảm tình của anh được một buổi đông khoa học, đánh giá thì mình có thể làm tiến trình được, ta cũng có thể tự làm được, chứ không phải như Việt Nam chúng ta là máy móc, nên chỉ có việc phải chi vô ở cái trường nào đó, phải làm thì mới được thừa nhận, chứ không tự học được thừa nhận đâu, đó, được chứ, bây giờ cái gì tự học rồi cái gì đăng ký thi tốt nghiệp phổ thông theo cái dạng mà từ đó được không thấy nó đâu có được chứ, mà thì nghề nó không thi được tất cả cái nó có đạt điểm cũng được công nhận với chứ, đó kể cả đại học rồi tốt chứ, đây nó đang ở nước ngoài được công nhận cả, ở nước ngoài là cái gì ví dụ hay là thế nào tôi từng học à. Mà các bạn nói đâu đó ở nước ngoài thoải mái thì giống như tiếng Anh nhá, tốn tới trường là học mà tự nhiên cái trung tâm mà đánh giá nữa tổ mà chỉ ai theo tôi tới gì đó còn đầu tiên thì ta chỉ đạt được bao nhiêu thì công nhận tỉnh nhiêu thôi, thế đơn giản nó ở nước ngoài như nữa, cho nên là ta chỉ có một quen như nữa đó, ta thì là học xong thì phải thi ở đó rồi được cấp chứ ở nước ngoài cần cả gì đấy, học tiếng Anh ở nước ngoài nó học ở đâu một kề chứ đâu quan trọng đâu, còn cái trung tâm đó thì bao giờ ta thấy được tiếng Anh ta tổng có thể ta đăng ký chỗ đó cái bắt ta từ đầu tiên học trong đó cần đó. Và như vậy thì chính trị và quốc tế mà tôi ai em được cả thì đến tư nhân thì các tổ chức đó tổ chức uy tín để nó thẩm định và nó độc lập hoàn toàn từ cơ sở đào tạo chẳng đào tạo tôi và cả như ba hết và ai eo tôi này cả vân vân nữa nó đâu có phải dày lắm, đó là cái tổ chức kiểm định nó chỉ đánh giá chất lượng thôi chứ nó không chẳng dày ở những trung tâm gì đi là dày chứ còn mấy cái tổ chức đó nó không hề có sự dày là chỉ làm cái việc đó và nó rất là khách quan. Còn để ra cái quan bởi cái đâu không phải do ở đây đâu, đó đâu có chút tiền học có đâu mà để có gì nó đó. Đó nó làm sai, nó chỉ làm tiền phép thôi, ông đầu tiên nó là đầu tiên để phê nó kiểm tra ông thôi, cho con là nó cũng không có dạy, cho nên là rất là khách quan, ở nước ngoài các tổ chức kiểm định mà chất lượng giáo dục đó rất là khách quan, rất khách quan. Cái thứ hai là một người đều có giá trị riêng, cần trong cái chương trình đào tạo chúng ta cũng phải chú ý cái đó, đặc biệt với người lớn tuổi, chắc là chúng ta nói đến người lớn tuổi. Về quy trình đào tạo thì nói chung là quy trình nào cũng có một bước, nhưng mà trên cả đào tạo phát triển thì nó có một bước cái gì chú ý cho để xác định cái gì cái nhu cầu đào tạo. Một là xác định mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của tổ chức. Nếu mục tiêu ngắn hạn chúng ta được cái đào tạo, còn nếu mục tiêu dài hạn thì chúng ta được cái phát triển các anh chị trên biến đổi. Cái thứ hai là kiểm tra yêu cầu công việc, tiêu chuẩn công việc và sự thay đổi trong công việc. Ví dụ anh này bây giờ cảm giác anh ta kỹ sư đang tự làm việc đó không rồi à. Nhưng mà dự kiến trong tương lai là đưa lên anh làm phó phòng trưởng ban Việt Nam thì đó là anh phải được đào tạo rất kỹ năng để quản lý, kỹ năng điều hành, kỹ năng mà cái gì quan hệ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng cái gì mà giải quyết xung đột người ta bây giờ lên làm lãnh đạo mà khác quan tâm gì đấy. Đó, tôi làm lệnh thì tôi chỉ cần kỹ năng chuyên môn của tôi, nhưng khi anh em làm lãnh đạo thì anh phải bổ sung đồng các kỹ năng nữa. Thế ở ta lớp mơ thì còn phải biết chính trị như đấy nữa. Thì cũng biết đảng nó sắp được cái đó, còn cái đó lớp mơ cũng được một miếng này. Kiểu cái đó lớp mơ là phải cái doanh nghiệp của mẹ. Đúng không? Trong các chính trị thì đó, đúng rồi, cái món gì đấy học cho người nó đỏ ke nên cho nó đẹp ấy. Và của bạn. Rồi, cái thứ ba là các hành vi cần thiết để cải thiện về công việc và tiêu chuẩn thực hiện. Cho nên là chúng ta có một cái tài liệu vì chúng ta có thời gian đi vào, cho mà thực ra các cái gì đó thì cái gì phải làm rồi, tức là chúng ta sẽ phân tích công việc, sau đó chúng ta mới cái gì ngoài ra
thiết kế công nghiệp và sản xuất design của ta mới thiết kế công nghiệp xong, ta mới mô tả xong sale và là các bản mô tả công nghiệp. Ví dụ là tài liệu thì chúng ta sẽ có cái bản mô tả là ông mà làm nền tảng cho phải làm cái gì, chức trách nhiệm vụ ông phải đâu, tức là một cái vị trí là bắt buộc phải có cái bản đó rồi. Cho nên chúng ta muốn làm cái gì là KPI thì nhất thiết là điều kiện tiên quyết là phải có bản đó thì mới làm KPI được. Đó. À. Tức là chúng ta phải có bản mô tả công việc rồi. Và kèm với bản mô tả công việc đó còn có cái tài liệu khác là còn bản mô tả trước của sự kiện công việc. Nó nói rằng là những điều kiện như thế nào, tiêu chuẩn như thế nào chúng ta được cái để được thực hiện công việc đó. Ví dụ để làm cái việc này thì đòi hỏi người cao là người thấp, người già với người trẻ, một mắt hai mắt, một tay hai tay là trong tổng hợp quy định rồi. Vì sao quy định đấy? Tức là vừa cái yêu cầu công việc cụ thể đó thì chúng ta đưa ra chỉ cần thiết ở cái mức minimum. Đó, cái việc đó là cái nữa là được rồi, tất nhiên là cao được cái tốt chứ. Cái đâu ai tổng đâu, cái đây bao giờ cũng chỉ đưa ra cái mức mà tối thiểu quy nhất. Đó, để các tổng khi trình độ tối thiểu như thế này, to có các tiền gì, mà nó chỉ là cái tổng chứ nữa. Tao thì chắc nhắc, chứ chắc là trong không, 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 yếu tố để chúng ta thực hiện thì lần lượt chúng ta giới thiệu cho cái đội ngũ một. Thứ nhất là các cấp độ đánh giá nhu cầu. Thì có cái đánh giá nhu cầu sẽ có ba cấp độ, như vừa nãy chúng ta vừa nói đấy. Thứ nhất là cái gì yêu cầu của cái gì của tổ chức, phân tích tổ chức. Cái thứ hai là chúng ta phân tích công việc. Và cái thứ ba là phân tích nhân viên hay phân tích nguồn nhân lực đấy. Thì chúng ta lần lượt thì chúng phân tích tổ chức thì trả lời câu hỏi gì? Là chúng ta sẽ đi theo thứ nào? Thì lúc bây giờ hiện lực là chấp nhận là chúng ta cần nhìn thấy cùng phân hóa toàn bộ để tách ra thành các đơn vị cạnh tranh với nhau, và để đi theo cái điều đó chắc chắn đào tạo chúng ta phải nhìn các cái thứ đó. Còn bây giờ chúng ta cũng biết rằng trong tập đoàn rồi phân công cách nhìn ra thôi, chẳng có cạnh tranh cạnh có cái cả, chúng ta học mấy cái gì đó làm chi cho mày, ta sẽ làm theo quy định chung của tập đoàn xuống. Đấy, và chủ yếu là học theo văn bản của tập đoàn cho nó khỏe, chứ việc gì đâu. Tự nhiên ta bìa ra làm kia ốm đâm làm bóng. Đấy, tôi thấy có cái nơi này không có cái đất được trồng, rốt như Việt Nam ta gặp mấy thằng cái đầu cái gì bó mũ của mẹ. Đó, cái ngành sổ số kiến thiết đó là cái ngành độc quyền. Thế nhân được độc quyền chứ có cháu thằng có làm đâu mà nó cạnh tranh. Nếu bây giờ nó cũng bay ra cho mấy công ty sổ số trong nước tự cạnh tranh với nhau, cái sổ số ra làm cho mấy thằng tài lý đó cạnh tranh hàng ăn đó cạnh tranh nhau. Thế nhìn chó chúng ta là độc quyền cho ta quy định hàng sổ số và cuối là chỉ bán là phu nhân thôi, hàng sắt lát chỉ bán sắt lát thằng nào bán sắt đó vẫn của nhà nước ta. Thì làm gì có cái thằng này thì độc quyền để lại thôi, không cho bán đó. Còn bây giờ là mấy công ty sổ số để giúp lại thằng này ấy. Đấy, phải đi phục vụ cái thằng này đấy, và tự nhiên ta được độc quyền, mà lại cái giáo độc quyền cho thằng này, thằng này bây giờ chỉ có thằng ngu mới làm được, cái đất nước này cả một ngu, đó, mới làm được. Ta độc quyền mà, tại sao ta lại độc quyền mà lại giữ cái độc quyền đó? Cuối cùng cái gì cái ngay sổ đồ á, là đáng để kiếm lời, cho nên rất rất nhiều, thế cuối cùng là cái đó lại là cái gì cho mấy thằng nó tự nhiên, ta nhận thân. Rồi tự nhiên lại đẻ ra mấy thằng cảnh cách cho cháu nữa, không muốn nữa. Đấy, cả cái gì cũng độc quyền thì bất kỳ đâu phải cho nó cạnh tranh, mà cũng thành lập kỳ cương môn, rồi vẽ tỉnh này bán ra tỉnh khác, cứ như thế xưa đó, thành ra bán ra tỉnh đó, chứ đâu vẽ sổ số của nhà nước cả mà. Hoặc là nhà nước chỉ một ông phát hành thôi, vẽ tất cả các tỉnh, rồi các ông chỉ ra cái việc bán cho tôi, nhớ tôi, hoặc thì cũng đưa đi đâu vào cái cả nước này, cái gì nhà nước phát hành, vẽ, để bán. Còn nếu anh thích ngay đó, anh cũng quay các tỉnh, cho nó vui vẻ, để không. Thì cả việc gì phải cho đàn ông này vẽ con tâm đó để mới bán sổ ra để mới bán quy những cái nhân nhau làm lắm đấy. Cái vẽ sổ số mà nó gọi là để bán mà. Thế ta cũng cạnh đấy, ta cũng cạnh nhưng mà ấy thôi, chúng ta chưa để cho cổ giống như nước ngoài nữa. Theo các quan điểm, ta được phạt. Thế việc gì mà lời phải mà làm cho thuận lời cho cái người được phạt để tiền lời. Đặt phạt rất là hay cho nó bỏ này chứ. Thế giống như cho là tôi tham lý phạt, tham lý đức là vi phạm được không? Cuối cùng cái nhận số có thay cho đất nước ấy, chẳng có năng lý pháp, cuối cùng đi đường đi, như thế nào phạt cho. Cuối cùng là về đất,
một tuần sau mới học được thật. Nếu mà về đến đó là phải đi sang lên học thì cái gì phạt ở đấy đó nộp tiền cho nó cũng không cho nộp tiền cái đơn ở đấy đâu phải nữa vi phạm ở đâu thì phải tới đó nộp phạt mà một tuần sau được bỏ công bỏ việc cho nên là 16 buổi sờ cũng không vi phạm đúng không đấy đó đó là cái gì phạt đó là thành cái đó thành bồ tư nha tứ trụ phạt đó đó phải chờ đó 3 ngày mới cho phạt từ 16 buổi sờ đúng không đấy nó mới nộp phạt đó phải sờ luôn kéo về nó đi phạm chứ không lớn ở nước ngoài quá cái việc khác nhau cái dịch vụ của chúng ta đối với hoàn cát coi chúng ta một dịch phạt á là cái chuyện khác thế mà lấy ra cái đủ khó khăn để cái sờ mà anh bao giờ đi vào cả một phạt rất nặng đấy ở bên kia cái việc mà để mua cái vé sau một năm á thì rất là rẻ nhiều cũng khoảng một 3 tới 9 tỷ là mua ba có thể đi được bao nhiêu ở dưới đào được miền mà ta được coi lên lên đâu đó hoặc là đi trong vòng 2 giờ tức là ta đi chơi đâu đó cuối này ở Pháp nữa tức là cái vé cái tôi dùng được trong vòng 2 giờ chắc ta được cùng với đi lượt đi dùng đấy nhớ trong vòng 2 giờ biết mà thì là ta đi rồi thì cái chỗ đó thì chỉ còn nguyên cái lắm chúng ta tới làm thôi ta lên đi chơi đi đó cũng của cái việc được tức là việc trong vòng 2 giờ thì cái vé là vẫn còn hiệu lực là ta đi được đó. Nhưng mà ta cũng có vẻ nhưng cả sao chẳng có thằng non cả nhưng mà rinh phát ta cả cái đâu có thằng thằng vé đâu mà cái kia chỉ có thằng thằng vé nếu một ngày đẹp trời trong đó mà nó đi kiểm tra nó lột được ta thì nó phạt phải 156 lần là nó kiểm tra mà ta con cũng 156 tôi cũng về rồi nó phạt 156 lần như vậy là cái vé là chỉ có khoảng độ 4 ơ lên được 156 lần đấy chẳng phải là 600 hơi gì đó nó phạt lần giữa đời luôn đó cho nên cái kiểm phạt nặng cái rồi anh nào phạt thôi phạt ra đó ra phạt phạt ra phạt cho nên ở Đức nữa cô ở Đức cái gì sao cái kia là cái gì cái gì có loại xếp á tức là cái gì nó cày cái mặt đất á chẳng phải là cày cái thân của thân loại nhưng mà ngoài vẽ thôi giống cái ta giống giống cái là xe mà điện mơ hồ kém cái xưa đó thì cái điện nó chỉ còn chằng chằng mà phát con lắm tự leo lên đó đi không phải mua vẽ gì cả thực ra là nó phải mua vẽ mua vẽ tháng hoặc mua vẽ thì các cái táo mua được ngay sập vẽ tới thì sẽ bị xử điện thờ đấy đủ thì muốn đâu mình đi như một giờ tháng lớn mắt phạt ra gặp những cái quen rồi cả thành má nó tạo thành xử rồi đi mà quá nóng ấy mà gặp thằng bắt ấy thì là quá chỉ nói vừa thì viên mọi tâm viên đó tâm viên cho nên này vui vui là biết tay là cả nhà họ là điều rất ý thức cho nên họ tiết kiệm được tiền rất mẽ có tiền tay cả người đó và chúng là ý thức là nguyên tắc kinh tế bao giờ cũng là nguyên tắc cả lợi ích và chi phí đúng tức là hắn không có thêm mấy thằng tập vé đó hắn từ một đóng tiền tất nhiên là hắn cũng là tính thôi hắn phải mất một mớ tiền nhưng mà cái tiền mất đó là ít hơn cái tiền bằng được cho nên là cả chỉ có thằng tập vé thì tất nhiên phải có cái thằng đó nhưng mà chi phí cũng giống như mình chi phí và đang ăn chay đó một thằng lấy xe một thằng tập vé mà trên xe có một thằng khách con chúng ta chỉ cần tập vé tốt ngày như vậy cái chuyện đó là nặng đó khi làm gì mà cái thằng nó mà cầm vẽ lắm chứ thì có một thằng khách đi mà đọc có thằng nào nếu mà lên xe tôi mà người đấy hai thằng cũng phải được đúng đúng chứ còn khi cái chuyện đi thế cả những người nghèo kia chứ nó ta phải mua thêm thằng nữa cái thằng mà thật vẽ nữa à, mà cái số tiền mà nó cũng được từ cái chuyện thật vẽ đó là ít hơn cái tiền trả lương cho nó để đi mua thằng nữa lắm thế cùng giống như ở cơ quan ta khi có trong bảo vệ cơ buổi năm thì chỉ tồn cảnh cắt mất 3 triệu và ta quyết định là tuyển trong bảo vệ về buổi tháng trả 3 triệu một năm tất mất 36 triệu để tiết kiệm 3 triệu liên ta mới làm cho nó cùng thường dân nó đâu có gì nữa sinh vương ta cần thôi nhưng ta cần thiết cái phát minh vũ khí để cái chân đi mất thì ta không cần lo lắng vâng nhưng mà cả những cái lời như cái mất thì các anh nhớ thôi chứ đó bây giờ cái việc tổ đó là phải có ăn cắp tiền của cánh trên và cái chúng quyết định thành lập được khuyên người gửi giáp các cái kêu gọi vay cắp tiền đúng là mỗi tháng có tiền cắp của cánh trên 33 triệu cái tiền nếu anh thuê thêm mở cái sổ thêm mấy chục tiền đã biết được ra cho được cắp mặt trời nữa thì chúng ta cũng đã để cho con nói như trên mà không có cắp chúng nào cả thì đúng ta phải có một chi phí để cắp chúng kia nó và chi phí cao hơn cái nó phải mất mà rồi đi xong thì mốt trong cái thể chúng ta phải chọn những nguyên tắc là cái gì là cái hiệu quả nhá hiệu quả đó là cái logic đó là cái logic đó cái thứ hai là chúng ta cần cái gì doanh nghiệp cần gì đó bây giờ chúng ta chỉ đứng cái nữa và chúng ta cần nâng cao trình độ này nếu mà trong đơn vị chúng ta cái loại ở đây rồi chúng ta cũng cần phải đào tạo tay chân bố trí tái bố trí thôi còn nhất thì phải đào tạo cái tổ tiên nữa
người ta bảo bây giờ là cần phải tăng cường sức để nó hồi phục để học tiếng Anh, để nó bắt cả năng để học tiếng Anh. Không phải, không phải là sao nói tiếng Anh cả. Đó. Bây giờ họ hồi nhập bây giờ thì cả gì hồi nhập bao nhiêu năm đây rồi, cả cái gì còn nói tiếng Anh không? Đấy, cái gì phải thế. Bút tay thì ok thế. Nó cần gì học một chế một đêm một em chỉ cho nhỏ cười. Đấy. Tôi với anh cạnh kia là Trương đấy. Thế tôi mà luôn luôn là quan điểm đó, tất nhiên là chúng ta đối với giáo viên thì phải học để đi được ngoài những cái học tập là bắt buộc thôi, nhưng cũng đừng lên máy móc. Thay vì cả chúng tôi phải đi nắm bảy trăm con người, ai cũng bắt nhau thì anh nhạc sử thì đơn vị cũng chỉ trước có cái bánh rau, phải đi học từ đâu. Người ta học quá năm, biết tất cả nói được tiếng Anh, mà nói tiếng Anh thì anh tự nói tiếng Pháp, nói tiếng Pháp tự nói tiếng Tây Ban Nha, đó mới là gì. Mà cũng tiền vốn công sức mệt mỏi. Trong trang trang, chấp nhận bỏ trá tiền, ông phê cái 10 nhiều một đứa trong đó, học chuyên ngữ về, đặc trị vào tiền phần hưởng xuất bắt, với tâm người kia chứ học từ cố kém, mệt mỏi, ông phê được tiếng Anh á, rồi cái gì cũng dịch ra đó, phải tâm ra nhiều tiếng Anh à, tên tôi phải đọc các máy móc thiết bị tài liệu thiết bị này, các tiếng quê giá, các tiếng gì đó, dịch ra tiếng Việt, rồi khi nào đọc tiếng Việt khéo, và đọc đúng, hiểu đúng, chứ còn tớ mơ mà ta học ở lần trước nữa, ta đọc tâm bầy, hiểu tâm bầy, mẹ nữa, không, cái đấy là cái quan điểm cũng từ máy móc, nó cả những con nhạc cái ngoài tiếng Anh được đâu. Ông Nhật muốn tiếng Anh ghê lắm, cô sang bên Nhật cái gì mà cô nhớ có lần cái gì cô đi học Nhật cái lần đó đã một phỏng vấn ở ngoài đại sứ quán, cái thằng đại sứ quán nó nói tiếng Anh, bắt cũng phải nói tiếng Anh, cuối cùng là mua đống ở Hà Nội mà mồ hôi ghê là hết bỏ ra. Ăn vào cho cũng gì, cho tôi cho ăn cũng gì. Mua đống như vậy quá, nó bỏ thôi tao mày làm việc đi. Không đây là cái chuyện thật mà tôi phải tìm cái văn hóa ra đây là bây giờ không biết đâu nói cho mày chứ tôi không biết quá thôi phải tao cũng mệt tôi cũng luôn phải tao cũng mệt từ này chứ mày nói tất cả hiểu gì cả thay thế nói thay nhắn cho bảo từ này cái ông nói cái thằng hiểu gì cả nó cũng hơi bảo thêm mấy tuổi cho từ này cái mày hiểu nói tao hiểu tao đâu hiểu gì đâu. À, để tôi cái khoảng đây cái thời Việt Nam tới 10 năm rồi, tôi lấy bờ Việt. Tôi học rồi, đại học khoa học rồi, tôi khoa là Việt Nam học. Xong rồi làm cho đại sứ quán, tôi lấy bờ Việt Nam ở đấy luôn, nói chuyện cho mèo ấy. Tôi bảo tôi mất đi miếng nói chuyện viên. Khi bác tôi nói chuyện anh, tôi bảo một miếng tôi đọc chuyện tình, tôi bắt chuyện tình thay. Cho nên chương trình là bắt tôi phải nói chuyện anh, cho nên học phải nói chuyện anh. Chứ còn thực ra là hai ba là tiếng Việt thì cháu cả, cho nên nhiều khi chúng ta máy móc một cách vô lý. Đó, máy móc cách vô lý. Vì vậy, trong những buổi miền Tây thế giới, chúng ta nói những cái đó, tức là phải theo cái năng lực của mỗi người, chứ đừng bắt theo cái việc chỉ có ống lệch đàn. Ông lệch đàn đi ra nước ngoài, không như đâu đó, ông học được cái những cái chuyện là hay ở bên bắt cả dân mình ta là làm theo kiểu đó là chết luôn. Không phải kiểu đó. Vậy tại sao người Anh, người thấy người Anh bên trong có người hiện tại, thì cuối cùng xếp về bắt cả đang lệch đàn tiếng Anh. Có những tội vì sao tại sao ở bên Anh người đâu? Là bởi vì nói tiếng Anh, thì không ăn may bên Anh thì cũng nói tiếng Anh. Tức là ta phải học tiếng Anh thì đúng rồi, ở bên Anh mình thằng ăn may còn tiếng Anh thì còn tiếng Tây. Ta tiếng của nó mà. Đó, cho nên cái chuyện bình thường, không phải những chuyện phải học tiếng Anh. Rồi, cho nên học cái gì, học tiếng Anh ta cần gì. Rồi, phân tích là chúng ta muốn đi đến đâu. Ở mức độ nào thì chúng ta muốn vươn đến đâu. Người ta muốn sau đây cái gì trở thành những vươn ra quốc tế thì vươn đến đâu. Để mình vươn sang Lào chúng tôi thì ta chỉ cần học tiếng Lào thôi, giỏi thì phải học cả gì đó cả gì đấy chứ không phải. Đó. Như là cái theo á, bây giờ vươn ra cả gì đấy, vươn ra cả Trung Phi, cả Myanmar, cả Nam Mỹ, rồi nhận cái đội ngũ nhân viên của nó ở bên đó, cái đào tạo khác của ta, những cái ngành người ta thì chạy theo, ta bên thì theo. Vừa rồi tôi nói những bên thì theo, hẳn như cái này kia mà về bắt cả lại thì người ta theo à. Ta phải chịu theo nó, hẳn vươn ra trên tập đoàn đầu tư quốc tế toàn cầu, còn ta thì coi coi ở trong Việt Nam thì thôi, chúng ta chỉ cần học tiếng Anh được đâu, đào tạo chung như thế này cũng được. À, như vậy, từ đó chúng ta mới xác định được là chúng ta cần bổ sung phát triển cái gì bao nhiêu. Ở đây là cái chú ý cái gì. Rồi bây giờ phân tích là tổ chức để trả lời cái gì đó, cái chung bây giờ cụ thể phân tích cả thứ nhất, đào tạo theo hướng nào của chiến lược của công ty chúng ta, cái gì để liên cái gì cho học thì chính tiểu nắm bởi cái mấy cái quy trình của ngành điện lực nhé, tiêu chuẩn về an toàn mấy văn bản nó sinh ra cái đó tôi như này trên.
cái quả lòng quán niệm giáo chính trị dân giải quyết xung đột để làm thế nào đừng có thể dân gọi ta gây áp lực để ta mệt đó. Cái thứ ba là làm thế nào để mà cái gì mà thương lượng đàm phán đó ạ. Rồi, cái thứ hai là làm sao để cái chương trình đào tạo phù hợp với cái kế hoạch và mục tiêu của ta. Cái thứ ba là cần đào tạo ở đâu trong tổ chức. Chứ không phải trong tổ chức là tôi bắt cả la nghèo thế, ở trên đây là tất cả ai lớn bé già trẻ chúng ta đi học hết, không bù ngang thì bù dọc. Theo cái quan điểm của ta là cứ cho đi học hết, không bù ngang thì bù dọc. Cái kiến thức mà thu được á nhỏ hơn cái mất thời gian mà cô bỏ ra là cái vi phạm chủ nguyên tắc của đấy tôi nói rồi đấy, cái mà chúng ta gọi là phí tổn cơ hội. Ví dụ buổi chiều nay cả chị đến ngồi đây, cả ngày hôm nay cả chị ngồi đây, tất nhiên chúng ta phải hy sinh. Hy sinh gì? Thứ nhất là ta hy sinh cái gì, cái gia đình đấy, bỏ gia đình đi xa. Tất nhiên là trong đó chúng ta còn có lời, có rất nhiều anh chị muốn bỏ gia đình đi xa chúng ta phải có lời chúng ta đỡ được thành mọi công việc này các vân vân và được vui chơi mấy bữa ở Hội An. Tất nhiên cái đó chúng ta sẽ phải tính vào sau cái đấy, nhưng mà đầu tiên chúng ta phải chi phí cho nó. Chúng ta phải mất thời gian ngồi đây, mất tiền bạc này, bỏ bê các quan hệ này, mất nhiều cái khác để chúng ta ngồi đây. Vậy ngồi ở đây chúng ta phải được cái gì đó nhiều hơn cái đó thì vẫn là cái ngồi chứ, chứ vân vân chả được gì cả đấy. Ngồi đây được ít hơn cái mà chúng ta cả gì đang mất đi nữa đi. Cái việc mà đi học đấy là kém hiệu quả. Thì nguyên tắc là như thế thôi, nguyên tắc gọi là lấy cái chi phí mà những em người ta có mà có thể thì cái thực ra là chúng ta không có mất đấy, người ta gọi là phí tổn cơ hội, cái chúng ta không có mất đó. Ví dụ tôi có cái gì là 1 tỷ đồng và bây giờ tôi quyết định cái gì mua một cái xe, mà nếu muốn mua xe ta đã làm thế, nếu xe thì ta gửi tiết kiệm, mà không gửi tiết kiệm ta có thể mua lâu đất. Vậy khi chúng ta mua xe thì chúng ta không còn được tiết kiệm được. Vậy thì những cái lãi suất mà chúng ta có được tiết kiệm đó chính là chi phí của cái việc chúng ta mua xe. Ta mất tiền hết, chúng ta mua xe về, chúng ta mất một tháng cái là 10 triệu, chứ lại tiết kiệm. Ủa, chúng ta cũng tính ra cái xe của ta là mua cái xe chỉ mất tiền này tiền xăng của tháng thôi. Anh nói chơi nhớ, anh mua xe 1 tỷ, anh chỉ mất 10 triệu một tháng thôi, rồi nếu không được tiết kiệm một tháng được 1% thì ta được 10 triệu chứ, như vậy ta mất nhiều hơn chứ. Thì ta mới tính toán, nếu chúng ta không đến mua xe, hay là đi lại thì thôi, để cái tiền lại, lời đó, từ tiền đó, đi đâu ta quê cái xe, thằng lái cho khỏe từ đầu. Có những người là cái gì là tính như thế, chưa có, có những người giàu, thừa thích mua xe, nhưng mà không tính rồi, chẳng đi đâu, trong thành phố thì cần lắm. Sau đó ta đi taxi, cần lắm đi về Huế, ta quê cái xe kia 2-3 ngày, mất 2-3 triệu bạc thôi. Còn về, tức là ta mua cái xe mà mất công chi gửi rồi đủ thứ chi phí nữa, hoặc chi phí, nó không dùng nhiều, thế chứ mua. Đó cũng là một trong những cái chúng ta gọi là tính toán kinh tế, trên nguyên tắc là phí tổn, cơ hội, vân vân. Ở đây chúng ta có rất nhiều cái câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời. Cái thứ hai là phân tích công việc, trả lời câu hỏi gì? Ví dụ bây giờ cái gì đào tạo cái nhân viên trong đơn vị, đầu tiên chúng ta phải coi đơn vị chúng ta cần gì và phát triển theo kiểu nào đó là một. Nhưng cái thứ hai là đơn vị theo kiểu đó rồi, nhưng mà anh kế toán chắc chắn là phải học các anh kinh doanh chứ, anh kinh doanh thì các anh tổ chức chứ, là sao mà ba cái ông vào được nhau được, một nghề khác nhau, yêu cầu khác nhau cơ mà. Ở đó là cái này chúng ta phân tích công việc là để trả lời cái đó. Bây giờ anh kế toán theo kiểu phát triển công ty là kế toán làm gì vậy? Không học kinh doanh học chi, không kỹ thuật học chi, không cái gì cái quan hệ khách hàng cái đó học chi, chẳng phải giống nhau, bởi vì muốn yêu cầu công việc nó cũng giống nhau, đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là trả lời câu hỏi nhân viên, rồi công làm cái gì phòng kinh doanh cả, yêu cầu là cái nữa, nhưng mà không phải tất cả ba cái mà trong phòng kinh doanh học với nhau. Cái ông nên là tốt nghiệp thạc sĩ rồi, mấy cái ông học thôi, ông không cần học. Còn ông này là chưa biết cái gì cả, ông nên học 10, ông này có cái sơ cơ rồi, học có 7 thôi. Như vậy là mức độ học không giống nhau, cũng giống như tiếng Anh đó. Còn hỏi tất cả chúng ta, IELTS đều phải là 700, ok? Nhưng thằng kia phạm giống như bắt đầu học lắm thế. Còn ông này 5.5, 5.5 thì học thêm chút nữa, cho một phải. Còn thằng này chưa được chấm nào cả, thì phải học cả. Chứ không phải là chúng ta trong lớp, thì lùa cái phút đóng đồ học. Cho nên bây giờ cái tổ chức đào tạo tiếng Anh ở trung quốc phức tạp lắm, nó có phải làm những người ta tổ chức đây ấy, là tất cả sinh viên trường rồi học cái gì là kinh nào học ngoài ngữ giống như ta từ chưa đi anh gì nào mới học từ chưa là du học hay cũng là bây giờ ông làm cái nữa đó. Bây giờ là sinh viên có đường
Sau đó cái gì tôi phải tổ chức tìm xét thì anh không chia ra nó nóng loài loài chúng ta là loài chìm nổi trong biển luôn khỏi trong cảnh chúng ta thì chưa là khỏi chiều tăng là ngoài biển nổi rồi nhưng phải cứ suốt ngày lao tăng đi học tới đó cần bây giờ tôi yêu cầu cái gì là AL của tôi cái gì từ 5.5 tất cả những em nào vào test và 5.5 là tôi trong biển luôn toàn bộ 4.5 đào học ngoài nữa đó biển luôn phải đặt chuẩn ra mới đấy tôi có điểm chuẩn không á mà đạt thôi có loài mà cái gì từ mà 4.5 tôi chết liền học liền từ loài của học là đã sửa lớp vô cao rồi khả năng cũng sửa tốt làm gì cho cái loài thứ tư cái gì mà 3.1 là tiên cái loài thứ 2.3 là tiên cái loài thứ tiên chỉ biết tu qua cả học là tiên cái loài học kéo nhiều hơn thì cố là chín chỉ là cho nó học ngoài được là đó cái loài thứ kém nhất đó là phải học bổ sung thêm 20 chỉ nữa tức là 3 phần 10 để tiếng Anh tất nhiên không phải đọc cái tiền nhà trường điều cả tổ chức cho đào tạo cho nên là mấy em mà cái mà tiếng Anh vốn là giỏi thôi thì nó cứ nói lắm mở thêm đường cái mấy chục cái gì cái chính thì cái đó nó phá mất nó được rồi không nó cần cái đó cứ cho cái gì ví dụ cứ quyết định điểm cái điểm luôn còn những em kia mà cái gì chưa đạt thì cứ phải là học nhiều hơn để chuẩn bị đạt cho nên là vô thường giống nhau như ra trường đấu giống nhau đó cái cô một khóa ra trường vô thường nhưng mà ra trường là cái gì có được 3 năm ra rồi còn được 30 người mà tối đa là 7-6 năm để trong có cái gì mà lên lớp từ bao giờ thích người dùng kiến thức ra từ ra trường á bây giờ phải bảo vệ luật văn không phải là ký quyết định cả thứ thiết bị dùng chỉ chỉ theo quy định của tôi là cái cấp bằng khi nào phải nộp dùng chỉ chỉ vợ phải cấp bằng cấp bằng cho bây giờ sinh viên bây giờ khỏe hơn chúng ta mười trước là học hết rồi rồi còn lo cái chuyện mà cái ký quyết định thì bỏ quyền điều án ra trường nữa bây giờ là bỏ luôn tức là thiết bị dùng chỉ chỉ là cấp bằng nó khỏe rồi đó là phát triển nhân viên. Ở đây chúng ta còn mình cái nguyên tắc học cái gì ở trong cái doanh nghiệp đào tạo. Đào tạo các doanh nghiệp nó khác với đào tạo ở trong các cơ sở đào tạo như trường tôi đào tạo mình nữa mà cử nhân thạc sĩ tiến sĩ nó khác hoàn toàn với là quy trình tổ chức đào tạo ở doanh nghiệp này. Cho nên là nhiều khi các cái trường mà rất uy tín nhưng mà lại không thể đào tạo cho doanh nghiệp được bởi cái mục tiêu đào tạo cho doanh nghiệp khác hoàn toàn với cái mục tiêu mà đào tạo cho cả những các cái trường là bởi chúng ta nhìn thấy cơ bản cơ sở từ kiến thức ngành từ kiến thức ngành cái con đào tạo cho cái gì đấy để mang cái đối tượng của các cái video ở đây là chỉ có tập trung cho mấy cái vấn đề một là chỉ có thể phản hồi hai là cũng củng cố cái kiến thức tức là chúng ta đã có kiến thức rồi về nguyên tắc là chúng ta đã đi làm chúng ta đã có kiến thức rồi chúng mình ngày nào đi đâu ta chỉ có củng cố thôi thêm một số cái mà chúng ta thấy là mới rồi mới củng cố cho ta cái thứ hai là thực hành nó phải đảm bảo để tích hợp tính nghề nghiệp lối kéo sự tham gia và cái kết quả thì đó có thể được ứng dụng ở đây chúng ta bàn đến cái sự khác biệt về con đường tư duy của người lớn tuổi cái người lớn tuổi người trẻ tuổi tư duy khác với nhau ở đây ở trong doanh nghiệp chúng ta đào tạo là đào tạo cho ai thì người lớn tuổi nên những cái gì đấy thì học tất cả người lớn tuổi thôi chứ đâu phải 18-20 đâu 18-20 thì đi học ở một cái trường kia nó chỉ có chuyện đi làm rồi mà đi học thì chắc là chúng ta cũng phải là 25 rồi chứ anh phải đi học cái nghề đó ra trường mà mới vừa học ra trường mà bắt đi học lại chắc là cũng ít nữa cho nên trong doanh nghiệp chủ yếu đi học là người lớn tuổi hết những cái gì đấy thì toàn lớn tuổi học đi học mà lớn tuổi đi học thì có đặc điểm gì ta có không có kinh nghiệm rồi chúng ta cũng có cái những kinh nghiệm cơ bản rồi đó cho nên cái con đường tư duy chúng ta nó như thế này ta bắt đầu từ kinh nghiệm mà ta đã tích lũy ta có kinh nghiệm trước cho nên sau đó ta dùng từ kinh nghiệm đó chúng ta mới quan sát cái thực tế và ta nhận thức nó theo cái kinh nghiệm của ta để từ cái kinh nghiệm đó chúng ta mới khai thác quá lên để ra những thứ ta nhận thức phải thật quá từ cái kết quả đó chúng ta bắt đầu vận dụng kinh nghiệm ta phải có kinh nghiệm từ kinh nghiệm chúng ta lại làm được cả so với thằng trẻ tuổi đấy thằng biết từ triển khai quan hóa trước tức là mình biết chủ động phát triển nó để kiến thức khái quát về mặt lý thuyết cho nên ta hay chế người ta mà trẻ đó mi chỉ là kiến thức sâu nhá là đi nói trước cũng có cái khái quát đó từ từ khái quát đó hẳn mới đi quan sát thực tế hẳn giải thích thực tế theo cái lắng kính mà hẳn là đọc cuốn sách từ từ cái lắng kính đó hẳn mới rút ra kinh nghiệm hẳn mới vận dụng vào thực tế hẳn làm được khi còn trẻ hẳn làm được với cái người già và cái quy trình của nhân thức của trẻ với già nó có khác nhau
Việc khác nhau cho đào tạo người làm trẻ, còn các đào tạo thì cũ. Rồi ra, rồi ra. Là đó cái gì? Alo, mọi người. Chúng ta sau tuần này bàn gì cả tuần luôn. Bởi vì cái bài chúng ta cứ bài ấy là phải không có cái tuần này chỉ một cái bài một chút 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 là sao nào. Từ sách của những cái chúng ta cũng không có. Rồi, cho nên từ đó mà suy ra cái người lớn tuổi họ họ học mà như thế kia cái gì thế. Rồi, không cần đánh giá nữa thôi, ta chỉ cần biết cái đó được rồi, để cả lấy một quả chuyên sâu ta cả thêm. Một việc nữa là bây giờ cái gì là tạo được một sinh nhân viên. Mà cái mà bây giờ chúng ta đang còn trên trong cả cơ quan doanh nghiệp nhà nước ấy. Đó là khi người lao động thẳng cấp ô đi, chiều cấp ô về, rồi như cái gì đến dịp là quốc hồi vào là có 30% là cũ làm, chi cả, còn chơi không là. À, thì vấn đề câu hỏi đặt ra là vì sao như vậy? Cái đồng lực. Cũng giống như mà các ta nói với thầy, không cái ông nghèo, cái ông dân tộc không có lo khổ này. Không lo khổ này. Tại vì được thế ta cần phải bảo kê những phát triển này. Tại sao cái thằng da đen ở bên châu Âu, bên phả thần cổ ngắn, nó bởi vì những báo cốc nuôi nó, chó nó kia, nhìn như ta phải ra, đó, hai vợ chồng phải nhìn ra, đi làm cái đẹp đẹp đó, kiếm thế đông cái máy chim như đó, mùi tháng ra nước cái gì đó, trong tháng 48, vừa 48 ơ, là được cái gì 97 thôi, mùi của con đến 18 tuổi, được thêm 700 ơ, nó cầm có ta đủ sống rồi, xem đi làm 900 mấy, xa thân nam, đó, thử thế ra nước đó, mà hạt đèn này đâu vậy chứ là từ nửa nay mà quả mới đóng đuổi đèn được thằng thế bố thế bố đi nữa và khi quẩy thì còn đắt rồi cho con thì đương nhiên là được cảnh thiên được là tất nhiên không biết quá nhưng mà cảnh thì con về thằng này đẹp cũng cả lộ nữa cứ cả lộ mà thằng thế nhỏ từ thằng thế vừa vừa thằng thế to rồi lên lại nối nghiệp bố mẹ nó theo cái gì đó thì được quá cảnh thì gọi lại là sụp đổ thì không đổ cho nên tại sao mà cái đám mà cái mà cực đoan là cái pháp là nó đòi những cái đứa bé nó đòi phải gì đấy là tổng chục phút thế cái đám đó đuổi cái đứa bé trong đó ở và như thế đó đưa ra tổng nhiều cái nước pháp của người pháp cháu phải nước pháp của người dân đấy nước pháp của người pháp mà bây giờ cái gì khác thứ nhất là pháp cái gì đấy là bây giờ người dân em tan nhập luôn mà tổ nào người dân em cả nó bởi vì pháp nó từ chó quá theo cái gì cái tuyên ngôn của cuộc cách mạng pháp từ do bình đẳng bác ái đó là cái gọi là quả văn minh lên trên văn minh trong cái sinh năng nghĩa mình như thế lời dùng rồi bây giờ vấn đề là tạo động lực cho nhân viên vậy cái quan trọng nhất là người thống có động lực làm việc tại sao cũng cái đất đai đó tại sao cũng con trâu đó tại sao cũng người nông dân đó mà trước đây cơm không đủ ăn áo không đủ mặc mà bản thân người nông dân cũng gặp khổ thời xưa cái để quê tôi từng nhẹ thở luôn đó bên ngoài tôi lại đóng di chuyên di sinh rất nhỏ nhỏ cái gì mà tôi ở Đà Nẵng ngay từ một lần về quê ổ mấy bà cô bà chị tôi ở trong kia mấy ông cầu từng nhẹ thở luôn mà di chuyên là cái đất cái gì mà nổi tiếng cũng màu mỡ đất đai mà cơm cũng đủ ăn cái gì cũng đói cũng đói cả vì đó vì nơi đó là một thực trạng em á mà vì làm thực trạng cho nên đâu có ai làm không ai muốn làm cơm đó nếu mà đến lúc cái gì giao đất giao ruộng lại nhé thì người ta không chỉ đủ ăn mà cái gì lúa mỗi năm xuất khẩu cái gì đấy cả mấy triệu tấn nhất như thế giới nhé đó còn những mày cũng những về vấn đề là cái động lực để người ta làm việc đấy thời trước quả chuối bỏ ăn cái gì chuối chay ngọt bây giờ là bưởi rồi thì cái gì ra rồi thì mặn cầu rồi thì quả vải rồi quả
không và bàn bản tràn ngập cả. Nên thời xưa làm như đó, thời chúng bỏ bài cái những cả nơi bao nhiêu được cái mấy cái đứa nào như là nồi về mình mua được một chung về cái những chó được quả ăn chua cho chạy cái nó phát cái mùi ra nhưng mà được khen ngon. Cho con bây giờ bản tràn ngập cho tao cũng xem ăn được. Và cho nên cả những chính trị thị trường không phải là một cái mà nó được cái những các nước cứ bản cả thế giới này người ta ủng hộ và phát triển. Chỉ có mấy ông cộng sản này cứ tưởng rằng là ngon là giỏi là lý thuyết nhé, không? Và từ đó mới đưa ra cái cách mà thay đổi là trong cái hệ mà tập trung cứ tưởng là thông minh. Ở trên đây có hai nhà làm đường, một là thông minh, hai là sinh viên, mà có lẽ là năm trong nhóm sinh viên thì nó chỉ duyên cờ cứ tưởng là hay. Các cần thi học, cần này như thế học, đấy. Ta suốt ngày nghiên cứu từ đưa ra nghị quyết này thì chúng tôi cũng là muốn dỗ cả đó. Cần gì để đi tự học mấy cái điều xung quanh ta thế đấy, ta làm trước, học mình, học Đức, cái gì học Nhật, học Hàn Quốc, học Đài Loan như này. Mấy cái thằng quanh ta tự làm thì ta tìm được, ta làm theo thần mẹ, phải học học kia. Suốt ngày nghiên cứu này, đề án kia, vứt tiền qua cửa sổ cả đấy. Bây giờ được vứt ngay cải cách giáo dục. Sắp tới đây lại bắt đầu là cải cách giáo dục tổng thể. Buổi sáng tôi đi trên xe bắt đầu là bắt buộc là từ cái gì học sinh lớp 1 đến lớp 12 mỗi năm phải cái gì bổ sung thêm 300 giờ à, đấy là 150 giờ là cái gì là chứ tài nguyên tích cực à. Buổi sáng có cái thực trạng cái gì mà vụ phó vụ giáo dục phổ thông phó giáo sư tiến sĩ đi lui sĩ như đấy ngồi trả lời ở trên đấy mà tôi đang đi trên xe nghe cái gì đấy. Tất cả ngay từ những con bò ngài biết rằng là bây giờ các em học ở trên lớp là chỉ biết kiến thức về như này thôi. Ta là cái gì học trên lớp là thời xưa đến nay quy định học lý đôi việc hành ở bậc phổ thông thôi, học lý thì lý đôi thì nó sẽ có giờ thực hành về lý, học sinh vật thì có giờ không sinh vật thôi. Nhưng mà ngài biết là bây giờ ngoài cái đó đó sẽ có phải thêm một cái món nữa là tài nguyên tích cực. Thì cũng được đấy, thấy tài nguyên tích cực, học tài nguyên tích cực là như thế. Ví dụ như các em học á, bây giờ cho em là đã trồng rau để hướng dẫn cái đâu gọi là rau sạch, để các em biết là về cái gì sinh học, rồi biết về cái gì hóa học, để sẽ được bón phân vào trên này, có được thôi, không có nhận, để phải cho, để coi cái khác rồi nó như thế. Làm khả năng để các em làm việc nhóm, rồi các em biết cách thuyết trình, thuyết tóc, để các vân vân. Ừ, cái đó đó là khả năng như trước. Đấy, cái đó gọi là học kỹ năng chứ. Đấy, cái kỹ năng đó là kỹ năng. Đấy, cái hiện ra cả đó cho nên mục tiêu cả các bạn chơi. Nếu như là một gen được kỹ năng sống là kỹ năng sống chỉ được hẳn một món nào đó. Và kỹ quá, cái như vậy cũng quá, mà là ngoài quá, nó cũng không phải là ngoài quá cái tiểu cầu. Đấy, rồi bây giờ chương trình như thế nào, đánh giá thế nào, rồi chiếc kỹ như thế nào, rồi ai làm. Đấy, mấy cái thương danh phổ được là bởi vì ông nữa đã phục như thường hoàn kỳ điểm chứ ở Hà Nội là có chương trình này thường mang những quy vi chứ là cái gì là có chương trình này của mẹ luôn cả cái đất nước đây cái nghèo rất chúng tôi ở các xã các huyện bậc lý lý của mấy thằng mang thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội mà đi học điểm lên cũng cả nước chứ có cái tên luôn à mẹ cái con mà cái gì dân ở thành phố toàn những cái nhà giàu cả ông ơi. Đấy, hắn có tiền, có bạc cho tiền, để huy động để mình góp tiền vào, mình thuê cái ô tô, để cho đi cái gì vườn hoa, để cho đi này cả. Ở trên mình hiếp lên rằng, trên cái gì bác tơ bên đó, mà có em ở trên đó thì tiền mua mà đi làm cái đó. Mà bán thì trong dấu, thì cái em cũng là chẳng thấy, cái em cũng chẳng đâu, thì chẳng bò, thì em cũng chẳng có, nó cần bán, nó phải nhiều nữa. Đấy, mà cho nên là cái gì một cái đất nước ông thì nó đang chính sách giáo dục, anh phải dừa lên cái số đông của cái lực lượng lớn nhất cái như theo cái gì sao nên khi Việt Nam chính sách mà ngồi trên tháp Nga thì nó làm chính sách nguy hiểm nhất là đó mấy cái giáo giáo sư đó họ cho chứ thằng cũng thôi ở nó là ngồi thôi con tàu ngọc mấy cái xương là có cháu tàu ra cái đó cái người ít nhiều đó thôi để cho tất cả cái đất nước này có thể nguy hiểm cực kỳ tôi nói gì mà là nhìn nó đẻ ra rồi là cả cái xã hội là bị theo cái đồ điếc của mấy cái giáo đó rồi các cái trường ở cơ sở các cái trường phụ trong của các thì cài theo mà các thầy nhìn thôi đó cũng đủ ăn với trường thứ ba còn ba cặp nó đấy lo về để cái gì đi trong chân cái sẵn để trong sức của mình để kiếm tới cái ăn cái mua một nguồn nghỉ ra mà chương trình mà trải nghiệm tích cực nữa cho các em nữa tiền mua có ai đi nó sẽ không bỏ đi ra cuối cùng là đổ mõ đi chuột có đảm bảo với cái gì ra được đổ mõ đi chuột có pháp chứ không có đồng đấy chẳng làm được.
Bởi chúng ta phải tính chất lượng lớn, sẽ có một vài chương được tiến lên, đó là chương án rồi, chương thành ơn, chương thành chúa thế nào. Vì có những con trong có nhà, tất nhiên là làm được, bởi chúng ta được không sao. Vì có phủ cháu có đem vui như họ kiểu tiền đó, đương nhiên được rồi. Nhưng chúng ta phải tính cháu tới 99% thì đi nghe không chứ. Đấy, khu vực chính không sao mà làm không thể đó được. Đấy, mày phải học cho kinh nghiệm của nước ngoài. Để ta phải đi sang Singapore, học kinh nghiệm Singapore. Singapore nói gì một thành phố thôi. Đấy, đó. Thành có quân số không sao, thành có chất tộc cái gì mà đồng khổ không có. Đấy, thành toàn những cái dâu cả, phú nhập kim phú tộc người ở các tỉnh mấy chục lần Việt Nam chúng ta. Nó chỉ có mấy triệu dân thôi, nó làm được, chắc nó đi học tập phải thành có nó được. Sao thì mấy cái thằng có điều kiện tương tự như ta chứ. Chắc con đi học kiểm điển lên chứ đỡ là chết đâu. Đấy, cho nên đưa ra một chính sách không đồng ý của ta cả. Ta làm cho tốt những cái hiện đó này, đóng chương trình nào đó. Các cái này đưa vô, để không chức hay về vật lý cốc, em làm vật lý, chính nghiệm sở đó được rồi, căn chức đó được rồi. Đấy. Mà làm cho tốt đấy, thôi thì là tốt rồi. Bây giờ thì các cái nữa rồi làm cả những loàn như các ông ơi, loàn câu cao ra, của tức là đánh giá năng lực, rồi bắt cháu biết được nhận xét các em, rồi cũng cho điểm nữa. Cô không là cả cháu về trường quá, cháu học mày cái đâu. Không học, không ai thì cháu cơ. Đấy, cô không được lơ mơ là này là bụng mở thú cả đấy. Thế con ở bên Singapore đâu đang làm như thế được, nhưng mà cái gì đấy con, cái trình độ dân trí, trình độ xã hội, trình độ bố mẹ của nó, cái gì khác con người ta, hệ thống chính trị, hệ thống để tuyển dụng nó khác với ta. Nam Nam nó phải mắc chính sách hệ thống tuyển dụng chúng ta bây giờ vẫn đang tuyển dụng theo cái hệ thống như cũ, theo có đổi được không? Không đổi được, vẫn cứ phải là bằng cấp, vẫn phải tiêu chuẩn như thế này cái kia, ta có thay đổi, nếu có tung lên tất cả một cái để mà thay đổi cả, thì mới làm sức thì nó được. Sau ta học kiểu đó, đi thi nhạc thì kiểu kia, cho cuối cùng là nhà trường mà không thể nhạc thì ta phải bắt cháu đó đi học hết, chắc không phải một chiếc bốn được. Đấy, cái cạnh của nhạc theo kiểu đó, không có, không làm như thế được. Đấy, cho nên là cái gì ta làm một cách mà vô lý, không chấp nhận được. Rồi trước thì lấy cái chuyện chính trị bỏ ra. Cho nên cái đó, chúng ta nói về cái chính trị, thúc đẩy, đồng viên. Để cũng đầy chất là chúng ta cứ dành để diệt ra bên trong của chúng ta. Thì giờ bây giờ trong cái nhóm ta cảnh như kêu lên rồi, không chỉ đến cái tầm biển đấy. Không có những người nhiệt tình lắm, thôi đi. Có những người thì về đoạn thôi đi, đầy nhạc nhổng cha. Vì đấy thì cái nhu cầu người ta không giống nhau. Anh mà nhu cầu càng cấp bách bao nhiêu thì anh càng mạnh mẽ. Còn cái anh mà có nhu cầu thì anh kể gì không mạnh mẽ. Được thôi. Và như vậy khi chúng ta thúc đẩy vào cái đó, cái anh mà nhu cầu càng mạnh thì động cơ càng mạnh. Cho nên cái khái niệm gọi là động cơ thì như thế đó. Tức là làm thế nào để chúng ta tạo cho họ ở bên trong một cái niềm khát khao về sự kiện gì đó. Và sau đó ta tạo môi trường để khuyến khích họ. Nếu đi theo hướng này thì anh đạt được cái đó. Tức là gọi là tạo động cơ này. Tạo động cơ này. Tạo cái gì như thế biết. Tàu chất tẩy đầu tiên phải có cái động cơ cái đấy chứ. Chứ cái này không có động cơ thì tàu mãi cũng được. Đó, cái nơi mà không muốn cái tầm biển. Mãi cứ tàu động cơ là thúc đẩy bằng cách cái tầm biển nó có lấy nông, nông như thế. À, như vậy nhịp đầu tiên chúng ta phải thể được cái chất phẩm có động cơ. Vậy động cơ bắt đầu từ đâu? À, có nên lấy là cảm lý thuyết. Nói qua một chút thì càng nhiều. Ông Mạc Lâu, một cái nhà mà biết của cái tâm lý quản trị, ông cho rằng là động cơ nó bắt đầu từ cái nhu cầu. À, cái quan điểm cho là nhu cầu. Mình nhu cầu càng cấp bách thì cái động cơ càng mạnh mẽ. Ví dụ anh tôi bây giờ cực kỳ khát nước, anh phải hết lòng không uống được, phải nồng nhuộn để kiếm được uống, cho nên cái hành động càng mạnh mẽ. Khi nhu cầu càng cấp bách, càng khát nước càng nhiều, cho anh phải khát nước hơn thì ta cũng chưa có. Và mình bảo, mình chỉ mạnh mẽ trong làm việc để mà đạt được nhu cầu đó, trong tùy thuộc một mức độ cấp bách của nó. Tôi bây giờ rất thú tiền, nở dần cầm gì cả hết. Bây giờ phút ngày tới réo, rồi ngồi nhìn tới nắng kinh đến tòa, không cần như mà. Mà thả tiền chỗ đó, là nó chạy chạy đi tới, đặt phố rồi nó nói luôn rồi thì không thể làm. Bây giờ ai thuê để chi, làm vất vả đến đâu mà có tiền tôi cũng sẽ làm ngay. Vì đang phi phúc cái đồng cước như tiền, coi có những người là tiền bây giờ, cả bóng cả rầu, mất. Vì tổng hóa thế làm, cái gì mà cái mũi nó làm, cái con mua nó làm cái tiền nhà tôi, không hiểu. Thì đó là không ra tiền, nhưng mà cái mức độ của các tổng đồng cơ của mọi người cũng giống nhau. Bây giờ ta phải liên kết, không làm tiền nên ta trả cho mình kiều. Theo không? Nếu mà mấy cái thằng con heo đó, phải cho kiều á, là làm gì? Vì đó, thì tôi cũng rất sợ chịu. Cho nên ông Mark Lowe cho rằng là chính cái mức độ xuất phát của nhu cầu đó, nó tạo cái động cơ.
đồng đội. Và theo cái quan điểm này nó cũng có cái tê hai của nó nhé. Và nếu như chúng ta cứ giải thích cái hành vi của con người kiểu đó thì cuối cùng nó là một chỗ người ta mà làm việc xấu để làm ra đừng có cho họ thỏa mãn về nước, luôn luôn cho họ chủ trương một chút nội dung các biện pháp thúc đẩy để thêm nước đó sự tiên cần thiết, cho nên cũng nhiều cái ông chủ làm cái kiểu đó, nhiều doanh nghiệp cũng làm cái kiểu đó đấy, là cái gì trả lương cho người công nhân vừa vừa thôi, để sau đó cái gì quy động ăn nhập thêm giờ để trả chung làm thêm cái này, trả thêm làm thêm cái này, trả thêm bánh bẻ họ chủ trương thêm làm việc với họ thân viên mà. Mà nếu như anh mà trả lương cao cho họ, họ mà thỏa mãn với tiền rồi thì đâu có muốn buộc họ đâu, họ cũng tìm cách đó để thúc đẩy được cũng làm cách. Cho nên thời xưa chúng ta cũng có cái nguyên tắc đó, muốn cho con trâu mà nó kéo cày ấy thì đừng cho nó ăn quả nó, muốn cho con chó mà nó chỉ nha thì đừng cho ăn nó quả nó mà nó ngủ cho nó cũng một chút đâu nghe đó. Mà các cô cũng nữa, muốn cho chồng mà luôn luôn phải quan tâm gắn bó trong mấy mình cũng đừng cho chồng thỏa mãn đấy đó. Báo giờ để cho cần thèm có thể cái tên của nó một chút có thể cô đó là khi ta cũng chuyện cái nguyên tắc của tôi đấy. Khi nào mà họ đã thỏa mãn nó chẳng rồi là phải cho đi kiếm cô khác có thể được thôi chứ. Thì cái có lý hợp với người ta cùng nhiều các cái thiết lý của động cơ của mắt lâu cả thôi. Đấy, khi nhu cầu đã thỏa mãn rồi thì nhu cầu đó cũng còn thúc đẩy người ta nữa. Người ta phải tìm kiếm nhu cầu khác để thỏa mãn nó cao hơn, được không? Đấy, được không? À, đó là cái quan điểm duy nhất. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng nó cũng là như thế. Này, mà con người chúng ta hành động rất nhiều cái kiểu khác nhau thì cái quan điểm mắc với nó cho rằng là loài người này có thể mấy loài khác nhau này. Có cái loài là cái gì họ làm việc vì cái gì động cơ, còn có cái loài khác là làm việc vì sự kéo của người khác họ mới làm việc. Đó là nhiều cái quan điểm khác nhau để trong này chúng ta nói qua một chút. Ví dụ thì nói chung á thì xu hướng là đều cho rằng là một thúc đẩy động cơ thì phải giải qua ba điểm. Thứ nhất là phải biết đúng nhu cầu, tao thì biết đúng nhu cầu cho nên tao mới hãm cơ quan chúng ta cũng phải nhớ tao cũng đúng nhu cầu là về chuyên trưởng có mình lấy nhau đi đâu đó với nhau còn cái kinh doanh cả đầu tiên nó đi làm trong lúc tôi nữa kéo phải là đi tiền rồi cái loài đó nó cũng đẩy tiền bây giờ làm thế bây giờ hay là làm cái này trưởng vai bát trong nó cũng không quan trọng mà cơ bản thì rất nhiều cái này cái kia người ta cũng đẩy họ chứ phải như tiền cũng giống như ta bây giờ nữa thưởng đấy chiến chỉ thi đua mỗi năm cái gì thưởng được tiền vàng ăn thua chi cái tiền giường cái tránh điều chỉ thi đua là còn mất phải mấy triệu nữa chứ không phải là cái tiền nó rất to vậy thì bây giờ thưởng bao nhiêu là vừa. Và cơ quan tôi nữa rất nhiều đồng viên là sự thắc mắc em cả năm cái gì cả trăm người mới được mấy người chính chỉ thi đua mà cử chi được có 1 triệu bạc 2 triệu bạc ăn thua chi cái tiền đi lửa nó cho hỏi là thì cử bao nhiêu thì vừa đấy 2 triệu được không đấy 2 triệu tôi nghĩ chắc cũng chưa phải là to không để mà người ta em vậy không vậy thì chắc là phải được 200 triệu trở lên chứ mới ấy đó vay mới gọi là có ý nghĩa mới có ý nghĩa thì chắc không ai thưởng như được cả cũng có quy định được thưởng như được cả vì vậy chúng ta phải hiểu rằng cái việc thưởng đó thì thấy nhiều nữa của cái người được thưởng cái việc mà để và cái gì chúng ta tốt với chỉ thấy nhiều đó là quan trọng hơn cái tiền chứ đừng dựa vào cái tiền bởi thực ra cả những cán bộ giảng viên của tôi bây giờ mức thu nhập bình quân cả những của trường tôi bình quân được khoảng 13-14 triệu bình quân tất nhiên là chưa bình quân với cả nhân viên cả giáo viên chứ còn những giáo viên mà giảng viên chính này các thứ thu nhập còn cao hơn rất nhiều đó mà thì nếu giảng viên chính trường tôi thì thu nhập khoảng 27 triệu một tháng bình quân là bởi vì nước các quy định ra được thì vui nước tôi cả như tôi là 7.56 hiện của nước cộng thêm 0.9 nhiều phó nữa cộng vào nhân cái quy định nhà nước của đó nếu tôi đã là 14-15 triệu rồi mà chưa kể cả những cái phần mà cung cấp thêm nữa nghề nghiệp là 25% của nghề nghiệp giáo viên nữa nhân vào thì tôi đã 27 triệu một tháng rồi chưa kể cái việc mà hướng dẫn cao học rồi dạy cao học rồi làm đề tài này các phân vân nữa thì không phải vậy thì đối với tôi bây giờ thưởng bao nhiêu là vừa không đối với tôi thưởng bây giờ là còn 10 triệu nữa chắc còn cũng phải là to đối với tôi chắc chắn không to đối với tôi đấy không to đối với tôi nó chắc chắn có quy định của nhà nước mà cháu phải thưởng như thế cả đấy. Vì vậy chúng ta không thể nhìn vào tiền gì cái mức tiền to đó mà người ta nỗ lực làm việc chắc khó lắm đấy chắc khó lắm mà chính đó để sự tôn vinh đó cả trường người ta định mấy cho nên phải tổ chức cái buổi lễ mà tôn vinh người ta phải tác trọng để ai cũng thấy rằng muốn được thì thấy nhiều đó để thúc đẩy người ta làm việc cho ta đừng nhìn cái gì thì tiền đó ta cũng bây giờ chỉ nói được vì cán bộ chúng ta là không những cái gì làm vì gì nữa không rồi có cao gì cái tư thì đó họ cũng chưa được ta chỉ thấy là thích là vì sao họ tham nhũng là vì do trả lương tôi thì cả họ phải tự lấy từ túi mình
đó, bây giờ cả chị làm lương cho cao, nhưng mà vật thì thấm dụng như lửa thôi chứ. Đấy, mình sẽ làm ra, nhưng mà người cũng nhập vào như lửa thôi, mà nó vật thì thấm dụng thôi chứ. Thế chắc đâu phải là cái nghèo thì thấm dụng đâu. Đấy, có dòng cũng thấm dụng đúng không ạ? Thế ta cứ giải thích, trước đây ta giải thích là vì sao cả môn chúng ta thấp dụng. Là vì là cái gì? Nhân lực cảm nó thấp quá, cho nên ta phải chạy vay cho nó kiếm thêm chứ. Bây giờ còn thấp nữa, bây giờ ta trong thôi, nhưng mà từ giờ nó sẽ bị thấp dụng rồi. Hàng chí tiên, chúng tôi lên nó rồi. Đấy, còn không lên nữa rồi. Đó, cái loài mà, ăn bớt tâm chuyển các bố thấp dụng có tư thôi, nhưng mà vùng vướng rồi. Đấy, đó. Cả năm cái trà có tiên có bạc đó thì lúc cả con mưa sắt phải gây sắt cho thành giống, rồi mà cái gây sắt mùa bao cái gãy ra đó gây sắt giống thì lúc chúa công sinh nó sống bảy với con cháu rồi cái con cháu con rất đẹp chứ con nhổ cái đánh mà những gãy mà gây sắt thì mùa mấy cái mà gãy cái này luôn vô lý cái gây sắt là cùng với con chúa công sinh chứ sống bảy. Cho nên ta nói vui là Việt Nam chúng ta là cái nước mà sản xuất robot công nghiệp đầu tiên, là người sắp mà chạy được qua máy trên trời thì chắc là robot công nghiệp rồi. Đó, người sắp mà chạy dài dài thì chắc cũng cũng công trình. Cũng cũng giống như cái thanh mưa lầm, mấy cái tùng mà phải dọc đường á, cái tấm dọc đường á. Xe bóng có cái gãy lôi ra, cái gì mấy cái tế ở trong chống cỏ sắt để ngồi cổ ra, nó làm như thế này. Sau đó tôi làm tùng an toàn. Là người tống con gạch chứ không tống con không gạch sẽ bị sôi. Cho nên chồng cũng ăn con thì mình được biết ra rằng có lần là cái đồng chí đặng đình chồng đấy chứ đây là phó chủ tịch và vừa rồi nghỉ thì xuân anh để nghỉ cái như là quyết định là khá làm trưởng ban tuyên giáo và thôi chức cái như phó chủ tịch thành phố một cái ông bí thư của chủ tịch mà rút đến cái mức làm lực quyền đấy. Ông bí thư làm gì mà có chuyện cái gì mà điều khiển ý thôi chứ cho phó chủ tịch thành phố được đấy. Mà trong quyết định ấy là của bí thư đó là cái gì đó đấy. Điều khiển đang làm cái gì là bởi vì ông này là ủy viên mà thường vụ mà đang bí đang đâu phó chủ tịch tâm cho nên điều khiển đang làm cái gì trưởng ban tuyên giáo đấy mà thôi chứ phó chủ tịch ông bí thư làm mà cháu thôi chứ phó chủ tịch được. Mà phó chủ tịch thành phố chủ tịch trung ương là phải chủ tướng đó là cái thứ nhất và cái thứ hai là bản quyền phải qua hội đồng nhân dân chứ như vậy muốn bản quyền ông ta thì phải nghị quyết của đảng thôi chấm được chính thức quyết định đó rồi mới được hội đồng nhân dân thì họp phân vân cho tính mới nhá mới mà có cái ta gọi là cái bản quyền cái tư cách phó chủ tịch phóng nhá phó chủ tịch là hội đồng bầu mà thế là có bí thư mà lại phải quyết định nó được cho nên ta tưởng tượng người ta là bí thư là ta lòng trời cho nên ta là được quyền tất cả ta quên một cái điều là có hiến pháp có quy định đàng hoàng cái đâu làm gì được nữa đấy đó cho nên cả dân tộc mình dùng đó là cái quyết định đi rất rõ đấy là khá làm trưởng ban tuyên giáo thành ủy đó đồng thời là nghỉ là thôi chức mà phó chủ tịch. Các bạn tỉnh như ông Dũng năm nay hay các bạn có thể tìm thưởng phát thuyết giáo là sau khi thủ tướng trên lai cái là có thể bây giờ ông bật ra có thể đấy thức thức mà lại tiếp đến thưởng phát thuyết giáo nữa úp 2-1 phải nhưng mà đây tôi nói cái chuyện ông Dũng vui là tại vì ông làm cái ông Dũng cứ quét phân tôi mà vợ ông học không với vợ tôi mà vợ con tăng kinh tế tăng bánh mai bây giờ làm trưởng khoa bây giờ làm trưởng phòng và tổ chức của trường đại học ngoại ngữ vợ học không lớn vợ tốt thân từ từ xưa ông làm giám đốc sở xây dựng sở giao thông công chính mấy bờ nghe kè mà của đường Nguyễn Tất Thanh đến cái mùa mưa bão đánh sập cả cái bờ kè xuống bê tông đi bể tóe ra ra mấy ông ưu tiên đi chụp ảnh được ra về là bê tông nó không có thép ở trong nó không có thép đúng là bê tông đủ dày như thế này nhưng mà không có thép nào đâu mấy đứa ra chất vấn chất vấn thì đứa ra lúc đó có ông Thanh đứa ra chất vấn cho ông Thanh để ông Thanh gọi giống đấy cử tri rất là này mới làm ra một bê tông không có thép ở trong á thì ông Dũng giải thích ra chính trị có tính đó thôi cho nên chỉ có mấy thông con thôi chứ không thế mấy thông chứ không
tâm chúng có thể để nghe ra thì chúng sanh chúng sanh chúng bị đạt cho nó mà tao từ chưa nghe nghe bên tâm có thể mà không thể thì bây giờ mới tâm làm gì cho nên đấy họ ngồi trong nhân dân thì tôi phải nhớ mãi cái nó phải chân phải được dùng đó là cái tâm cũng có thể cũng dùng cả lời ra vì trong cái kể có thể vì nó cũng làm cái kể có thể là đi chứ nữa. Cho nên là đây chúng ta nói được vui một chút là cái việc mà thúc đẩy rồi. Bây giờ cái quan trọng nhất là phân thưởng đó, bây giờ tôi nói đến tính nhân phân thưởng đó, anh còn nhu cầu nhưng nhu cầu tiến cử tiến chứ thời xưa mà chẳng mua con thúc đẩy là thử chết thời gian thử chết cái gì thời gian gì thời xưa là đất đai rồi gì nữa nô tỳ bán nhiêu cái gì ngọc ngà cho bỏ thế thời xưa thì có cái gì đó nữa chứ thời xưa mà cái gì mà mua là bảo là đó lấy đó đó bán cho vàng bạc bán cho kiếm được bán cho nô tỳ chứ được không thế à cho nên là thế có khác nhau chúng mấy nhé tại vì hai cái người đây để hút chiếu chứ ai người đó thầy cháu đâu mà gì ra cái bề đáy nữa thầy cấp cho cái phòng xuất xuất tại vì đéo vô được mà thầm sang nhạc vô được dí xin cảm tính là thầy cháu là không lên học nhưng thì giờ ai cảnh cái đất nó vô được nó vô là cảnh cái đất nên phải bỏ ra cái lịch sử đất nên cái người nghỉ ra cái bề đáy huy chương để mà tặng cho vĩnh sĩ để mà cái đéo sống vào dí xin cảm tính mà mình là nó vô được đó. Mấy cháu đừng sổ lá hết đâu. Các thời trước được nó mua đâu. Thử ra đều như được cả. Thế thử lên cho nữa. Hãy cá thử là được đó. Không con, không chức. Rồi cho đất, cho cấp đất, cấp đai, cấp này, cấp kia cả. Tức là người trên cảnh cái phần thường vật chất. Các người đang chứng bị những phần thường tinh thần. Nó mua đâu là người ý đến cái phần thường tinh thần đó. Cái gì bằng cái kia đấy. Vinh danh lên. Và như vậy người ta còn không hơn. Còn cái gì sẵn sàng ý chí hơn. Cả cái gì bằng về tiền bạc của cả. Thì cả cái gì thì cùng sản của chúng ta chính trị cách mạng cùng cùng những cái cảm xúc cuối cùng nước của chúng ta thì đưa là chúng ta chỉ được mỗi cái như thế bằng tổ quốc công thôi và cái bằng liệt sĩ thôi còn đất đai của cải tiền bạc khăn khắc tốt hết phát triển gần như thế gia đình tôi là cái gì hai mươi mấy người là chỉ trong họ hàng hai cái nhà tôi thì đó, chúng tôi là cái gì mấy thằng cá, cái gì mà sau này cũng chắc là nó đâu mà thôi chứ còn có mình theo giặt cả cái đường lên làm lạch đào nhà có rồi rút hết đất đai cả cái con là những gia đình liệt sĩ được cái chết nghĩa tác tam ra cái đấy cả mấy ông liệt sĩ được cái gì mẹ thì nó mấy ông liệt sĩ được cái gì là tôi cả những thăm một cái gia đình mẹ thì nó mấy ông mà chưa có cùng dưỡng và trong cái bình minh của thân mình lúc đó thằng Phan Thanh An học sinh của tôi đã làm cái gì ta ở huyện đó và nhân cái việc là bảo lụng thì nhớ mà cái bảo chân tu chân tốt thì cái năm đấy người đi không cả gia đình bảo lụng luôn và đi vào cái vùng tròn nhờ huyện an mình giao cho cái gì đi cũng trả có mấy cái nơi mà có thân nhân đi biển gì chết đó thì cũng thấp thì cái việc mà thăm xong rồi phát quà xong rồi thì nhân tiền đó ghé vào thăm nhà mẹ thì nó mới ủng hộ chẳng phải chủ trương lấy thăm nhưng mà vì trên đường đi ở đấy cho nên ghé vào nhà mẹ và giữa trưa rồi trời nắng nóng như thế này tôi nhớ cái đợt bão đó ở thượng tướng thì nóng như bây giờ đấy vô nay mang cái bông mặt những thông minh đó là cắt chẳng đó cho nên nắng ghê lắm thì ghé vào đi ngoài mẹ cũng ra là mẹ là cái gì có căn nhà nhỏ nhỏ là cái gì xây mà đâu đâu 2 triệu hoặc 17 triệu 20 triệu đó cho nên chúng ta 2 triệu cây đó thì chỉ thấy được mình lớn hơn là nước trong nhiệt cho hiện khách hàng ăn bớt nửa đâu thấy cho được 2 bách làm cho cái chủ bên cuối làm cái máy cưa bên cuối máy tốt là có cái chỗ để mang cái gì thơ các anh cũng như thế mẹ cả thì 4 năm cả chồng cả con lệ là lịch sử cả cho con một mẹ thủ đồ thôi bố thì mạnh mạnh ra cũng thấy không nào rồi mà thì bắt đầu ghét tiếng ném nhéo ở ngoài phương mềm ngoài này thế ra là mềm nó ở ngoài chiến mà nó có cái đau lùn hột nữa sống dưới cành bị chiến đó cái mềm mắc cái bọc năm ngoài nữa để ra nó bảo sao mày không ở trong nhà mày ngoài phương dưới mà mày bảo là ở trong nhà mày chỉ muốn nổi lên nóng quá đấy là cứ cho mày phải nó ngoài phương mà mày mày bị thoát ra có chó phụ lễ tôi nói tôi này thì rất còn đau rồi những sự mang đủ những sự
nằm lén người đó nhé, có chỗ ngủ lén người. Nó nghe vào nó nằm lén người ta. Nó đi tìm mày tối rồi làm cái sân chim mắng lỡ cho nên nó nóng. Thì mình hỏi nó mang con nước với cái máu. Mẹ cũng rồi nước rồi nhưng mà bay rơi lên nóng, nắm nổi cho người ta nằm vừa vừa. Mẹ bảo sơ chưa mẹ, nhà mẹ đặt là dưới nước, mẹ gặp cho nó sơ chứ mà mát, con ở trong nhà được cái thương xí cả con mâm trong này, cái nhà, nó bây giờ mẹ vừa. Thế là cái gì? Thật sự nói vui vui nhưng mà thầy, thầy là cuối cùng đây đúng là không chỉ được mẹ Việt Nam anh hùng mà mẹ gốc Quảng Nam, cho nó không chỉ được. Rồi. Rồi xong, bắt đầu thôi, bắt đầu mè bảo thôi thì ra đây, ngoài vườn đây ngồi rồi cả chuyện chơi, nói chuyện chơi mè, thế rồi, tôi thì dẫn cả đoàn rồi giáo viên rồi này các con công đoàn rồi đang ngồi chơi nói chuyện, thì bây giờ nói là bọn con rồi thăm ở đấy rồi bắt đầu ôi mẹ kêu ô, vui này, ô mấy vườn đây cái gì ở trong sóng tấp nập cả, ô đoàn này đoàn kia tới, mè thì nói, nó tè ra rồi đấy, là con mẹ cũng đi đánh nhặt, cũng chết, con người ta cũng đi đánh, nhưng mà đánh cá cũng chết, mà đánh cá chết thì cả nước này tới cái gì không đâu, được qua cáp để lây nha, còn mẹ con mẹ đi đánh nhặt chết thì được cái băng ở trên cái băng thơ đó, thế ra là đi đánh, cùng ra đi đánh nhặt, hai thằng cũng đi đánh, mà đánh cá thì hết đánh nhặt không à. Đó là mẹ cũng đóng vô, nói đây, ấy. Mà đúng vì thật đúng là không biết á. Đấy, thế cái gì đấy mà mình đang có biết đánh trái chết là thả nước rồi xe cổ, xe tối, xe trỏ tan lọc được qua cắp là cái gì đây chứ cả đấy, cả nước cả con đó, thế đánh các nhà này thì nó mới ôm cũng có tốt, đi đánh, đánh nhắc thế nó đánh nhắc, không bằng đánh trả con ơi. Đấy, đúng cái đánh nhặt nó có đầy cá, nhưng mà đầy cá cái gì con cái, một người chế con được 400-500 triệu gửi tiết kiệm cho con cái gì ăn học, cái gì cho đến nay tay đó, cái cây gì đó, cái gì mà quảng lá cạn nước, rồi xuống lên, cho nên có những người mà mấy cái người mà gì mà mất cái phần chế đó là cái gì được mấy trăm triệu một người. Đó, gửi tiết kiệm này các con mẹ phải có cái cả, để sống như một mũi tín, mỗi cái cơ quan buổi tháng cho được mấy trăm nghìn, nhà nước cho cái gì mấy đồng bạc, cả đáng gì cả. Cho nên đấy cũng là một cái thân thử nào để người ta để có những các mẹ người ta mới nhung đó thì nhà nước thì cưa sức để bỏ tiền ra xây cho một mẹ cái nhà đàng hoàng có chỗ đàng đồng cho cả những cho theo các bằng liệt sĩ để người ta thấy rằng là những người đóng góp cho đất nước thì xứng đáng được thưởng như được. Chúng ta vứt ra cả chục nghìn tỷ đồng để ngồi làm những cái việc vô bổ, một cái đại hội thể dục thể thao ASEAN như đó, hiếm như đó, chúng ta bỏ ra một trăm triệu đô la để làm cái chuyện này, chuyện kia được, cho mấy thằng ba cảnh quá như thì bóc, chạy lăn ra trên sân đó thôi, mà sân thằng kia ra hàng trăm triệu đô la, hàng nghìn tỷ để làm, tại sao cả cha người ta, mẹ người ta mới không làm được. Tôi nhỏ lắm bây giờ chỉ có khoảng vài ba nghìn mẹ người ta mới ngôn thôi, cứ mỗi nhà mỗi mẹ người ta mới ngôn cho mình còn lắm một nghìn tỷ nữa thì một tỷ nữa thì chúng ta chỉ có 4-5 nghìn tỷ thôi, không bằng cái số lẻ của cái việc mà thấp hơn thấp để có mất đi vài chục năm được đó, cái đất nước chúng ta cũng vì thế con nghe đó ở trong vấn đề tụi là phải tắt nhìn nhận có thấy được cái gì cái tầm quan trọng của nói không, ta rất thất vọng. Để nói thật với các chị, bây giờ thì chắc cũng còn mấy mẹ được đó. Mà các mẹ chẳng sân đó. Ta làm đó cũng phải trong đấy chứ. Mà trong tất cả những người mẹ còn lại có con có sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc, cho đất nước hay không? Ta làm trong đời sống, chứ không phải làm cái đấy chứ. Cho nên phần thưởng như thế nào? Phát triển lực chính là sự phản hồi lại cho cái người đã đóng góp vì những cái nỗ lực của họ đã được tưởng thưởng. Đấy, mẹ người ta yêu, ta phản hồi lại cho họ được tưởng thưởng cái gì? Đấy, những gia đình liệt sĩ cái gì đó, phản hồi lại cho họ thì họ được tưởng thưởng cái gì? Và cái đó thúc đẩy người ta tiếp tục cái gì đấy để làm việc tốt hơn. Chúng ta có các phần thưởng bên ngoài. Đó là sự tự thỏa mãn. Ta tạo ra môi trường công việc ở đó mà người ta được thử thách. Và nhờ thử thách có tự phát triển, tự vươn lên được cũng là một phần thưởng.
Tôi cho anh được làm việc trong một môi trường mở đó là việc rất vui vẻ, giữa lãnh đạo và nhân viên rất là thoải mái, chẳng hạn đó là một tăng trưởng. Thì không chỉ con đường là bằng vật chất, bằng tiền, bằng bạc, mà tăng trưởng còn nhiều cái yếu tố hơn nữa. Thì từ cái những cái tư tưởng như vậy, người ta đi đến các học thuyết hay cái những cái thúc đẩy nhu cầu. Cái chất là nhấn mạnh đến cái nhu cầu, tư tưởng nói chung là điều nhấn mạnh nhu cầu cả. Cho dù một chiếc này chiếc kia trong sự nói như được, thì cái nó vẫn nhấn mạnh đến nhu cầu, thì có hiểu là nhu cầu nào đó. Hay bị nhu cầu tiền bạc, hay bị nhu cầu về sự hoàn thiện, hay nhu cầu về danh vọng, hay nhu cầu về cái gì thăng tiến, nhu cầu về quyền lực. Nói chung là ở con người chúng ta có rất nhiều nhu cầu. Vậy vấn đề là cái nhu cầu nào sẽ thúc đẩy. Thế còn các cái đều nói chung là nhu cầu. Đằng sau này vậy. Cái gì nguyên tắc của cái gì muốn làm cái nhân viên để quyền, cái gì tích cực làm việc không? Cơ bản nhất là cái gì phải đánh vào nhu cầu của họ. Và làm thế nào để chúng ta có những cái hình thức cường cường mà đáp ứng cái nhu cầu của họ là người tốt hơn, chắc chắn là như thế. Kể cả cái gì của người tốt, cái gì đấy. Có những cái nhu cầu quyền lực đối với tôi cũng phải là tiền, mà đối với tôi là danh vọng, thì cái việc mà đánh cọc nhu cầu đó để cho họ cái gì tính chính quyền hơn, cái gì thứ muốn chính quyền thôi, thắng tiền thôi, nó không chỉ chạy tiền để cái gì đấy được chính quyền và động cơ có khác hoàn toàn, có tăng cái cần tiền không, cần chất, có tiền không, cái chất hiểu được là cứ có tiền đứa khác cũng trả tiền trả chết đứa cần gái đẹp thôi đấy. Mỗi đứa một nhu cầu, mỗi đứa một cách khác nhau, cái giống nhau nhưng mà đều là nhu cầu cả. Nhu cầu rồi, nhu cầu là cái động lực bên trong thúc đẩy con người nỗ lực hành động. Ta hiểu như vậy, ta hiểu vậy. Cho nên từ đó chúng ta cũng có mấy cái lý thuyết nói qua chúng tôi chứ còn cái này cần gì ta phải học một cái môn học này, nó bảo cảm cái môn học ở đại học cái này đại diện. Nhưng mà đây ta nói qua một chút, chỉ cần hiểu kiểu thế này. Ví dụ ông Maslow, ông chiên nhu cầu con người ta thành năm cấp. Đầu tiên là con người ta sinh lý, thì ông bà ta nói rồi, con người ta sinh ra phải ăn cái đã đấy, phải sống cái đã, rồi mới nói làm chính trị, làm quân giáo, làm nghề thuật chứ đó. Như vậy nhu cầu đầu tiên mạnh nhất chắc chắn là nhu cầu về sinh lý. Tôi nói lại đi. Khi ta nói là mọi cái khác ta bỏ hết, ta lo ăn rồi. Mà khi bắt đầu no đủ rồi, ta bắt đầu nghĩ đến sức khỏe, rồi bắt đầu nghĩ đến cái quyền là ăn cái này là nó độc hại, nó bắt chất từ trước, cái gì đó là không đã, cái gì chi trả mất hết, mình mất, khoái mất, cái gì vậy, bây giờ là mất là ăn gì cũng ư. Cho nên bây giờ ta thấy mất cái là ăn đồng liền, thời trước còn ăn mất cả cái gì đây thôi, mà không ăn khoái mất, không ăn mình mất, không ăn cái gì sẵn mất, không ăn gạo mất, thì làm sao có bỏ được cái bây giờ, có bỏ cũng như ăn cái gì mất nữa đó. Anh sẽ không biết cái cái gì đấy, cái gì nếu như thế cái mấy anh chị lớn tuổi đấy, cái thời gian ta không gì mốc mà không ăn mốc không ăn khoai mốc thì làm gì mà có bây giờ đi tới đó có cái gì để nhét vào trong mồm là mừng rồi đó. Cá lươn, thịt lươn, gà lươn, thời gian là bây giờ mình đặt cái H5N1 là bị bắt cả báo gà rồi óc óc rồi đau bụng rồi trốn đó, rồi làm trốn gà mà mai không ai cho nên chưa làm. Thôi chứ ta có một gà ngu nó bột mừng để sợ lập chứ. Thôi chứ gà ngu ngu là mình ăn ngon mà chứ. Cái gà mà đã tỉnh táo ai cho thịt nó để nuôi cho con gánh răng trong đẻ cho nó đi đục thịt. Giống gà ngu mà chỉ không đục nữa đâu. Thì lúc đó mới làm gì mà thậm chí bắt đêm thật kiến trúc đứng đơ người chỉ mất rồi. Ngày mai của lối ra làm gì ấm tổ cho làm gì có mất bóng máu. Thì máy đang có mấy con gà nhét ấy, mà cái gì mày quá làm gì được thì mới đục, chứ còn mấy con gà to chúng cũng chết thôi, chúng nó bị ăn đấy. Thời chưa tốt mà thì món đó mới ra được như bây giờ đó này, lại mua ra đấy. Thế cả ông bán đâu, thời chưa chắc nữa chứ. Bây giờ mày đặt cái thấp nó mới nửa một, rồi cả gì đấy đi trốn cả rộng cả đống đó. Tôi bảo là đưa vô, làm gì thế đấy. Rồi đồ bếp, thấp luôn như thế nào. Phí phạm. Nhưng mà ta bây giờ là thế, thì chạy theo cái những cái thế giới, ta chạy theo thế giới chứ đâu. Mấy cái máy đủ tiền, thằng quả dâu bỏ rồi, hắn gần đấy. Chút cái là bỏ ngay, vứt ngay, con ta thì còn ăn tốt đi chứ. Ta nhiều khi máy móc cả, cái gì gì giáo điều máy móc rồi đấy. Đấy là cái, rồi cho nên cái gì để nhu cầu, theo các bạn. Và từ nhu cầu đó, rồi dẫn đến
cái việc mà muốn thúc đẩy người ta thì hướng vào nhu cầu. Ví dụ cái người này họ đối với học tiên là quan trọng nhất thì chúng ta dùng phần thưởng. Cái người kia là tiền là giàu rồi, đủ rồi, bây giờ là ngày an toàn an ninh rồi, thì như vậy môi trường làm việc an toàn, môi trường làm việc cái gì thân thiện đối gọi là quan trọng. Đối với người kia thì là giáo tiếp thôi, môi trường ở đây chúng ta cho người ta được tự do giao tiếp, tự do ngôn luận, tự do phát biểu ý kiến, tự do nêu ra quan điểm ý kiến của mình, lại là thúc đẩy người ta làm việc được thể hiện quan điểm nguyện vọng. Và như vậy tùy theo cấp độ nhu cầu này mà cái sự tác động thúc đẩy nó khác nhau. Cái đó là quan điểm của cái gì của Clayton, Harper. Quan điểm này bao hàm là nhu cầu con người, ông lúc kia đang nắm cấp như cái ông ban đầu, ông này chỉ nhu cầu thôi, ông kia đã có 3 cấp rồi. Ông bảo không phải chứ nữa. Ở trước đây người ta nhu cầu như có 3 loại thôi. Một là nhu cầu sinh tồn, là dòng dòng sinh tồn, sinh nghĩ an toàn của ông ban đầu nữa, nhưng mà nhu cầu sinh tồn. Thì nhu cầu này hầu như không thúc đẩy. Ông nói rồi. Nhu cầu này chỉ cầu cố gắng để chúng tôi, chứ không phải là nhu cầu này. Cái thứ hai là nhu cầu về thỏa mãn quan hệ giao tiếp, và nhu cầu thứ ba là nhu cầu về sự phát triển năng lực, và nhu cầu đó mới là nhu cầu mà phát triển, nhu cầu phát triển. Như vậy theo quan điểm của cái nhìn của Clayton thì ông cho rằng là cái nhu cầu con người như vậy, cho nên hãy hướng vào cái nhu cầu này để thúc đẩy người ta tạo môi trường để được phát triển và được lên chức lên quyền của những cái này kia mới là cái mà thúc đẩy người ta mạnh mẽ nhất, chỉ không phải tiền bạc, không phải cho thêm mấy đồng bạc như thế này kia nào đâu, mà chỉ đó cái phần thưởng chỉ tránh như cái mà đứng được tất cả trong người người một tay chúc mừng như vậy mới là cái mà thúc đẩy người ta mạnh mẽ. Chứ không phải không phong bì, không bì thì phong bì đó có 300 cái 3 triệu cái đường thì cũng không mạnh mẽ bằng cái gì cái đường đứng ở trên kia, được tặng hoa, được về tay, được giữ tên ở trên đó. Ông bà ta từ trước cũng nói rồi đó, một bí gì là đấy là cái gì hơn cả một sàn không biết đó, đúng là gì đấy. Đấy ta được giữ tên ở những lan đó quái lắm đấy, vừa có mực mày mực mặt ra cả đấy đó. Cho nên đấy thì chuyện có việc là trong sống tôi ấy, tôi ở của tôi là quan chức cả. Nhưng mà là không phải đâu, trong sống tôi có những cái làm tiền vàng á, mấy không? Mấy không chứ? Suốt ngày đi nước ngoài, nước kia phải tiêm cho cả đầu, mà đi mình đi này kẹp. Nhưng mà anh rồi là hãy đi uống cà phê với tôi, còn phải thắc mắc là thay hoa sữa, phải đang thay hoa sữa. Là bởi thay, được đi công tác, đời này đời kia bởi từ lâu lâu, không thể tôi hỏi đâu là tôi vừa đi công tác về, thành cả đời không được đi công tác. Anh đi công tác, cái tôi là thanh niên công tác, tức là nó cũng vui, nó đồng tiền, nó bảo là thanh hoa tiền để cho tôi người đời mua được như vậy thôi. Đấy, thầy suốt ngày mình đi công tác, tổ này một cái bảo không có tiền mua đi đâu, cứ đi rồi nó cũng tự đi chơi, cho đâu đi công tác rồi đến đây có người đón người tiếp rồi người ủng hộ thì cái này mình sướng nhá, đó. Thế nhưng học khi anh ở trong xóm nữa, nếu là mình chẳng hạn là tất nhiên là cả xóm đó thì có con em học ở trường, tôi cố cũng là thầy giáo, cho nên là đi học khi anh là bao giờ cũng mọi người cũng tốt chồng, khá là người hỏi thanh hoa, ai hỏi anh ta nữa. Chứ mà ở trong đời người ta cứ dánh là gì ở cái gì xã hội cũng quan tâm nhá. Đúng ạ, chứ không phải vấn đề tiền bạc. Đấy, cho nên cái dân Việt Nam ta trọng cái dánh như lắm. Cho nên là về làng nữa, ông mà kể cái học hành về làng ấy là nực may là bắt tất cả trong họ, cái thằng mà giàu về ấy thì cũng chẳng nực may nó bắt đâu. Ta cho nên ta cũng phải dạy cho bằng tất chức chức là con cái của nghe là con cái đầu đại học là mừng ghế lắm, ở tổ chức phải chịu ăn mừng, tính mừng ra thì có cái đầu đại học. Thế đó, thế ta trọng bằng cấp, trọng học hành. Thế còn những gì đó phải trọng thành đạt chứ. Nếu ở Việt Nam chúng ta là đồng nhất cái sự thành đạt với bằng cấp thì đó. Bằng cấp với thành đạt được coi là tương đương nhau. Cho nên chúng ta chỉ điều có bằng cấp để đánh giá sự thành đạt. Thực ra không phải. Vấn đề là phải có tiền. Xã hội chúng ta nhìn thấy thế này và làm cho cái áp lực học hành phải sơ sử dụng tấm bằng đại học trở nên quá khủng khiếp với những người Việt Nam chúng ta biết. Thì được đẹp. Chỉ có đồng bằng đại học là lớp mơ mà có sẵn sàng để cầu cụ cư. Rồi cái gì là
giáo vụ từ từ. Thấy cái chuyện đấy là tôi thì tất cả không phải sinh viên của trường. Cho nên tại vì cứ mỗi năm như vậy khi hội đồng kỷ luật là có rất nhiều em của trường học xuất hội, kết quả học rất tồi, cho nên phải cho thôi học, tức là bao nhiêu thời gian gọi là đuổi học đó, rồi cho gì chỉ học tập cho rồi các bố mẹ có những phố thì có những phố bố và mẹ sẽ được chi phí học tốt một cái thế mà lại không chịu những giải quyết bây giờ thầy cũng cho thầy cho con tôi mà tiếp tục học là cuối ra cầu cái này cũng từ từ lão đầu cũng sẽ từ nguyện cái gì ấy thì kinh khủng lắm không phải là từ từ mà có những bố quyết tâm quyết đạt cái mọi cho tôi những cái một trong là tìm nhà đứng là cái mọi cho tôi một quyết tâm quyết đạt với cái đó mà cả nhưng mà không giảm đi vì đang bị sợ đi là về cái hoa cái về không gặp được mà gặp thì có chín sổ cái được một cái quyền đó quyền quyết chế quyết định thôi chứ đâu giải quyết được cái chuyện đó nhưng mà được ghét đúng nữa đấy. Tôi nói là anh chị áp lực khi nghe giống được thì nó cũng học đại học cũng khối thì mãi một mà nếu giỏi thì nó đi lại hoặc là nó cũng thích học trường ngay bởi vì nó thích thì nó là học đạt thôi bây giờ nó học ra điểm còn một hai như thế này thì nhà trường một phải cho mà đâu phải là một năm thôi là cái trường tôi là tôi quyết định theo bộ là quyết định một lần thôi để cho rồi tôi để cho hai lần tức là lần thứ nhất cảnh báo gửi lên với gia đình lần thứ hai tôi phải ngồi học thôi tôi phải cho cái lần thôi cơ hội thôi đấy nhưng mà vẫn được nếu mà họ cứ quá áp lực về cái tiền bằng cấp tôi đang nói là cái đời này bao nhiêu người thành đạt đến dưới đây và bằng đại học chi đâu đấy bao nhiêu người trong cổ cái gì thành đạt đâu cần đâu không phải cứ tất cả một cái đâu phải đi qua lối hẹp bằng đại học đó mà còn nhiều cũng có được gì đấy chứ cũng học được cái làm việc khác rồi biết đâu cái làm việc khác có được thành đạt thì nhất quyết đại học cũng phải rồi bảo trì được và gia đình nấc từ con phải đi vào phải vào và bố mẹ là phải đi nhặt cái đất mò qua bắt ốc có ông bị ơn trong cái cống cái cảnh ở ngoài đồng đó để mà cảnh gì phá xe nhặt được thì con đi học về học và đưa lên thành điểm hình phòng chính thức đi có đáng không tôi nghĩ sao tôi biết là với những con đó và tôi biết là sự chủ của nó nguyên chủ của nó là những con bất hiếu để là quốc gia ngay đầu mà cả gì đáng tâm tôi vào một công nhận người học được thì tôi muốn về nó đi nhặt lát ở ngoài mà muốn nói học thì thằng đó chỉ đáng đấy tôi nghĩ thằng đó không chỉ là cái gì là thanh niên Việt Nam chúng ta cũng đảm nhiệm cho thanh niên Việt Nam chúng ta cũng đáng số một đấy tài năng của tao đi làm thì muốn của mẹ của chúng ta ngay đầu đó đấy có nhất thiết là cũng phải trong mẹ học để chúng ta thay đổi cuộc đời không ta còn bao nhiêu con đường chưa học thì mãi chúng ta học bây giờ cơ hội chúng ta học từ xa học tài chức đủ thứ cả những thứ nhìn ra phải có bằng phải đi xin việc làm việc bây giờ tài không chúng ta chỉ để khởi nghiệp để làm những việc khác để mà sống đấy để làm còn đấy đâu còn có đó là gì hết nhá học theo quan điểm thôi không có ai khổ lắm đáng mà được chỉ biết đáng được đưa lên là gì đi của xã hội chúng ta ngay cả cái cách học tao cũng chỉ ngồi học chi cử thì suốt ngày lò xo giao đồng lên xuống để có thêm cái lính đóng được thì cái lò xo lúc đó quy trình thế nào hay là quả lắc một cái dây rồi lắc qua lắc lại rồi đóng cái lính mắc vào cái lính thì lúc đó quy trình thì thế nào đấy rồi lắc qua tay học ba thì tầm bảy à làm gì có cái tiền mua chứ giờ phải đóng cái lính cho tao dùng cái lính khác đó nó chỉ có mình chút tiền thì mày cái lần đó và người ta phải đóng cái lính cho tao đập kiểm tra cho cái lính mua nói đâu mình giảm qua cái tiền tâm chính cho nên cái lính vô bổ một cái gì cũng tàn tàn mà chỉ suốt ngày cảnh đi cảnh bắt con người ta đi giảm thì vô bổ chẳng thì làm gì cả đấy học giỏ số rồi con lắc thì đủ thứ cả tôi không ra bao giờ thì làm gì cái thứ đó đấy tôi cũng đã từng thi rồi không có lắc rồi cả đống cả cái gì cũng phải lo không có lắc rồi ra bao giờ chúng ta cũng chẳng lắc này cái thứ đó cũng chẳng cần biết rồi bây giờ chúng ta cũng chẳng có biết rồi nếu mà 12 năm phải học từ từ liền vị đến bao nhiêu trí tuệ nó lo thần kinh của bao nhiêu triệu người Việt Nam chúng ta đến cuối cùng là chẳng thể làm gì cả thế nên cuối cùng chúng chỉ để làm tiền ra để cho mấy cái đứa đi học về học văn học mà thôi chẳng tính tất cả thì chúng ta gì cả vô bổ cho nên những điều đó tôi cũng muốn cái gì cần gì chú ý trong cái này tập trung vào cái yếu tố nào để từ đó cái nhìn vào ra cho nên cái KPI trong người chúng ta bàn về chuyện này đó là đưa vào những cái yếu tố mà kỹ KPI kỹ đấy là những yếu tố chính yếu nhất chỉ là cái chìa khóa đó mà những yếu tố mà chính nhất chính yếu nhất để chúng ta đánh giá
Rồi, còn thiết kế thì gọi là thiết kế yếu tố và hashtag sẽ đây cùng nổi tiếng. Ông phải chia tất cả nhu cầu con người thành hai nhóm. Ở đây có hai nhóm, một nhóm thiết kế và nhóm duy trì, mà là gọi là duy trì thì đâu có phải là thúc đẩy người ta, mà như vậy nhóm thứ hai gọi là nhóm mà thúc đẩy. Thì theo ông, những cái thúc đẩy này thành từ mới là thúc đẩy người ta nỗ lực. Ta là thành từ, ví dụ như liên kết chẳng hạn. Ngày hôm qua ông ta đã dùng từ hai cái thế giới, ngày nay ông ta dùng từ nhất thế giới. Phải như vậy ông muốn thay đổi nó chính là cái thúc đẩy ta chứ đâu phải thiên bản đâu. Ông bây giờ kia ông sống 1000 năm cũng chưa ai hết mà. Ông là một chiếu về cái kia đó mà đừng có đến 3 năm như cả cái tuổi có phải ngã tốt của không cũng chưa ai được. Ông cha cân cái cái đó thiên bản. Đấy, đúng không? Đấy, cho nên nếu cái đó đừng có đánh bạc, đừng có đánh bạc. Đấy, đừng có đầu tư để nó mua chứ còn gì ấm hàng ngày, sống hàng ngày, tiêu hàng ngày, tôi sẽ đảm bảo cái tài sản ít nhất cái gì tuổi bằng tốt của không, cũng không tiêu hết được. Cái ăn sự công nhận, sự công nhận, được cái thức thừa nhận, được vỗ tay tán thưởng là một trong những yếu tố thúc đẩy người ta. Đấy. Ông được người ta thừa nhận cả thì đấy đi đâu cũng tốt cũng là biết hết cả đi đâu nữa, cho nên ông làm việc mỗi ngày 12 thậm chí 14 thậm chí 18 tiếng không ăn không ngủ luôn, quên cả cái những cái chăm sóc bản thân để làm việc để mà kiếm tiền, không phải vì ông nghèo đói đấy không, ông kiếm tiền là vì cái đó, vì cái danh tiếng đó. Đấy. Vì năm nay tôi làm được nhiều lời hơn rất lắm năm trước mà được cảm nhớ ngủ vì cái giỏ tiền giờ và chính vì cái đó nó ta phải làm việc. Thế đâu phải là vì cái tiền đau tay của mình ra là việc cái tiền chứ sao lắm. Mấy ông nếu thật ra cái những em đã cho 1 tỷ đồng cho người nghèo, ông làm quỷ tư tiền, lập ra 1 tỷ này đem tiền ông cho, nhưng mà ông kể cả những không chịu hít chứ một chú, khi ông cả những kinh doanh, để chứng lợi. À, đó là các con toàn chúng ta chuẩn bị ra người ta vì tiền, mà đi kiếm ăn cũng phải. Cái thứ ba, công việc, thì trách nhiệm, thì sự thăng tiến, thì sự phát triển. Đấy mới là những yếu tố thúc đẩy người ta phát triển. Và động cơ, muốn cái gì thúc đẩy động cơ là việc muốn người nhân viên chỉ quyền chúng ta nhiệt tình hay hướng vào yếu tố đó. Chứ không phải bên kia chỉ là những yếu tố duy trì thôi. Họ đạt đến đó là họ thỏa mãn thôi, chứ còn không phải cái đó để thúc đẩy người ta mà nhiệt tình làm việc. À, như vậy hai cái khác nhau. Đấy là lý thuyết về cái gì thúc đẩy các nhu cầu của cái gì của Mark Lehman. Thì ông cũng tương tự như vậy, ông chia ra nhu cầu đạt được thành công này, nhu cầu hội nhập này, nhu cầu quyền lực. Ở đây có 3 cái loại nhu cầu mà để không có đó chúng ta có thể thúc đẩy để tạo động lực làm việc được. Hãy chỉ nghiên cứu theo quan điểm đấy là quan điểm theo cái công bằng nhiều cái biết thì công bằng thì cho rằng là thế này, thì quan trọng nhất để thúc đẩy người ta không phải là vấn đề của nhiều ý mà vấn đề có công bằng với nhau. Công bằng đó thì đó là một chủ đề kết quả họ nhận được trên mức độ đóng góp của con người. Mà cái này có lẽ là các đơn vị công ty của tay bây giờ đang còn có chủ ở đó rất nhiều người là họ không vui là bởi vì không phải họ nhận được ít mà vấn đề chính là cái gì cái đứa khác ấy thì không xứng đáng được cái đó, đóng góp không như được mà được như được chẳng phải gì cái nhiều đó mà mình không có bằng. Rất nhiều người ở trường tôi đến gặp tôi tham thử tiền đó không có bằng anh ơi, thế đó vì em cũng làm như đó, nó cũng làm như em, lương của cô Hằng như đó mà em thì làm vất vả thế này, Hằng thì chơi không anh thấy đâu, nhà cũng được lương như được. Đấy. Đó là cái nó cũng là cái nhưng ta cứ quan nhận được khó khăn như ví dụ có những người cái như một năm cái như ngày cái gì tới 7-8 giờ có những người cái như một năm dài có 3 giờ đâu hàng kiều nhà đâu ở nhà cái gì chăm con theo xong lương với nhau là bởi chúng ta phải công việc với nhau cái ta đâu có cái gì có tương đương được đối với cái giới quan nhận được ta cũng được tương đương. Đấy, không được thưởng thôi chứ không được tương ước. Nếu người ta được cả trong ngành bậc nào thôi, cứ như thế thôi, họ không có vi phạm gì cả. Tôi cùng hoàn thành nhiệm vụ với các khỏi đài 30 giờ, và tôi cũng được 25% với các quy định bây giờ, chỉ cần dành 30 giờ trở lên là được 25%, hắn cũng được thưởng nước 25% của chẳng biết. Cái thằng dành 30 tiếp tục nữa, thằng dành 30 tiếp tục với nhau. Đấy. Ở nhà các con, ở nhà cả như làm đi trước thì nhỏ nhỏ với đông con, vừa cả đi bán hàng, vừa đi chi nhau chắc, các cháu đi đi ra, nên cũng phần cứ cả lương cho nên là họ tới được các con tốt đúng kia. Thì cơ chế của ta nhưng có cái là cũng không nhận biết được. Cái đó, mấy cái đuổi tiền không được. Bảo nó xin nghỉ việc sao không chịu, em trả nghỉ việc, em có đam mê đi dạy, em muốn chẳng bỏ cái gì, em giáo dục. Không nghỉ làm gì, người ta đuổi không được. Đó. Phải nói gì đó, phải có luật, có lề ra ngoài người ta đâu phải thích là làm được đâu.
Rồi, cho nên đấy chúng ta gọi là kiến thức công bằng. Rồi. Và từ những cái tư nhất của trên họ gửi cho các nhà lãnh đạo như thế này, về trách nhiệm nhà lãnh đạo. Vậy trên cơ sở những thiết lý mà chúng ta nghiên cứu đó, tức là còn nhiều thiết lý nữa, nhưng chúng ta có thời gian thì chúng ta cũng đi quản sâu cái đại đề, tức là ở trên thế giới người ta giải thích là vì sao mà người ta nhiệt tình không nhiệt tình làm việc, là nói chung là vì một số nhu cầu mà ta phải léo. Tất nhiên nhu cầu có nhiều cách gì, và ông thì hiểu cái nhu cầu nắm cấp độ bắt đầu, ông thì hiểu nhu cầu duy trì, nhu cầu phát triển, ông thì hiểu cái kiểu nhu cầu thế này. Một ông giải thích hiểu cái cuối cùng cũng là nhu cầu thế chứ. Có đây cái cách chúng ta nhìn này, thì từ đó để sinh ra rằng cái lãnh đạo cần làm gì. Thứ nhất là muốn người ta nhiệt tình làm việc, mà quan trọng nhất là các anh chị bảo lên người ta cũng có động cơ nuôi động lực làm việc kém, thì muốn người ta làm việc là phải giúp người ta thỏa mãn nhu cầu đó. Tất nhiên là bây giờ chúng ta phân tích nhu cầu Việt Nam thì thấy ở đấy người ta cũng dành tay chọn cách nào cả nữa, mà tùy theo cái quan điểm của mỗi bàn với cái nào hợp với cơ quan mình thì ta phải chọn cái đó. Nhưng quan trọng nhất là các chị phải hiểu được nhu cầu của dân nghiệp, và muốn tạo động lực cho họ thúc đẩy người ta làm việc thì phải cái gì có cái môi trường mà ta có môi trường cái khả năng để người ta thỏa mãn nhu cầu đó. Chẳng phải đưa tiền cho họ mà ta cho một môi trường để người ta thỏa mãn cái nhu cầu đó. Và như vậy thông qua đó thì ta kêu, mà từ đó chúng ta đạt được mục tiêu tổ chức. Cá nhân lãnh đạo phải tìm ra sự phù hợp giữa kỹ năng, khả năng và nhu cầu về công việc của cấp dưới. Thật chứ mà khô rất giỏi cái này. Ông đưa ra cái câu khẩu hiệu ta từng biết là tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Đó. Đúng không ạ? Vì tùy theo năng lực của mình chúng ta sẽ có những cái mức phù hợp với cái gì mọi người. Cho ta không thể đưa ra chuẩn của cái ông mà có hiệu trưởng, có giáo sư như tôi thì không được cộng được. Ta đưa ra những cái là hệ thống mà chúng quyền đánh giá thi đua chung, cho nên cái ông là cái gì mà hiệu trưởng hiệu phó như tôi, bởi vì ông là cái tổng nó không chiếu chuẩn làm ra được, cái cuối ngày là cái gì là không có chính trị thi đua, cho nên ở trường tôi á là tôi chưa mấy tháng đó tôi chọn lá thằng bảo năm chỉ có chính trị thi đua, còn chỉ quan thi đua thôi, nó còn là cả tài ca cả danh hiệu lên là cao độ tân chức, nó mới có thằng lính mà không nhân kiến nó làm được đó. Cháu đến ngồi giao đông cảnh giao mà xuất việc thì xếp cả nhiều hồ sơ dày như thế này cả mấy trang, con thằng lính thì được mấy trang nên có chứ đâu hết không mấy trong ra được nó mà không thể xếp được đó đấy. Cái gì cũng giống như tưởng tượng là một cái ông mà mọ chỉ mặt hàng nặng mà đánh với thằng mọ chỉ hàng nuôi, cái đời nào mà thằng nuôi mới đạt được cái nghiệp đó, người ta chia đẳng cấp ra loài nuôi giống loài nuôi chứ đấy, cái loài hàng nặng giống hàng nặng nhất, cái thằng mà bảo vệ nó thì kia với thằng bảo vệ. Cho nên sau thì trường tôi là quy định tỷ lệ cái kiểu đó, thì dù đối với nhân viên phục vụ tỷ lệ là cả những khác từ 10% của nó, 10% của lãnh đạo là biết lãnh đạo cùng là 10%, 10% trong đảng này là 10% của cái đám đó, trong cũng được chính trị thi đua cả chính trị thi đua của các cấp cộng khác hoàn toàn là chính trị thi đua của cái gì của ông lãnh đạo sẽ không giống nhau. Thế nên hắn cờ đó, ông thi đua cờ đó giỏi nhất trong cái đám đó, hắn giỏi nhất của cái đám luôn. Còn ông bên anh giảng trong cái gì của cái nhóm mà bỏ chỉ hạng hắn, và chúng ta có cái loài huy chương, cũng có nhiều loài huy chương mà đấy, huy chương của bóng, của đội tuyển nhí, huy chương của đội ngoại hạng. Anh cho ta chơi là tất cả một cái huy chương của tôi thì có bỏ kiểu nhí đời ngôn của huy chương, nó đó mà đá với các cha, các chủ được. À, cho nên là người ta phải được, người ta được. Cho nên ở đây chúng ta cùng ban về cái chuyện đó, ta có khả năng đến đâu để mà có cái hệ thống phù hợp, rồi thúc đẩy, để thúc đẩy ra lên nào phải làm gì. Phải xác định rõ cái nhu cầu của các cá nhân này, xác định đầu ra của tổ chức này, đảm bảo là mỗi cái cá nhân đều có cái khả năng hỗ trợ cần thiết để làm được kết quả đầu ra. Thì đây là mấy cái chúng ta chú ý cho cái thúc đẩy cái động cơ. Cho nên cái gì yêu cầu là nói về thúc đẩy động cơ thì cái gì chú ý về đó. Vậy tóm lại thì muốn thúc đẩy động cơ phải hiểu nhu cầu của họ, và cái ra là tạo ra môi trường để vui vẻ để nhiều tiền mà họ có thể thỏa mãn nhu cầu đó. Đó. Và cái môi trường thỏa mãn nhu cầu đó phải phù hợp với kỹ năng và khả năng của họ. Trong chơi ra cái sổ lá là trong mua, ông mua một nước, ông mua một nước và cái gì mà đưa ra chính sách như thế này thì có được không? Ông mua còn không con gái, nó bây giờ muốn cắn chân rể, mua cái sổ lá ra que và mình mua cũng thiết bị cho hai người này rồi. Cho nên cũng cơ cấu cán bộ rồi, cho nên cái cơ cấu cán bộ có cái hơi hung vướng là cái trong đây, cái đó cả nhà hai thằng sân kinh tỉnh tây, tới ông đưa ra cái thi,
ông chế bắt chị giám là cô bé có đủ quy trình, cho nó ăn đủ quy trình đó, ông phải thi, quy trình là phải thi, thi điều kiện là gì? Là phải có nhà, gà chín ngựa, ngựa chín lông mao, gánh cho tôi cái này đi đâu cả, như là thiết bị cho cái năng suất sinh sôi, là phải có mình ngựa mình ra, một tháng thì có cái đấy cũng cuốn chứ, cái thứ hai là kiểm soát
và chỉ ra những cái yếu tố tiêu cực đó, thậm chí cái gì là trừng phạt cái người mà làm kém, từ đó cái gì buộc người ta cái gì làm việc tốt hơn. Cho nên tôi nhớ rằng trong cái phút này có hai công cụ, một công cụ khen thưởng và hai là công cụ trừng phạt. Để điều đó chỉ là một, nó có cái chúng ta phải tốt thì khen, nhưng mà kém thì phải trừng phạt chứ. Chứ chỉ có khen mà không trừng phạt là không đủ. Ta có hai cách để người ta chạy nhanh. Rồi bây giờ chạy đi, tôi có hai cách để chạy đi, chưa biết cách nào chạy nhanh hơn. Cách thứ nhất là kéo một cái cọc và được một sân kia một giải thưởng rất lớn, 1 tỷ. Mà nếu 1 tỷ nó chưa đủ để cho anh chạy mạnh, tôi kéo 10 tỷ. Đấy. Và chắc chắn là các anh phải chạy, ai mà chạy trước mà bớt được cho một chạy sẽ chạy như bay trên đường. Đó. Và bởi vì nếu như được cuối nó là 10 tỷ, cho chạy áo, chắc chắn sẽ áo. Nếu có cách thứ hai, tôi nghĩ là cái chạy còn ác hơn một chạy. Đó là cái gì không kéo được gì cả. Mà sau khi có chạy phải thì hút tốt quả lưu làm mà chạy tốt hơn chứ chỉ có chứ mà chạy có ghét hơn đó. Ơ, đèn hoàng cũng là một cách để buông cái ta chứ đúng không ạ? Tại các công chiến tranh người ta anh dùng như được cho ông đứng trên núi mà nó được dẫm nhảy xuống sông vì sao nhảy? Nó nhảy cũng phải tên wow. Cho người ta anh dùng tao nhảy được chứ bài câu mà trong cái lúc mà chiến tranh rồi ao sống rồi cái gì đấy bài tha ma thì ta phải giúp cũng giúp được cả chặt sở dục và chặt sở ma chặt gì cả mạnh nhất đó đi lên mà hả chẳng phải gì lọc yếu nữa cái đó cả đồ chỉ thằng cô ơi vì sợ quá có người tôi cho người ta được gì cả đi lọc yếu trước thì cái này kia thằng nó hết tốt đó. Chắc người ta hỏi là người khác rồi, sao lúc đó mới chạy thế được? Chẳng phục vậy. Chạy chứ. Chạy gì sau đây chạy quá là báo cáo là đó là mấy cuộc mấy thách cáo rồi phép sẽ. Chứ còn tình người trong cuộc á, có khi hỏng thủy ra lúc đó làm đâu một thời gian. Mà nghĩ được là anh dũng, anh hùng hành động chứ, lúc đó cũng nhảy, khi nó mặt chết. Cho nên đừng lo cắm đầu, đừng lo cũng chết, có cái mẹ nó nhảy chết. Đó, còn hơn là để nó bắn chết. Cho nên người ta mình nhảy. Chứ phải vì anh dũng, vì cái gì này sẽ có. À, có ấy đâu. Đấy là một cái cách mà cái gì mà họ họ làm. Cái thứ hai là chúng ta dựa vào các cái chương trình tăng cường. Ví dụ như đây chẳng hạn, hoặc là những chương trình để tăng cường để năng lực cho họ. Rồi đơn giản hóa công việc, tăng đẩy thông qua việc tạo công việc, đơn giản hóa công việc cho họ, làm dễ hơn công việc, cái gì hiệu quả hơn, nó làm tốt. Ta công việc phức tạp quá làm không được, cảm động một năm. Bây giờ chúng ta làm thế nào thiết kế đi ra công việc lại, giao việc hợp lý cho họ. Cho nên nhiều khi phải đi ta cũng làm, không phải là ở nhà nữa, không phải cô lươi. Nhưng mà nhà nhiều khi phải đi là bà bờ bà bắt làm những cái việc mà tốt biết làm. Cho nên tôi cũng làm, chứ không phải là đi là cái cô lươi. Chứ còn công việc của tôi thì làm, tôi làm tổ chức. Nhưng mà việc như cái ta cũng làm. Hoặc là gì không công việc thiết kế tắm, biết thông tin, nhưng cái cô ở nhà. Nhưng mà bà vợ đi làm, không dặn cô ở nhà nấu cơm. Cho nên về buổi trưa rồi, thấy cô ngồi ở nhà. Bà vợ đi nhắn, anh ở nhà nấu giúp em cái gì, bắt nồi cơm cái. Mà anh không biết đâu, phải lấy nhà quản lý thì lấy lại nấu cơm, em nhắn tin về. Thì tôi nấu cơm chứ. Thế đâu cũng ở nhà, đúng là tôi cái gì ở nhà việc, nhưng tôi đâu có thấy bà vợ tôi nói nấu cơm đâu. Tôi cứ nghĩ cách buổi trưa lên về đi ăn quả. Chứ đâu phải vì tôi lươn, tôi cảm thấy là tôi không có lươn. Vì cái lý do tôi không làm là vì tôi nghĩ chắc là bà vợ tôi có kế hoạch chi khác. Cho nên không được cơm, không còn nhắc chi cả. Cho nên chính lý do đó, thì việc thiết kế đơn giản hóa các công việc, giảm thiểu các cái thông tin nhiễu cũng làm cho người ta làm việc tốt hơn. Rồi lúc chuyển công việc, đấy là một cái cách. Tất nhiên hiện nay chúng ta nhiều khi phải sử dụng lúc chuyển công việc như là một cái công cụ để mà cái gì mà đấu đá nội bộ này các chúng ta chuyển chỉnh công việc rất là tốt, cũng là một cách để thúc đẩy người ta làm việc tốt hơn. Là ta làm từ chỗ nó nhau giảm chuyển đến chỗ khác đúng hơn. Và tóm ý của cái thằng mới là đi đấy, từ 15 trước thành chỗ mới làm việc mới thì sao ông ba có nói sao lắm khăn như thằng mới đấy mà đấy đó là lắm khăn như thằng mới đấy. Người ta mới tới là bao giờ tìm cách cải tiến, cải cách cả vấn đề 15 phút tổ chức cho phát triển chứ. Đó, ông đang ngồi chỗ này, đưa ông đến chỗ khác, ông đến chỗ khác, việc đầu tiên ông phải nghĩ nghĩ chủ thằng cùng làm như thế nào. Ông luôn luôn phải tìm cách để cải tiến, để chứng minh ông chứ. Và như đó, luôn luôn chúng ta cũng đẩy cái tổ chức phát triển. Chứ mua để ông ngồi một tổ lâu quá, lâu phải ngồi được hoàn hảo rồi, là phút kéo không đi nhầm thôi, chứ ngồi được như cùng mà. Tôi còn chứ đâu đó, ông chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mà cải tiến, cải cách cả.
trên lúc gì công việc là một trong những cái phúc đầy xảy ra làm việc đó. Một anh nhận nhiệm vụ mới là anh háo hức và anh tìm một cách để tại vì anh làm tốt tốt để đi gì đó và như vậy là từng tàu một lượt tiến tốc phúc đầy nó làm mở rộng công việc là phong phú công bản công việc. Rồi một cách nữa là đầu tiên cả những cái người nhân viên tài mới làm việc bây giờ giao quyền mở rộng cái việc giao quyền cho họ giống như bạn Thảo có nói đấy tồn là một cách để mà thúc đẩy người ta làm việc tốt hay vì chúng ta chỉ vẹn cho họ ra lệnh cho họ bắt người ta làm theo ý ta rồi hàng tháng như vậy dò nhân viên lên hôm nay này anh làm cái này cho tôi đấy làm như thế này thế này này để có chi coi nhân viên báo cáo nghe để thằng nhân viên làm cái máy đó là bởi ta ra lệnh tôi làm đi sẽ làm theo để tốt bây giờ ta đừng làm cái việc đó nào nhỏ giống như thấy cái ông chủ nhiệm một tất cả lên người ta để cho ông này kia làm cái này kia cây của này của kia vân hoặc là đồng ý làm cả chi kỷ giao lại cho họ cấu cho họ giao đất cho họ giao ruộng lại cho họ tự làm họ tự quyết định thế tốt hơn được nhiều cho nên chính sách khoán trong nông nghiệp là như làm một chuyện rất lớn trong việc mà cả những tổ chức tế về nông nghiệp của chúng ta đồng kết lên cho việc tạo những việc công việc ta cho họ cái chỉ về công việc tầm quan trọng vai trò công việc họ sẽ được vị trí của họ trong thực hiện công việc cái sợ nhất của chúng ta đó là những công việc chúng ta làm có ý nghĩa gì cho ai không đó và nếu họ thấy được giá trị công việc đó ý nghĩa công việc đó họ sẽ nỗ lực thể hiện tên là việc nhiều khi chúng ta làm cái công việc mà đáng được nhau từ sáng sớm đó làm có ý nghĩa gì không nếu như chúng ta thấy rằng chỉ cho họ được là công việc chúng ta đã tham gia vào việc tạo ra những giá trị cho doanh nghiệp thì đó là thúc đẩy người ta làm việc tốt hơn. Đấy là một số các cái vấn đề liên quan đến cái thúc đẩy động cơ. Có lẽ mời chúng ta nghỉ cái lót khoảng 10 phút để chúng ta lại tiếp tục.
Ấy là làm ở đâu? Là à, trên đường Huế. Thôi nha, ở Huế, nhớ cũng quay. Thầy trước là nhà tôi, bây giờ cũng còn ấy ở Huế nữa. Tức là làm vô Sài Gòn, tôi đấu cả đôi những thầy trước là nhà ở Cám. Ở bên cạnh cái chỗ xuyên tải nhìn hai chỗ đường Phan Quốc Sinh, chỗ công Cám nữa. Cám, thầy trước là Cám. Ờ, công Cám. Là tuyên tải Huế. Người xưa là bắt đầu là nó của tuyên tải Nhìn Hai chứ. Tuyên tải Nhìn Hai là trong hình ảnh. À, cái đó là tuyên tải Huế à? Tuyên tải Nhìn Hai là tuyên tải Nhìn Hai. Tuyên tải Huế. Rồi nó thuộc tuyên tải Nhìn Hai đấy. Ở cái xưa có cầu chính của mình nó cũng đi vô rồi. Cái này đang là đang ở đấy. Cái này là
cho đến người lớn đến anh em mình cũng quen với cái là bà già mình có thể đi làm thở tống nhiệm người khi bệnh cũ á. Mà thời xưa là cái thời kỳ đó anh em mình đến nữa, đến người lớn đó nó cũng phục lên. Rồi, mời anh chị ba chúng ta tiếp tục. Rồi, trong phần này chúng ta bàn đến cái đánh giá thành tích của nhân viên. Thì một trong những cái chức năng của quản trị nhân sự đó là phân tích thiết kế công việc này. Ta nói qua một chút về quản trị nhân sự. Thứ nhất là phân tích và thiết kế công việc. Thứ hai là hoạch định và thiết kế nguồn nhân lực. Cái thứ ba là tuyển chọn nhân viên. Cái thứ tư là đào tạo phát triển nhân lực. Thứ năm đó, là cái đánh giá của chức nhân viên là đạo đức mức bổng. Và thứ bảy là để thúc đẩy động cơ, tức là những nội dung và quản lý nhân lực để có thể làm. Thì một trong những cái quan trọng của những cái công tác quản lý nhân lực đó là đánh giá thành tích của nhân viên. Thì đánh giá thành tích nhân viên được coi là một tiến trình đánh giá đóng góp của nhân viên cho tổ chức trong một giai đoạn nhất định. Thông thường thì chúng ta có thể tháng, một quý, một 6 tháng, một năm. Nếu mà để đánh giá thành tích một tháng chắc là rất khó, bởi vì chi phí nhiều, chúng ta phải xử lý quá nhiều công việc, tức là thường là ít ngay thường tôi ở vậy. Tức là mặc dù là bây giờ còn tính theo cái nghị định 43 trả lương tăng thêm, nhưng mà một quý ấy, thì mới chết một lần, chứ còn là tháng là làm cũng đủ vậy đó. Vì kể cả những điều chúng ta cũng có đủ để mà làm vào cái tháng nào cũng họp thì chết cả mệt quá, cho nên là bây giờ làm một quý. Có thể lên từ lần của em thì chết như thế nào. Chúng tôi thì thường hay làm quý bỏ. Cái nhất là thông tin phản ứng đánh giá thành tích này có hai cái ý nghĩa. Cho nên cái đánh giá thành tích thì thực ra hiện nay chúng ta đánh giá thành tích chủ yếu là để trả lương thôi. Nhưng mà thực ra cho đúng nhất thì đánh giá thành tích ấy, là vì cái gì ba cái mục tiêu khác nhau, là bốn cái mục tiêu đánh giá thành tích ấy. Bây giờ cái gì đấy đánh giá thành tích là chủ yếu là dựa trên mục tiêu để phát triển. Đó là vì đánh giá thành tích cho nên không phát triển được cái nhân viên anh sai sót ở đâu, anh điều chỉnh ở đâu, từ đó thì họ chương trình để giúp cho anh cái gì khắc phục cái đó, cho nên không có việc thực hiện. Cái đó thì là quan trọng, nên phải đánh giá để cả nước. Như vậy ta thì phải lấy một trồn, gọi là tiêu hình chính là chủ yếu, là đánh giá để sự sao tốt. Tức là nó phải băng chữ, pháp lý để chúng ta thực hiện các quy định hành trình, về mỹ phẩm, về phúc lợi. À, như vậy thì cái đánh giá được chứ không phải là cái mức cao, tức là chúng ta nhìn thấy chủ yếu là cái mức thứ hai. Chứ còn cái mức thứ nhất ấy, chúng ta ít quan tâm. Chứ còn cái chỉ hiện hiện nay của các công ty ấy, thì cái đánh giá họ là chỉ dùng được cái này xây dựng ấy. Và cái nước ở nước ngoài, cái nước nhớ đồng ký, cái gì tương đương theo cả năm luôn, cái ta cần chúng ta làm tháng được những cái nước đâu. Ở nước ngoài, cái nước ngoài, thành phố làm việc, thì nước ngoài, cái gì ta được trả cho cả năm luôn. Họ cũng cả nước trước kiểu đó. Nhưng mà họ đánh giá là để giúp cho cái thể hiện phát triển nhu cầu đào tạo, phản hồi về thành tích này, xác định chuyển đổi nhiệm vụ công việc này, xác định điều hành tương ứng tiếp này, để từ đó chúng ta khai thác bỏ những yếu tố sáng ta nói, tức là chúng ta phải nhìn nhấn mạnh vào cái khác điểm mạnh, chứ không phải tìm ra cái điểm yếu của họ để trung thành, mà tìm ra điểm mạnh của họ để khai thác cái điểm yếu của họ để giúp cho họ khắc phục và sửa chữa chỉnh sửa. Ta có mục tiêu thứ ba nữa là mục tiêu duy trì tổ chức. Và cuối cùng là tài liệu các kết quả đánh giá thành tích đó
là những cái tài liệu để giúp cho các bạn có thể nghiên cứu cải tiến quản trị khi chúng ta có chủ động. Cho nên hệ thống đánh giá có số 4 cái chỉ tiêu. Trong cái đánh giá thực tế thì cái khó nhất hiện nay á, mà ta phải đối phó. Tất nhiên cả các chị cũng biết chúng tôi thôi, vừa rồi chúng tôi thì mới vừa học mà kỹ một nhưng mà bị bệnh quá cho nên là bị cái gì là trong tháng năm để họp được để thông qua về cái thành tích của kỹ một để mà trả giúp ta thêm. Nhưng mà đây là khó nhất đó là việc đánh giá thế nào cho nó khách quan chắc không á. Rồi ta là từ ghép từ cơ sở trở lên từ cùng dị hoa vĩ quý cả vì phong ông từ tất cả đứa mốt của loài a sơn lên trong lòng cái tổng ra được cái đứa nó lời đê lời đê không nhiều khi là ba có cũng có quy định a rồi b rồi c nhưng mà nói chung là không có đứa nó lời đê thế chỉ khi nào mà có những cái kỷ luật rõ ràng rồi b cũng có đâu ít lắm có thương con đứa lên nó không phải con a đẹp đẹp chỉ chờ nó con a hoa sơn đấy là nhiều khi tôi cũng la lên đấy nhưng khổ quá ngay là bây giờ dưới cơ quan gọi thì các bạn bè với nhau cả đời không ăn nào mà làm lớn hơn thì cuối cùng là cảm tiết kiệm được mấy đồng bạc mà mất đoàn kết nội bộ rồi cái giá trị của cao hơn bắt buộc dành rồi đoàn kết phải giữ nó như con người của mắt mình mấy cái thằng mà họ hồi đồng tiền lương là cái cái tôi hỏi là thứ nữa thì anh nên nhớ là phải giữ đoàn kết chứ bắt buộc dành rồi đoàn kết là phải giữ con người của mắt mình ấy thôi. Cho nên là làm khó lắm. Cho nên cái đầu tiên là khách quan. Đấy, yêu cầu khách quan. Thế bây giờ một cái hệ thống đánh giá tốt nó phải làm vào được 1, 2, 3, 4 để chuyển được. Phải hợp lý, phải có độ tin cậy, phải loại bỏ được các lỗi, phải đảm bảo bám sát được kinh tế của công việc. Công việc bây giờ làm thế nào? Thì tất nhiên hệ thống đánh giá thành tích thì lý thuyết thì rất nhiều. Nhưng trong cái này chúng ta tập trung cho hai cái theo yêu cầu của anh chị của cái ban tổ chức là vào đó là MBO với lại KPI chỉ trong từ chúng ta sẽ bàn đến hai cái. Nhưng mà trước khi đi vào cái đó thì tại sao phải MBO, tại sao phải KPI khi cùng vinh mấy cái món tất cả là những cái hệ thống đánh giá của ta thì sai ta làm bất mấy cái cơ quan nào chả có ta cũng có cả mọi cái ta cũng biết cũng chả biết rồi. Thật ra MBO với lại cái KPI cũng có cái gì là mới cả thế thì nghe quái nữa tôi nhìn ra thì cả người ta cũng làm rồi cả. Làm cản được chết cả tiêu dụng cũng có tiêu chuẩn cả rồi là đạt được như thế này thì được loại A rồi như thế này là B rồi ta thì chấm điểm cùng khắc tô dụng từ cả thôi chứ vấn đề là ta có làm cho nó không ta ký của hội một tiền ta có làm thêm không là một tiền khác thế còn chúng ta có cả cũng phải đúng kiện đơn đúng kiện đơn là trong chính vị trí đó là nước ngoài cái cái này họ làm đâu họ mới phát hiện ra rằng là tiến bộ chứ họ cũng làm cho họ bị gì đấy mà phải tìm ra những chúng tôi chỉ yếu nhất đó để làm cái đầu lưu của đó lưu được chỉ yếu nhất đó à người ta mới nghĩ đến cái hệ thống của nó KPI cấp từ các bạn à. Bây giờ chúng ta nói đến cái đầu tiên cái đã thứ nhất là phải nhất quán gì người đánh giá một người làm đánh giá nhưng mà đưa vào trong A ông làm đánh giá thì cho ra kết quả các cái bên đánh giá kết quả các nếu vậy một người làm đó họ có thể đúng không? Ông làm cái này thì mong ai chẳng mất cho điểm được, ông bên chẳng cho điểm cũng được. Đó là cái hệ thống mà đánh giá nó có vấn đề chứ. Có vấn đề chứ. Thế thì làm gì cho một hệ thống mất quần chứ. Khi ông A đánh giá ra giống như ông B, ông ấy lấy cho ông đá A mà đọc cái bài thi của chúng ta thì cho 8 điểm, ông B cho 3 điểm, thắng được. Một hệ thống như vậy cũng để qua một hệ thống mà đánh giá mình kiếm cây được. Rồi. Nên giống nhà trường á, ông bị yêu cầu, ông cảnh gì cái đầu vào, thế thì ông làm tôi đi. Học. Học bây giờ quyết định nhà trường tuyển sinh để khổng chế. Bây giờ là khối A, A1, đó là toán lý hóa, rồi toán lý anh, toán văn anh, xong lớp cả, toán nào vào. Vì cái này cần chức ngành chức tế, cái kia cần chức ngành chức tế. Tôi nghĩ là bây giờ chúng ta có gì nhiều trường chức tế là cần 42, 43 năm rồi. Thế thì một trường có gì nhiều là đó, tôi đề nghị phòng cảnh sát viên phòng đảm bảo ông nghiên cứu cho tôi cảnh tôi cảnh nhìn thấy tư này để xem được mối quan hệ của nhìn toán nhìn lý nhìn hóa cái tiền đó với cái những cái sự thay đổi của sinh viên ở đâu đó ta nói được không ta xem thử có quan hệ lớp mới chạy các cặp các cuốn các cảnh chúng ta chạy học quốc gia rồi chạy các còn chỉ biết ra là cái gì nhìn lý nhìn hóa không thể ảnh hưởng đến kết quả mà học tập của sinh viên khi ra trường một cái em vô điểm lý tiểu hóa rất là cao nhưng một khi tốt nghiệp ra trường thì lại không có cao không có mối quan hệ rõ ra để từ đó các bạn lớn đi ta thiết tự lấy điểm hóa điểm lý vô thế năm nhất người ta làm con người ta đi cải tiến toán
sự đạo lý và hóa lắm chứ. Bởi sao ta chỉ cần tất cả xã hội chỉ cần toán vẫn mãi chúng ta được còn giống như cái chính nghĩa bây giờ nữa. Là vì bây giờ chúng ta tự tưởng rằng là cứ phải toán lý hóa thì học kỹ thuật nó mới giỏi. Không có đâu, chỉ cần kiến thức toán là tốt đâu. Đấy, từ bắt học vào số các mắt trở đi, chỉ cần kiến thức cơ bản thôi. Nên nhìn đến năm bát, tâm bày của bác, nên tên đó, bởi vì cái đó có giỏi những người vô cùng chẳng hành được như đến nền tương lai của bác. Tuy tâm như thế, bên kinh tế cần chi vào số các mắt đó. Đấy, bên kinh tế cần chi là sao không cái điều kiện thế nào, những sự kiện điều kiện thế nào, có thể nào hát điều kiện từ đằng đầu tiên. Năng dùng, tập trạng, cái đứa thích học trở thành học hóa đó. Vô cơ hóa thực phẩm mới mà chứ mà về kinh tế tâm như thế đó cho nên những em mà vô kinh tế đầu đó nếu như kinh tế chúng ta định hướng ngay từ đầu các em còn đầu biết mấy đầu thì đầu tư nó dĩ quá là không chỉ học chẳng biết quan cả nếu mà giả sử đào tạo bảo tỉnh bên cạnh không anh nói gì nữa nên những em học quá giỏi á thì học kinh tế cũng giỏi biết tay muốn tính ra thế này là cái mối quan hệ tương quan giữa điểm hóa và điểm tốt nghiệp cái gì đẹp đâu ra là quan hệ tương quan nguồn điểm hóa càng cao thì điểm càng cao nếu không chạy ra được cái chơi thì ok hả thế vậy là nên chúng ta muốn nói cái độ tin cậy của cái thang đo đó với cái kết quả của chúng ta xem nhất có quan hệ không và đó thì nên sự tin cậy còn những cái đó chúng ta đưa ra nhưng mà không có ảnh hưởng đến thì cái đó tức là anh phải cái tiêu chuẩn nó tốt nhưng không có ảnh hưởng đến công việc. Chúng ta mới đặt ra cả một khung chuẩn cả đấy. Ông nào thích đưa khung chuẩn này đưa khung chuẩn kia để có thể chọn những ông đúng giả cho người khung chuẩn đó nó ảnh hưởng như thế nào để thấy thì được ha. Kết quả là gì của cái nhân viên chuyển đó không có nghiên cứu à cho nên cái đó là cái thứ nhất chúng ta yêu cầu một là phải nhất quán cái thứ hai thì tính nhất quán thể hiện là thành tích của người đánh giá nhất quán trong công việc đánh giá cái thứ ba là nhất quán trong thời gian thành tích đánh giá đó cũng phải ổn định theo thời gian. Thế ngày hôm nay anh test thì ra thế này, ngày mai test ra thì khác. Không cần tin cậy. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là tính hợp lý. Cái tính hợp lý. Nó bao quát tất cả mọi công việc, mọi cái khía cạnh của thực hiện công việc của người ta. Ví dụ cái đây trong đánh giá của Trương, một giáo viên đại học đó, là bao gồm cái gì phải làm tốt công tác giảng dạy để nghiên cứu khoa học này, rồi thì viết lách trên đoàn giáo trình này, rồi công tác hướng dẫn sinh viên này, anh phải đánh giá trên tất cả mọi cái cạnh hết. Bây giờ là cả những cái hệ thống đánh giá được biết là có, là giáo viên dạy xong, rồi sinh viên cả những có cái tờ, test đánh giá ông này là loại A này, B này, C gì đó, sinh viên được đưa về rồi đánh giá giáo viên, từ chiều có đó, để mà cả gì mà cất nhắc cái ta để trả lương để khen thưởng người ta, nhắc lương thì đề nghị là tôi dạy, tôi bảo không có, nói chứ không đúng. Anh này giá đó chỉ có cách đó, ở thị trường mới dành cũng được thôi. Cho con thì người may nhất có những cái này rất giỏi, nhưng mà khi viên không ngựa thì khó tính. Đó. Và chắc tay thì cũng tay mà đến đó suốt ngày kể chuyện tủ lắm, thì trong xưa chỗ đạt chơi, đừng có bắt năm mới đọc chứ cả, lúc nào cả những sinh viên cũng hết nhét thế, để không thấy mà khó tính thì lúc sau thì lâu cả. Thế là cũng được. Đó. Ta cũng được. Bây giờ cái gì hỏi là cái gì đi học chẳng hạn với mấy đứa mà đi học thời xưa cái gì đi học đại học thì nó chủ chế thích chế cái câu này mới có nghỉ hưu hả hôm nay mà ca nghỉ hưu cái thích hôm nay cứ đi mua lá bài tập hôm nay cứ điểm thì có cái tờ là ba bao nhiêu cũng thấy hôm nay tuyệt vời cả còn cái rút này cái gì lá ra bắt làm bài tập bắt kiểm tra thì điểm danh rất là nó hơi xấu hả tôi nữa tôi đi học tôi cũng nhận thấy cái điểm danh là việc sắp đến từng ngoài rất là cực kỳ nghiêm túc kỹ luôn mà tao hỏi đi một đánh giá cho biết được không thắng được mình chơi 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 tao vẫn tăng ngủ được cho người chúng ta đi ở vô để chỉ sau một đứa tốt tao đánh giá cho cứ là cháu sinh viên đánh giá cho biết được tao nói được để thắng mà thay mà cháu sinh viên cứ nghỉ chơi làm thích đó thay mà khó làm chưa đỡ nào được sinh viên bây giờ nữa tiền không đủ theo không đủ nếu mà thầy mà nó là bạn là đúng đấy mình phải đòi chính trị bình thường để mua bản chỉ là đấy đấy đó chính trị nào là bỏ tiền ra để mua kiến thức đó bóng thầy như này nhiều không dạy quá giờ thì mình cũng biết bỏ tiền bài ra không thầy quá năm một càng la là thầy quá giờ rồi quá giờ thầy cho nó thêm chúng ta dạy thêm cái được thì bóng chứ khuyến mại mà mua cho cháu thêm được mà đấy không có
gì đâu, mừng không lo cái thầy ta có gì được lòng à, mừng các ngài như vậy ta chỉ có kiếm tiền trên cái đàn múa mạnh cái đàn thằng múa tiền thì đồng đồng hàng thì cũng chịu đấy mà tìm cách thủ chú thuận đủ thằng bản thì cứ kê tìm cách thế phù hợp để bắt buộc thằng múa tới lấy sang và như vậy cái điểm dẫn chủ trò không cho đi để buộc cái khách hàng tới lấy hàng mà thằng khách hàng cứ tổ chú tổ đủ không chịu tới lấy tiền thì đồng đồng học phí thì đóng đồng đó hàng thì cũng lấy cái người có đòi múa bản nó được chưa thể nào mà hoàn hảo được. Chắc chính vì vậy trong cái thị trường đó chắc chắn không thể đâu theo cái quy luật thị trường như thế để mình giải quyết vấn đề đó. Cho đấy là nói về cái tính hợp lý, có nghĩa là như vậy. Tính thực tế là sử dụng được, mà chi phí đánh giá nó thấp, cái tăng ăn những cái hệ thống mà phải đầu tư trang bị rất là lớn. Rồi cố công là thêm được chút đánh giá tính khá là tốt, mà chi phí gấp thêm nhiều lần để làm thế. Còn giống như ta kêu này là cái gì? Thêm một đôi bảo vệ, thêm mấy con chó nữa để mỗi năm tiết kiệm được 3 triệu, mở ra thêm cái gì 300 triệu, riêng mới làm, cho nó đồng sự lớn. Và như vậy là nó phải làm vào chi phí hợp lý nữa. Đó. Ta đang làm cái gì hệ thống đánh giá ta rất tốt, rồi bây giờ nghe gọi điện đến thì giới có KPI bắt cả làng là trả tiền ra KPI, nhưng mà nên đổi ra cái tiền nhiều có tốt hơn, có tốt được bao nhiêu nữa cả chúng ta đang làm, mà chi phí thời gian sức lực công đức tiền bạc của nó còn đáng hơn đấy, có đáng hơn vậy chứ, không phải là cái gì mới đây không có đấy. Tôi đã dùng cái điện thoại, cái gì 6 con đất, mấy con 7 con đất, có cái một tính mắc mới. Giờ tôi dùng cái này thì bỏ ra 70 triệu, có cái mới là đáng không? Thực ra, cái phần mà tăng thêm, cái giá trị tăng thêm đó, không cái gì đáng để tôi phải bỏ tiền ra mua cái mới. Đó, không cần tiền, không cần tiền. À, cho nên đó chính là cái mà chúng ta cần phải cân nhắc chính thực tế. Sau khi chúng ta ứng dụng, tôi ứng dụng. Các hệ thống quản trị thay thế và điều chỉnh. Chẳng phải là ta cứ chạy chạy thì hay là cứ đưa vào áp dụng, cứ chạy đua theo cái mà thời cuộc đó có chết luôn. Rồi. Bây giờ về tiêu chuẩn, về hệ thống đánh giá tiết thì chúng ta có 6 cái bước. Trong những loại cấp thì chúng ta xây dựng KPI còn theo 6 bước thì rồi đó. Về tiêu chuẩn thì có rất nhiều tiêu chuẩn để đánh giá, cho nên trong cái KPI này vấn đề là chúng ta đo cái gì? Tiêu chuẩn cần tìm chút xíu thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng ta sẽ nói chuyện với mình bằng nhau. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các rồi. Thì bây giờ để đánh giá thì chúng ta có rất nhiều cái tiêu chí đủ số lượng chất lượng thời gian vấn đề tổ chức xây dựng cái tiêu chí như thế nào chứ còn để cái gì mà tiêu chuẩn nghiệp từ tiêu chuẩn khá với tiêu chí tiêu số lượng bao nhiêu nữa thì gọi là loại A loại B loại C thì cái đó là cái mà chúng ta phải làm rất kỹ lưỡng. Thì đánh giá thì có rất nhiều, chúng ta đánh giá nhiều trên bản tiền, trên hành vi, trên kết quả. Đấy, chúng ta hay nói là đấy, đánh giá trên cái output, đấy là trên cái hành vi, đấy, behavior, đấy. Thì chúng ta nhìn thấy cái năng lực của họ. Cho nên cái KPI, chắc là nó cũng có 3 loại KPI. KPI output, KPI đồng ra, và KPI để nhìn vào cái hành vi và KPI năng lực. Tuy nhiên hiện nay chủ yếu ở Việt Nam chúng ta chủ yếu là KPI đầu ra thôi, các điều kiện để đo lường đầu ra để đánh giá KPI. Ta có hai cách đánh giá, được đánh giá tương đối. Ngày thứ ta hiện nay cứ cái gì bỏ tuổi trong một cơ, trong cái đơn vị chúng ta cái gì bỏ cái gì quê anh, trong đó cái gì tỷ lệ cái gì được khen thưởng là 20%. Giờ thì có hai anh và anh nào tốt nhất thì được khen thưởng. Cho nên sẽ dẫn đến tình trạng là cũng là trong cơ quan chúng ta, nhưng mà cái anh mà được khen thưởng của phòng 1 á, đó thì có khi cái gì chưa bằng cả những cái anh mà dùng cái gì của phòng 2, những cái phòng 2 thì toàn nó chìm quá đấy, cho nên bị chìm, cho nên là lấy cái gì đứa nhất, đứa hai và đứa nhất của cái phòng này á, thì chỉ bằng cái đứa thứ ba thôi, nhưng mà vì là chúng ta theo bộ phận, cho nên thực ra hiện nay ở trường chúng tôi cũng đã có cái tình trạng đó là cái tỷ lệ cái gì khen thưởng của ta phân phủ theo cái gì số mà nhân thường. Chắc có những phong là làm rất vất vả, chắc nhập mặt ra. Thì tỷ lệ khen thưởng của băng trình đó thôi, có phòng giờ chơi, suốt ngày chơi trên cuối cùng cũng được lên dần, khen thưởng đấy khen cả. Cái đứa thì cái gì làm chết chắc luôn, chưa chắc phải được, những cái đứa nó nằm trong cái nhóm đấy. Có cái đứa cái gì rong chơi nằm cái nhóm đấy, cho nên cũng được khen thưởng cả. Cái này chính là cái nhược điểm của một hệ thống tương đối, cũng giống như chủ quan đó. Trường nào có thủ khoa mà có trường cảnh thì có 18, 20 điểm được thủ khoa luôn. Đấy, cái bọn bố đó toàn là 13, 14 điểm. Khi đứa 18 điểm cao nhất là thủ khoa cũng rồi chứ nữa. Đấy, có trường là cảnh thì là 30 điểm cũng chưa được thủ khoa. Vì có đang có 30 điểm nhưng mà có được tổng điểm mà ưu tiên nữa. Cho nên 37 điểm, cho nên có cái trường có được 37 điểm ra nữa đó. Cho nên đấy, vì hắn là thi được 20 điểm nhưng mà vì tổng giá tính chính xác này, tổng cảnh là khu vực gì đó hay là 37 điểm là. Cho nên là như trường tôi thì tôi cũng có cầm điểm đó, tôi chỉ lấy điểm công bao thôi. Nhưng nước ngoài là trường này thủ khoa là 29 điểm. Như là học tròn tiếng Anh là ngành mà hệ thống thông tin quản lý đại học, cái đó là tích hợp ngoài cương ngoài chính trị lấy ngành mà cao cấp của trường đó là học hệ thống thông tin quản lý. Tôi hỏi mình ra học tích hợp ngành đó, để ra mình thích ra là tổng chủ đó làm giám đốc sở thông tin truyền thông gì đấy của Nghệ An. Chào cái đó nên ông cũng xây dựng nguyên sinh. Cho nên nhiều khi có nhiều ông hỏi tôi bạn đây rồi. Thì bây giờ chọn ngành của chú hay. Thế ở bên trường thì con bảo bây giờ ngành của chú hay. Họ bên của họ tao hay được cả. Mà bây giờ tao phải học những cái quen của mô. Qua chồng đó, cả ông cậu coi cậu cái được nữa. Là hỏi chọn ngành của chú hay, đừng chọn chú hay. Mà ta phải coi là cái đầu ra làm ở đâu và còn học theo cái đó mà sẽ còn theo sở thích của lòng đen cơ. Vì chúng ta quen cái chỗ đó, có cả đánh sinh nghiệp từ đó thì cứ chọn theo cái ngành đó mà là được. Còn sau đây muốn đổi nghề nghiệp, đổi hình đó cái gì học thêm năm hai năm nữa là đổi cái bằng đó. Bây giờ tất cả cái gì đây này, cho dù bằng gì ra trường thôi thì cần học cái gì hai năm thôi là có bằng master quản trị kinh doanh MBA đó, không cần phải cái gì mà học bằng hai nữa. Bây giờ cái MBA của trường tôi là bằng tất cả mọi bằng kiểm sư, bằng đại học gì cùng đều được ghi cả và học cái gì hay không thì là cái gì chống phải như thế chưa để học cái bằng tài chính kinh tế cái làm được thì bây giờ là dành giống như nước ngoài nữa, bởi vì MBA mà ở nước ngoài nó không biết dành như thế thôi. Ở nước ngoài cứ bất cứ anh có cái trường bằng đại học nào thì anh đều học MBA được hết. Đấy, MBA của chúng ta sẽ như thế.
MBA được 5 chỉ trị. Hả? Bởi vì MBA là có nhân cầu để nó là hết cả. MBA là những năng lực của anh mà bị trách nhiệm đó. Cho con anh làm doctor là để làm nhà khoa học là nghiên cứu khác thường. Con muốn đến là thực hành. Ở Pháp nó cũng có cái đó gọi là cái quản trị doanh nghiệp. Thầy chưa có gọi là DSS đấy. DSS là cái gì là cái hệ của quản lý doanh nghiệp. Tức là học 2 năm được cấp cái băng đó. Nhưng mà cái băng đó là chỉ là quản lý thôi. Chỉ cũng có làm tiến sĩ được. Không làm tiến sĩ được, mới làm tiến sĩ đẹp lại. Tức là họ cho vì đang thế anh học năm quản lý. Thực ra là gì? Tôi là kỹ sư xây dựng, tôi đã tôi làm công ty xây dựng và tôi phải làm chủ công ty đó. Tôi phải học gì kiến thức để quản lý cái công ty đó. Họ dạy cho cái kiến thức để làm ứng dụng, bắt tay ứng dụng đó. Họ để làm chuẩn mực đơn giản. Cho nên học rất đơn giản. Thì cái này có cái giờ của nó thì tổng tương đối. Hiện nay người ta bắt đầu chuyển sang kể và chuyển đấu. Cho nên Việt Nam chúng ta cũng có cái gì cái đội bóng vô địch, cái gì ngoài hàng của Việt Nam. Bên Anh cũng có vô địch, bên Pháp có vô địch, ngoài hàng của nó cả. Mà cái cúp của ta cũng to chẳng hạn như cúp của ta có một số là. Nếu thế thì vô địch chứ đâu vô địch. Là nếu mà bây giờ thế giới bây giờ ra cái tổng xếp hàng điểm, cái đội bóng này nó đánh ra bao nhiêu điểm, thằng năm trong cái bên nào còn Việt Nam chúng ta cách coi thì lúc cũng tin ra, mà cũng có vô địch tiền cả. Cho nên là cái gì đó là người ta vận chuyển sang khác tiền đốt. Cái gì hiểu ý tôi nói là tức là họ phải được chuyển sang cái khác tiền đốt là họ cho điểm các cái đội bóng và những đầy đủ nào cái gì nắm ở cái nhóm nào chẳng hạn lúc đó có cái điểm đánh giá tức là chuyển sang khác tiền đốt. Vậy ở đây vậy thì đó khác tiền đốt thì chúng ta phải có khác đó. Ví dụ là các anh chị phải xây dựng khác đó này cho nên khi đánh giá cái sức nhân viên thì nếu như cái gì muốn chuyển cái kiểu khác tương đối đó khác tương đối nhất thiết cái gì phải xây dựng khác đó. Thứ nhất là để đánh giá người ta sẽ có việc gì nhiều bao nhiêu tiền nào mà có giả sử như đấy là mở tiêu chuẩn đấy không phải là đấy là tôi ví dụ cho vui thì kiểu chứ nữa cho nên chúng ta liệt kê các tiêu chuẩn ra liệt kê khác đó là liệt kê chúng ta đo như thế nào. Ví dụ ở đây chúng ta có thể nhiều công ty thì đó ba bước thôi là không đạt đạt và tốt còn ở đây giả sử cái tháng năm bước người ta gọi là tháng lai tuần năm thế thì đấy hiện nay trong đánh giá về các cái hay dùng tháng năm này tháng năm là cái mức ba là mức trung bình đó mức thứ tư là mức khá và mức thứ năm là mức xuất sắc còn mức cái gì mà hai là mức yếu và mức thứ ba một là mức kém như vậy là chúng ta còn năm mức phù hợp với việc đánh giá một hai ba bốn năm một điểm tức là kém hai điểm tức là một điểm tức là yếu hai điểm tức là kém mà ba điểm tức là trung bình bốn điểm là khá năm điểm là tốt hoặc là có thể sử dụng cấp 7 cái điểm đấy trong khoa học của tôi làm á thì sử dụng khác lại cấp 7 tức là chia ra nhiều bậc hơn nữa đó nhiều bậc hơn nữa và bây giờ trong đánh giá cái gì mà ở trường đó cái gì đấy để đánh giá sinh viên ở trường bây giờ đó là chỉ còn khác năm bậc là thôi tức là fail F là không điểm đấy một hai ba bốn nhưng mà thực ra thì khác bây giờ chỉ còn khác điểm 4 thôi tức là 10 điểm thì quy đổi ra được 4 điểm đó đấy. 4 điểm cho đến thời xưa cái gì có năm là bách khoa khi bắt đầu chuyển sang ngành chính trị đó đấy. Ở đây quay là các thầy cũ cứ theo thời gian là cứ cho năm râu cho qua cho đạt á cuối cùng là tính các cái điểm này á là cuối cùng là chết thật tân cho nên cái năm đó mới qua là cả những có gần nghìn em đó về nguyên tắc mà nói là mình ngồi học bởi vì trong quy định của học kỳ chính trị là cả những cái điểm mà cái quỷ đến một cả hai điểm là cả những không đủ điểm để mà được học tiếp cho nên là phải đuổi ra khỏi trường mấy học công ty công tôi là cả nghìn nữa cả nghìn năm đó là bởi vì cả thanh bách khoa là nó là tôi chưa quen thôi thì cho nắm thôi chẳng hạn cho bốn luôn là rất là phải học lại còn nắm là đạt thôi cũng phải học lại nhưng mà xếp điểm nắm á chắc là chỉ còn được một điểm tốt cho chồng tất cả cũng muốn được một điểm nhưng muốn nào một điểm cao lại thì có một điểm thôi đấy mà một điểm đó thì ngồi học mặc dù là qua nhưng mà chẳng ra lại cho bốn điểm thì nó cũng đạt cũng đạt thì nó được không lại để cải thiện điểm khi mà trước mình ra được nhưng cả tay đâu có biết đâu cả tay qua cứ quen được một quen là thì cho một cho nên là có cái quy định không được cho điểm năm học trần điểm á hoặc là cho bốn luôn hoặc là cho sáu chẳng không được cho năm bởi vì cho năm là tự thưởng lên lên cho cả em như thế là cho là mừng nhưng mà là giết nó hoặc tay cho bốn luôn thì bốn là tôi cũng đạt theo F là tôi đi học lại thì cũng cải thiện điểm được á mà tôi không bị cái gì rơi vào cái nhà mà điểm chết đó. Còn nếu 6 thì tốt rồi, 6 là 1,2 điểm trở lên rồi thì tôi cũng không bình. Còn anh cho nóng thì là của tôi là từ 5,1 thôi. Mà cứ cộng tất cả mọi đó là đều nóng cả 1 và chia ra điểm 1 điểm, 1 điểm cũng bị đuổi học.
đó tôi thấy khó là cái năm đầu tiên cũng dùng kiểu gì đó, kể cả trong sinh con, kể như thế bảo gì đó là các tương truyền các kiểu gì đó là mình mắc lỗi đó chứ, mắc lỗi đó chứ. Cho nên cái đánh giá này hay, tất nhiên cái đánh giá này có cái giờ của nó là rất dễ người ta chọn mắt. Do đó bây giờ kể như ở trên trường nữa, từ có cái tháng năm này đánh giá đầu tiên bắt đầu năm. Là chính viên vô cảnh như là ta bắt cần phải đánh giá cái này xong, đánh giá cho biết xong, rồi mới cho phải đi qua điểm. Rồi vô cứ nghe bán đấy, ra cảnh cho xong để qua điểm mà thì ta nó phải biết. Đó. Chẳng rất lắm á. Đấy, đúng đúng là phải biết chứ đó. Hoặc là có hết cảnh á, cho nên ta đánh giá chính viên có hết cảnh á. Một á, là chính viên vô cứ nghe ba đánh cho phải, ba cũng đánh cho phải đâu. Hoặc là cái loại thứ hai là loại rất thân về thầy, chỉ nghe cái nắm đánh hết. Loại thứ hai rất ghét về thầy, kì ông thầy như gì ghét lắm, cho một thích. Đó. Như vậy cũng khách quan. Cũng khách quan, cũng đánh giá. Thì đấy là cái dũng của cái đánh giá. Thì xuất vào đánh giá khách quan, có thể đánh giá chủ quan, nhưng so sánh tương đối. Đó. Rồi đánh giá những cái kiểu khác đó, đó cũng là đánh giá chủ quan không? Thì dựa trên chủ quan chúng ta thì cho về điểm. Còn đánh giá khách quan thì chúng dựa trên số ngày công làm việc này, doanh số chúng ta đạt được trong kỳ quân số rất rõ ràng và các quy định ra những doanh số dưới 1 tỷ là trong một năm thì được gọi là lần lấy xe từ 1 tỷ cho đến tỷ rưỡi thì loại B, tỷ rưỡi đến 2 tỷ thì loại A và 2 tỷ trở lên thì loại xuất sắc chẳng hạn. Là như vậy chúng ta có rồi thì rất dễ cho việc đánh giá. Nhưng mà chính xưa trong thực tế cái có múa của cái không thể đo bằng trong con số nhìn nhìn vào được đó. Ví dụ thái độ phục vụ, thái độ phục vụ thì quan trọng nhất, đóng một chiếc. Bây giờ chất lượng dịch vụ đó một chiếc. Chất lượng, nó có được số lượng được rồi, cái chất lượng phục vụ đó một chiếc. Thì chất lượng phục vụ cũng phải đó là cảm nhận cả thôi, bằng thái độ chịu, bằng cái gì mà chỉ chú của ta rồi, cái ngang chỉ chú đó một chiếc, thì phải đó bằng cái ngang 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 đó. Một là rất chỉ chú, hai là khá chỉ chú với vân và điều cái đó thăng thăng lên tất cả tôi thực ra hiện nay trên thế giới và nói phá hỏi được tốt trên cái thang mà cảnh mà chủ quan đó và dùng rất rộng ra đóng việc mà đánh giá cán bộ đánh giá nhân viên chứ đâu phải cảnh gì cũng nói được thì cô mà kế toán khi nào cũng mà đó cảnh gì mà số lượng được chẳng là số lượng chứng từ lãnh được được à thấy nó cách đó hả cái bảo vệ cái đó đó hả đó thái độ thế nào hành vi thế nào. À, cho nên là người ta vẫn phải sử dụng cái thang chủ quan một điểm hay chủ quan một điểm. Bây giờ chúng ta nói đến một hệ thống gọi là MBO. Hệ thống này là một hệ thống khách quan. Vì ta sợ chủ quan chứ nó một việc với hệ thống chủ quan. Vậy MBO là như thế này. MBO viết tắt của ba từ. M viết tắt của chữ là quản trị management. B là viết tắt của thương mại. Đó là O là viết tắt của content. Objective, tức là cái gì mục tiêu, cho nên quản trị bằng mục tiêu, management by objective, tức là quản trị bằng mục tiêu. Quản trị mục tiêu là thế nào? Tức là mỗi cái cá nhân ấy, chúng ta yêu cầu, cho nên phải cả cái bước thế này, cái bước một ấy, là xác định mục tiêu tổ chức đầu tiên, ấy, ví dụ cái thông thoái. Anh muốn cái gì nhất nhưng chúng ta làm theo em đâu, đấy, em đâu chúng ta không phải cái gì hết được cả, mà như thế này cái gì hiểu. Ví dụ phòng của tôi là phòng kinh doanh. Mục tiêu của tôi trong kỳ này là phải đạt được những cái mục tiêu này cả. Không, chúng ta họp đưa ra cái yêu cầu là phòng chúng ta sẽ là phòng chỉ một trong cơ quan phải đạt được những cái tiêu chuẩn này, cái tiêu chuẩn thống nhất. Nếu như chúng ta có được những tiêu chuẩn như là doanh thu phải đạt bao nhiêu tốt, nhưng cái mục tiêu là ta không xuất bị nhiều cái cũ đó. Ta đạt được bởi vì không phải là thị trường cạnh tranh của những điều chúng ta thì tiền cạnh cũng bao nhiêu để cho người ta dùng điểm chứ đâu phải tăng cũng là được phát triển thị trường được đâu. Tôi bán chết máy bán ô tô thì đạt các mục tiêu vào được chứ còn điền lực các ông thì đạt các mục tiêu được làm chết không được lớn thì tiền người ta cũng để khuyến khích người ta dùng hết tiền được họ cũng để đi quảng cáo người ta cho thì cũng tiền được ta tất cả những cái đó cho nên chúng ta đạt các mục tiêu chất lượng phục vụ quan trọng hơn là mục tiêu số lượng đó. Chúng ta phải tăng cường sự hài lòng của khách hàng, phải hoàn thiện quy trình để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và cái đó là mục tiêu của từ mục tiêu của chúng ta chúng ta mới biết đó vậy thì để làm nó từ phòng ta phải làm gì phó phòng phải làm gì mỗi nhân viên trong phòng phải làm gì là ta phải định hướng trước thế là định hướng đó anh là phó phòng chẳng hạn anh lên với xây dựng kịch bản kế hoạch năm 2018 trong bản kế hoạch đó anh đặt ra mục tiêu của anh với mục tiêu của ban như vậy trong năm tới trong công việc được giao cho anh mục tiêu anh đặt ra là gì anh phải đặt kỹ đấy à và để đạt đó thì anh phải làm như thế nào anh đưa ra một cái kế hoạch và cái bản kế hoạch đó sau khi anh xây dựng xong
thì bắt đầu đưa ra cái gì thảo luận với thủ trưởng là anh là phó phòng lên làm trưởng phòng báo cáo đây là đấy với cương vị công tác anh phân cho tôi để thực hiện mục tiêu của phòng ta như thế trong năm tới tôi sẽ cam kết làm cái này cái này anh trưởng phòng với tôi sẽ phải trao đổi và mình hướng giao không phòng chúng ta không muốn hết bởi cái chuyện mà con trưởng phòng thì nhất tôi đưa anh này làm cái này kia làm cái kia chứ không phải thích anh mình hướng giao thì tôi là về sửa trưởng đấy mục tiêu đó điều chỉnh nào ngài tiếp tục cái gì sửa chữa xong lên đọc lần thứ hai cho nên quy trình của nó đấy bước đây xác định mục tiêu của tổ chức là của cả công ty đến mục tiêu bộ phận từ mục tiêu bộ phận đấy rồi anh liên kế để mục đích cấp dưới rồi cấp dưới đề nghị các cái mục tiêu cấp trên rồi hai cái này bắt đầu cái gì là đến bước số 4 là phải nhất định cấp một cái chuyện là tôi muốn anh một cái chuyện là anh đi làm hai cái đó là cấp bài của nhau thì là điều nếu chưa được thì chúng ta làm được thứ hai được thứ ba cho nên nhiều khi nào mà chúng ta thống nhất thôi chỉ được thống nhất đây một đây thống nhất được cả hai thì chúng ta mới được bao là đánh giá cái việc chuyển tiếp bao gồm lúc đầu cung cấp các nguồn lực lúc đó chúng ta mới làm ra một cái bản kế hoạch để làm được cái đó tôi sẽ cho anh đi học cái gì sẽ cung cấp cho anh bao nhiêu tiền để cung cấp điều kiện cho lúc đó chúng ta mới khảo sát cái điều kiện này chứ bây giờ mà anh đến đâu thì tôi làm như được ông cho tôi đi được ngoài ba tháng anh đồng ý không bỏ tiền không anh nói như thế thì của anh không đồng ý thì không cũng thể học thì anh giỏi như thế được tôi đặt ra mục tiêu là anh như vậy thì phải có điều kiện à đó chính là những điều kiện kèm theo rồi và sau khi anh đảm bảo tất cả những cái này cho tôi thì lúc đó cái gì tôi bắt đầu dựa trên cái kế hoạch đặt ký kết cái lên đó tôi thực hiện vài năm tôi làm cho cái đó anh phải cần phải kiểm tra trường phong cần kiểm tra lâu lâu họ phải cái gì nhắc lại đấy chú ý nhé đấy là bữa nay cái gì thầy đến tháng ba thôi mà trong kế hoạch của trường thanh bảo là tháng tư đi học mà chưa thể chuẩn bị gì cả nhé anh phải có trách nhiệm với cái bản kế hoạch đó làm hai bản anh chỉ chuẩn bị bản cá nhân chỉ bản thôi và từ kéo đó tôi phải đi theo dõi anh và đến cuối kỳ anh không đạt được những mục tiêu đó tức là không hoàn thành công việc tôi có quy định rồi nếu anh chỉ đạt được 80% trở lên thì là phải loại B được cái gì 70% mà trở lên thì loại C dưới 70% không đạt yêu cầu chẳng hạn là ta đã có quy định trước rồi mà trong cái quy định đánh giá quy định rồi à như vậy một chỉ phương pháp như vậy gọi là FPO các cái gì cũng đều có thể làm với FPO được hết với phòng của ta với bộ phận chúng ta làm như thế hay gì là chúng ta đi kiểm tra lại những báo cáo trong kỳ nghiên cứu đã làm được cái gì không mà trước đây thì anh phải cam kết trong năm nay tôi sẽ thay đổi cái đầu tôi sẽ cải tiến cái gì tôi làm gì mà cứ mỗi năm như vậy chúng ta đều mỗi người đều phải có một cái FPO trong một năm cho nên FPO đó ở nước ngoài gọi là quản trị bằng mục tiêu thì anh gọi là management by objective tức là quản trị bằng mục tiêu là những cái quy trình của nó làm như vậy mỗi người chúng ta đều có thể cái gì kiện cái kiểu làm cái mục tiêu này nếu mà kinh nghiệm của tôi ấy, là muốn làm cái mục tiêu này nhất quyết là phải có cái một cái anh giám sát thế còn ta thì chưa là cá nhân chúng ta cũng hay làm chứ ông chủ đặt ra mục tiêu của ta có những người còn viết ở trong nhật ký là trong năm nay ta phải phấn đấu để đạt cái này đạt cái kia thì có biết nhưng mà cuối cùng là với một cuộc sổ đó cũng la ba một gì không nhiều cam kết lâu lâu chừng nhớ đấy ta phải cam kết nhất quyết là ta phải làm nhưng cuối cùng chẳng làm được đâu có rất nhiều bạn đặt ra kế hoạch ta cần phải thấy anh em họ ngoài đường ta cũng muốn học ngoài đường cùng quyết tâm đi học ngoài đường nhưng mà ta từ hy sinh từ đặt mục tiêu cho mình rồi chẳng biết ta giấy nói cái ai cả chứ nên chẳng ai cảm thấy cho vai có người cảm cho cuộc đua bỏ đấy thôi thì chưa còn đến bàn cuối cùng và tích cực đi học buổi dự diễn giờ luôn đấy tôi dùng cái gì đi học cái gì thì ai nhất thế không đi học thể pháp mà đi học cái gì đây cứ bảy thì làm đi học cả sau thời gian thấy cứ đi được chán thế thôi thật sự cái gì được nó mà đi được sao mà sao đâu là mấy cái đứa mà đen đen thì tất cứ cho mấy cái đứa không phải à thế là bởi cái học tích cực lắm rồi bởi tốc lực nó có mấy đứa cái mới trẻ đen đi học cho nên nó đi học ủ mấy ông nó có đi học là cái gì thánh chưa ông à, đủ đi chơi cũng đi một thời gian sau là phải ở nhà để cũng đi học được khoảng cái mấy tí nữa chán rồi sau đi là mấy cái khóa học chán rồi học có mấy bài chắc rồi mấy cái đứa nó chỉ rất phải vừa đứa con mấy đứa thôi nghĩ đi học không được. Nhưng kế hoạch đó là những cái để giám sát rồi thì chắc chắn là ta phải thực hiện.
cho nên có nhiều đứa là đặt ra mục tiêu nó cao, người ta sẽ điều chỉnh lại. Ông này bảo ông đặt cao thì ông sẽ đạt được, đúng không? Tất nhiên ta sẽ khuyến khích mỗi người là đặt cao hơn cái mức mà chúng ta có thể để chúng ta đủ được chết. Thế còn đặt thấp hơn thì người ta cao cũng chẳng đủ được, ta chỉ đạt được thì đạt kém nhau lắm chứ. À, cho nên cái MBO nó có cái đặc điểm như vậy. Đó. MBO nó có ưu điểm là cấp dưới sáng tạo, các khuyến khích cấp dưới sáng tạo. Bởi vì làm cái gì tôi đâu có nói anh đâu, anh tự nghiên cứu mà anh tự đưa ra đề xuất của em thì cái làm cái này cứ để cho mùi đường đề xuất một cái em đâu rồi lên cái đi gặp ta phải giống như mà có nói đó, anh thì chúng ta là báo cáo với anh em có tình hình này, anh cho em cái ý kiến chỉ nào đừng cứ đưa ra đây có ý kiến của họ đề xuất cái nào theo em đâu theo kiểu như nữa, tức là họ tự đề xuất đấy làm cái và ta chỉ định hướng cho họ thôi, theo cái nguyên tắc của đại chúng ta để trên cơ sở mục tiêu bộ tổ chức, ta đưa ra mục tiêu bộ phận của phòng chúng ta, rồi trên cơ sở mục tiêu đó mỗi người họ nhìn ra cái mục tiêu của họ, cái này là tạo chủ động cho họ, đó mỗi cá nhân chủ động làm một lúc nào thời gian nào cho họ đề xuất mới, tôi đi học thời gian nào tôi làm cái gì vào lúc nào trong cái kế hoạch của họ, cái plan của họ, cái gì họ từ, họ từ làm, cái thứ ba nữa là tính chủ động nó cao, lịch động nó cao. Họ được phép điều chỉnh phát hiện là cuối năm anh đạt được tôi, anh vừa được anh bỏ thứ ba, bây giờ thằng ba anh kẹt quả con em đâu, kẹt cũng mất được miếng là đâu, trong năm cuối năm mới đạt tôi chứ. Quan trọng là tôi nhắc tôi cảnh báo, cái còn ba không có can thiệp. Cái thứ tư là nhiều thời gian cho cái gì cái lãnh đạo. Vậy trên cơ sở đó, lãnh đạo chúng ta cũng phải suốt ngày nghỉ việc cho họ, thì chỉ cho họ làm cái này, bởi vì họ theo cái bản kế hoạch cho đôi thì bản cho họ làm tốt, ta lời thì chứ. Ta đợi suốt ngày họ đưa ra ý tưởng này, ý tưởng kia không. Trong năm nay tất cả mọi cái công việc của chúng ta đã được design tất cả rồi. Ai làm chi đã biết cả rồi, ta không cần phải cái gì mà cái gì là ta dành cái thời gian cho để khác. Cho người khác. Và minh bạch cao, đúng với năng lực của mỗi người, tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Anh nhân viên thì làm theo cái nhân viên mà anh làm tốt cái đó vẫn cứ được gọi là xuất sắc. Vì tôi kém, tinh dồn cũng kém cho làm cái đó. Mà tôi làm tốt cái nữa, làm xuất sắc. Nhân đến điểm là không đảm bảo cái tính tập trung là bởi vì mỗi cá nhân có thể đeo đuổi những cái mục tiêu riêng của họ, cho nên có thể dẫn đến việc là không tập trung cái nỗ lực vào cái những cái mục tiêu trong các cái tác phẩm hình được là gì sẽ là khó đúng chuẩn. Mỗi anh làm một kiểu, mỗi anh làm một thời gian, mỗi anh làm một cách cái đó là không kiểm soát được quy trình, là một người tự đưa ra quy trình cho nên cũng có cái quy trình mà kiểm soát trong rồi có thể là sai hướng và đòi hỏi người thực hiện có tinh thần trách nhiệm rất cao, phải hiểu cho nên là chỉ trong trường hợp đó như tôi nói nó có cái động lực chúng ta có trách nhiệm rất là cao để thực hiện, chứ cũng không làm nhập cảm như cái đá luôn để cuối năm loại chỉ nữa, cái kèm kiểm của nó là thôi nhé, không lắm bao nhiêu được cả, tại vì anh nào cũng là mục tiêu cả, cuối cùng khóc ra từ cuối năm là chấp nhận loại chỉ cũng được cả, và cả học chúng ta 10 đứa lương nào cũng theo nhau như đứa cả, thì cả hệ thống ép nhau ta về cả, chặt lại đuổi được cả 10 đứa, chặt lại kỳ được cả 10 đứa, không chặt lại cái như là cả 10 đứa đọc đứa nào được khép được cả, trong những phong cách hắn làm ép nhau hắn khép được cả, cuối cùng chúng ta cùng cái được khép được cả, và cuối cùng cùng đổ sông đổ biển thôi. Đấy. Cho nên đấy là một sự khắc của lãnh đạo của tất cả mà làm cái nó bộ chống để tổ làm cũng không được. Cho nên thời trước ở trường của tôi cũng có nhiều khoa đề xuất nữa là sẽ làm theo em như ông này cũng không được, là bởi là khoa khả năng ủng hộ mà ủng hộ vào không khoa tôi làm nổi thì khoa không làm như thế phải gì. Đấy. Không có cái cam kết của lãnh đạo cao cấp nó được, không nên của tôi là mãi muốn chẳng ra ra rác hết được, cái thằng này thì đổ một cái cha của thằng kia thì làm như mỏng cũng được hết được à, của tôi là không có và chỉ xong rồi. Cho nên bốn trăm cái cơ bản đó là cái gì có cam kết ở cấp cao không cho em yêu. Rồi một cái thứ hai nữa ngoài cái em yêu đó thì hiện nay cái gì người ta còn thêm một hệ thống đánh giá nữa, ta gọi là KPI, đấy gọi là KPI đấy, ta gọi là KPI. Đấy là cái hệ thống bằng cái gì viết tắt bằng ba từ tiếng Anh như thế kia, là một hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu tỷ lệ chỉ tiêu định lượng. Em đâu là mặt này cái phần là phải đạt cái này đạt cái kia là cái nào, nhưng bây giờ cái gì các kia là bắt phải được đo lường được ra ngoài à, đo lường được không ạ, và chỉ dựa vào những cái cơ bản thôi, theo cơ bản có thể hoàn như vậy tìm lời cũng phải đánh giá đơn giản hơn và khách quan rõ ràng hơn. Đấy là một cái công cụ để giúp cho các nhà quản trị triển khai chiến lược lãnh đạo thành các cái mục tiêu quản lý và chương trình đầu cụ thể cho từng cái bộ phận nhân viên. Là bây giờ chúng ta bàn đến cái KPI như thế nào. Ở đây chúng ta phải hiểu cái từ KPI. KPI. KPI là
nhiều bây giờ một con bạc tiền chẳng hạn, để tiến bộ rằng ông cho đi, ông cảnh thì đau khổ, họ bị yêu đó. Chồng mình nhiều có một kết quả trần đoán hàm lượng rất chi bị báo trước đó phải có chứng minh với đấy. Thì mới được gọi là đau chứ đau chứ. Đó là nhiệt độ phải là bao nhiêu, nhiệt khí là bao nhiêu, hàm lượng rất chi trong mẫu phải bao nhiêu đó. Họ phải có mấy cái mà chắc chắn là họ bị yêu của đó để kết luận nó khá là như thế nào chứ. Mà muốn được cái đó thì họ phải xét gì, họ phải kiểm tra gì, phải cái gì phải chụp cái gì. Nhưng mà người ta được cái vậy thì họ bảo gì? Tôn cả cái gì? Dựa trên những tiêu chuẩn cơ bản để quyết định xem họ bệnh hay không có bệnh. Vậy những tiêu chuẩn đó được nó sẽ cùng gọi là KPI. Vậy KPI không chỉ sử dụng trong cảnh giá thế giới mà sử dụng trong tất cả mọi lĩnh vực, kể cả ông trồng rau. Ông trồng rau ông cũng phải là KPI, là để trồng rau thì ông phải bón bao nhiêu phân ở mức độ nào, làm bao nhiêu lớn bao nhiêu thì sẽ làm được kết quả như thế nào, có phải giám sát trong cái đó. Vậy tức là ông cũng có một hệ thống KPI. Cho nên cái trái cảnh hiểu như là các cái là một hệ thống mà nó được gọi là hình đó là một mắt thì cái giờ tức là chúng ta cảnh thì đó hơn là các cái kết quả chính, các yếu tố chính trong quá trình thực hiện công việc đó. Cho nên cảnh như nghĩ rằng là cái ai là một cái bằng chỉ là nhà cái kích nhân viên chỉ đồng phân ứng dụng có thể sử dụng các mắt lên để đo lường thành tốc của một chiếc xe quảng cáo, được đo lường cái gì. Các cái ai có thể sử dụng trong cái việc mà đánh giá cái kết quả thi đại học nữa đây. Như thế nào được gọi là thi giỏi, thế nào được gọi là thi mà không giỏi chẳng hạn, thì đó một cái gì. À đây, gọi là KPI. Vậy KPI cũng có thể cái gì trong một cái khám kỳ trước chẳng hạn. Bây giờ tôi là một kỳ sư điện tử, vậy thì tôi biết rằng cái này thế nào gọi là hư. Tóc và thứ phần chất thứ chẳng hạn là cái gì trong này nhìn trở như thế này, cao như thế nào, nhìn thế của nó quá như thế, chỉ tỏ là cái hữu ổn thì cháy rồi, chứng tỏ là cái này thì cái gì bị hỏng rồi. Nếu chúng ta đo mà cái gì cái dung đó ạ, dung lượng cái tụ điện bình lên cái này tức là tụ điện đó bị hỏng rồi thì như thế nào, chứ chúng ta có những tiêu chí để chứng minh là cái đó là hư thì ta phải một cái đo được à, như thế là cái đó hư đó thôi chứ. Như vậy thì trong kỳ quan trình bày mỗi cái này thì con đều có những chuẩn mực để chúng ta đánh giá thế nào là tốt, thế nào là không tốt, thế nào là an toàn, thế nào là không an toàn. Các trong này thì mình có cả đống cả cái tiêu chuẩn đó, và cái đó cũng gọi là KPI đó. KPI trong kỹ thuật rồi các tổ tố mẹ tổ có cái chế độ để đánh giá con mình học giỏi trước chứ, hiểu không? Cái việc tổng kết trước mấy điểm trở lên thì được gọi là giỏi, là cả cái đồng hồ là KPI. Thì KPI là như thế chứ đâu có. KPI là một cái để nó có đóng được, đánh giá được bằng cách khách quan, bằng con số đó để ta biết được là thế nào là tốt và thế nào là tốt. Để cái gì hiểu cái KPI được. Chẳng không, lớn hơn ta chỉ nghe được KPI thì phải biết được trời cái kia là thức ra nó cũng khi rất là một cái ý tưởng. Nhưng mà vì đó, vì chúng ta cứ đánh giá cái gì, anh này tốt hơn anh kia, anh này là xuất sắc, anh này là giỏi, thì chẳng có khám gì, trong gì cả. KPI đưa ra một cái con số, có cả những bình thường ra hoa, đó là dựa vào đó để chúng ta đánh giá một cách khách quan, rõ ra bên sạch hơn chứ, và cũng có chuẩn cho cái tác phần đấu, một cách rõ ra. Như vậy gọi là KPI. Vì vậy, chúng ta hiểu rằng tất cả những cái trên cũng đều là KPI cả. Nếu phải KPI là chỉ có trong cái những đánh giá, những cái nhân viên nó coi đâu, mà tất cả. Vậy mục đích của KPI là gì? Đảm bảo người lao động thực hiện đúng trách nhiệm cơ bản mô tả công việc. Cho nên KPI bao giờ cũng phải hướng tới cái bản mô tả công việc. Đấy, giao cho anh bán hàng. Vì vậy KPI sẽ lấy cái chỉ tiêu bán hàng đó bằng chuẩn. Còn anh khác đó, không phải bán hàng. Mà anh khác ra cái gì ra đến cuối cùng thì chỉ tiêu sẽ lấy cái chỉ tiêu trong dụng vụ đó để mà đọc. Mỗi anh sẽ có một KPI khác nhau, một vị trí công tác sẽ có một KPI khác nhau. Tôi kể hỏi chúng ta phải xin tìm ra một hệ thống KPI trong mỗi cái người, mỗi vị trí công tác khác nhau được. Nên để những công việc quái được khác nhau mà cái bản mô tả khác nhau thì KPI thì khác nhau, chẳng thể đọc KPI cho một phòng, một bộ phận, một loài nhân viên được. Không thể cho nên không thể nào lấy KPI của một công ty khác và ứng dụng cho cái gì. Cho nên tôi thấy là vui vui là đóng cái yêu cầu mà của ban tổ chức là học lấy yêu cầu cái gì là cho thăm để lấy một cái KPI của đơn vị nào đó để mà ứng dụng cái gì là không được. KPI đâu rất được, không thể lấy một cái bằng công ty bán hàng cho cái gì được. Cái gì hiểu ý tôi nói là KPI là nó mỗi cái vị trí công việc với nhau thì trong công việc của nhà thì phân công đó thì nó sẽ có cái chính của nó và sẽ đo theo cái đó.
cái KPI đó chính là như vậy. Cái thứ hai là chỉ số, cái gì cái đánh giá nó phải bình thường cao, có thể đo lường được cụ thể. Tổng nguyên tắc của KPI là chỉ số đo lường, cái đó là SMART, cho nên chúng ta nói. Ưu điểm KPI đó, nó có mấy ưu điểm: nhanh chóng cho thấy kết quả hiện thực, tiêu chiến lược, rồi các cái gì nhanh hơn nhờ cái gì những cái đo lường, nhận thấy được chính xác cho nên ta phải ngay doanh số bán, thấy cái số lượng đơn hàng, số ngay cái gì thấy đường, cái gì số lượng mà khách hàng mà mà phản đối các đơn hàng, người ta trả lại ta đối cái bộ phận mà cái gì mà giới thiệu hàng chẳng hạn, là các đơn hàng số lượng các đơn hàng đạt được cấp kỳ rõ được là chúng ta đó được ngay tốt thì không tốt, số lượng có ngay. Nếu có những hạn chế, nếu mục tiêu mà đặt ra không cụ thể thì người lao động không biết mình phải làm gì. Lỡ mơ mà để khó chúng ta đó là rất nhiều công việc để mà xây dựng cái KPI rất khó, thì rất khó đó là được tìm được cái gì thực tế làm đó là chúng ta thấy có nhiều cái đó không được. Vì do cái chồng cái đó mà chỉ chiếm cái gì đấy chính của ông cái chồng đó một cái không thì mới tồn mà thấy cái đó một cái nhất để cái để thấy được họ nỗ lực, họ hoạt động, nỗ lực họ cái đó lên được đấy. Rất nhiều cái anh lại thấy cái đó là cái gì? Số km đi được, thấy là cái gì? Thấy là số dư, lại chế an toàn đó. Thấy là cái gì? Để đó, để đó, các cái ai của ông đó đi đi. Thì ta phải đo lên được mà, thì phải có những lương được mà, cái gì đó. Rồi các ai không có thể làm được và cũng thực tế thì để tâm lý thất vọng thì anh đưa các cái cáo quả cuối cùng nào làm mãi cũng đạt cảnh thất vọng cả và cũng họ phản ứng lại còn mình rồi các cái ai mà tôi đưa ra không có cái thời gian cụ thể các ai phải gắn cái cụ thể cái đó trong bao nhiêu thời gian anh phải có cái gì cái cụ thể cho thời gian các cái ai không thể mà chung chung được rồi cái gì các cái ai nổi nuốt thay đổi năm ngoái gì nữa, năm ngoái rồi là cái gì tăng lên số 10%. Nhưng năm nay chúng ta không thể cứ theo cái năm ngoái 10% được, bởi vì thị trường năm nay mua giá phải trả rồi, năm ngoái gì 10% cho nên nhà đâu cũng có rồi. Năm nay 10% được lấy đô ra mà phát triển. Đâu có, ông lên bảo là phát triển thị trường là phải tăng lên được cái số cái như hợp đồng điền cũng 10% cũng rồi, bởi vì năm ngoái 10% tăng lên ra 100% rồi. Đấy, tất cả ai cũng có rồi thì lấy đô được có tăng. Cho nên là chỉ vì lý do đó mà bản thân cái KPI này nó cũng điều chỉnh, năm hai năm là phải điều chỉnh, bằng làm thì rất phức tạp, cái gì đấy rất là phức tạp hơn, mà nó dự án rồi phải điều chỉnh hết, cho nên không phải KPI ai cũng dùng được, nên nó phải tốt, mà công nghệ hóa rất cao, bởi vì bắt buộc phải điều chỉnh tiếp tục, chứ đâu phải là ta xây dựng KPI thì dùng cho 5 năm 7 năm thì thôi, ta phải bỏ chút bỏ tiền ra, ta KPI một lần để ta chứ đâu có KPI nó phải điều chỉnh tiếp tục. Chứ không phải là một cái tiêu chuẩn nào để thương mại, chứ là đâu được đâu. Cái gì thấy nó thay đổi sinh xoay. Thay đổi luôn, năm ngoái chúng ta mua cái xe đó, KPI trong này xe nữa. Nhưng năm nay cái xe mới hơn, KPI nó khác, chứ không phải cái xe cũ nữa. Và cái xe này xe nó phải xây dựng là KPI. Cả đống từ cái cứ thế phải thay đổi, cho nên đây là cái hạn chế của KPI. Vì nó không thể sử dụng cái KPI mà lâu dài được, mà phải thường xuyên điều chỉnh KPI. Thì KPI là các chỉ số hoạt động chính của các tác của cái gì của ba từ cái này đấy, performance, thì thấy chưa, tức là cái gì phi, cái phi đấy, cái phí của nó đấy. Thì các cái ai cái gì nó dựa trên mấy cái, thứ nhất là chiến lược của chúng ta, tất nhiên là phải hướng bằng phi chiến lược. Từ chiến lược rồi chúng ta phải đo lường, tức là cái công cụ để đo lường, để mức độ của phi chiến lược. Sau đó cái gì nó yêu cầu là chúng ta phải điều chỉnh cái điều phối liên tục, cái đổi mới đó. Và cuối cùng là phải chuyên bá và ra phải làm thế nào để quảng bá để mà cái gì lan truyền cái KPI nó ra như vậy là có bốn cái quan trọng để mà thực hiện cái KPI này liên tục phải làm như vậy. Bây giờ một KPI vui và nhiều khi chúng ta vẫn trong để xây dựng KPI nhưng mà cuối cùng là vui, ví dụ như kiểu như thế này gọi là KPI vui. Ở do anh xây dựng chương trình đối với nhân là thu một cây nhiều cái cầu quan nhiều lần nhiều là bao nhiêu đó, mua nhiều lần nhưng mà thấy thu nó nhỏ thì có được không? Mua thay vì tôi mua một lần thôi mà một tỷ, còn mua 10 lần nhưng mà lần có một triệu thôi thì có được không? Và như vậy các cái ai thì nữa là không hợp lý, và đó là muốn cái gì? Hay là trở thành doanh nghiệp nổi tiếng hơn đâu?
ăn đâu đó một chén. Bây giờ ta gọi cho các người có cái chén gì làm đâu, ai đó, đâu một cái chén. Ai đó, phải bỏ phiếu cho nên ông khách cũng cứ nói đó. Là thân chiến còn về hỏi cái chấp thần, là Đà Nẵng được coi là cái gì là uống bia rồi, nhất nước. Đấy, thân chiến mà làm cái bạch thằng đóng ra rồi đi uống bia. Ông Thanh cũng bảo không có nghe nói nữa, nhưng mà đã ai cứu vô biển chết gì. Thế đâu thế, thì có cứu vô biển chết gì đâu, thì có cứu vô không. Thế không có nghe nói nữa, nhưng mà là có cứu vô biển chết gì. À, thế này là không có được. Thế là phát huy nổi lực của đất, đầy mạnh thật với cái hiệu quả. Thế mà đó cái chính. Đó. Rồi đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đó một cái gì? Tức là chúng ta nhiều cái nghiêng nghỉ quyết mà chúng ta thử ra ra như thế. Ta thử nghĩ là bây giờ KPI nhưng mình đã lộn quả. Cho nên những KPI của khối không ngừng nâng cao hiệu quả công việc được sao? Nâng cao bao nhiêu? Đấy. Nâng cao 1% thì nâng cao 50% của gặp nhau không? Và đó bằng cái chính. À, như vậy là KPI này là KPI không hiệu quả. Nếu xây dựng kiểu KPI như vậy là mỗi cũng có kỷ niệm chứ cả. Nếu cảnh thì đề nghị là tiêu chuẩn thi đua khen thưởng sao thì mình cứ tung tung theo kiểu đó. Theo kiểu như vậy. Cho nên chuyển các KPI là rất có. Ví dụ KPI hiệu quả, một hệ thống KPI như thế này, nếu làm được như thế này hiệu quả. Ví dụ doanh số thu được tên nhân viên trong một năm, đó được không? Được. Đó. Và ta sẽ quy định là nếu doanh số trên nhân viên mà đạt từ 30 triệu cho đến 50 triệu được gọi là loại 1, 50 triệu cho đến 100 triệu gọi là 2, 3 triệu đó ta có thể đo lường được ngay. Mà các cái ai nữa thì mới đo được chứ. Chứ còn như vậy này đó, số đó là trên nhân viên trong một tháng, được không? Được. À, nếu đạt được cái gì 5 đơn hàng nếu đạt lên từ được loại A, từ 4 đến 5 loại B, loại C, ta có thể có ngay được một KPI ngay, đó là tình đường được ngay, không có cả gì cả. Đó, được cả. Hay là tỷ lệ dịch vụ mà khách hàng hài lòng, kết tổng số khách hàng phù hợp, ok. Và mai một ngày thì chúng ta ở mấy cái chỗ mà sân bay, biển cả ở nước ngoài mà ta đi. Đấy. Nước ngoài hết đó là làm thủ tục hải quan trong rồi có ba cái mặt, một cái mặt méo, một cái mặt tươi, cái mô về ngang quá chúng ta. Thế nhanh đó, nhưng nó ta bấm vào, và đó là KPI của mấy thằng đó. Ta mà hay lắm á, thì bấm cái chỗ mông cưới á. Mà ta không hay lắm á, bấm cái chỗ mông phập á. Mà ta bình thường thì bấm cái chỗ đó. Cái khổ thay là cái thằng mà bình thường á, hẳn không có bấm, chỉ có mấy thằng cố của bấm thôi. Đúng không? Như ông bình thường mà ông chả có bấm, chỉ cần ông chả bấm lên cái. Chỉ có cái cánh của quân phôi ông thì bấm. Đúng không? Cho nên cái gì đấy là đừng có tưởng các cái ai như thế là tốt. Cho nên là bây giờ mấy sân máy thì chưa có thể tăng thì cái đó bây giờ bỏ sân rồi. Bắt đầu như tôi cũng về đây nhìn cái đó. Nhưng mà cuối cùng là phải bây giờ bỏ sân rồi cho nên không làm nữa. Cái bắt đầu chưa tốt cũng định làm nữa thì chúng con đồng tàu tăng thì cái đó. Nhưng cuối cùng là liệu là các cái ai là có hợp lý. Bắt đầu bắt nhìn là hợp lý. Mới dùng cái tất cả mọi người ra ai cũng cả. Ai cũng cả thì cũng khách quan tổng cả chứ phải đâu. Nhưng thực ra là đâu qua cùng đâu cho nên là cái thằng mừng cũ á. Vô phải cả trong các cụ hàng mới bóng. Và cuối cùng ta nhiều đó là chỉ lên 100%. Người ta cả nhìn không ấy mà để kỷ luật chứ ta. Đúng. Bởi vì cái gì tôi có thấy 92 là hai năm là không có bóng. Chỉ có người trong cụ bóng thôi. Đấy, cho nên nhiều khi chúng ta cẩn thận cái chỗ này đo như thế nào. Rồi. Đấy là mức đầu tiên hoa nguyên liệu cho 1.000 sản phẩm. Hay là thời gian bình quân để xử lý một ngân hàng tỷ lệ nhân viên nghỉ việc trên tổng số nhân viên được tuyển vào. Vì chúng ta nói tốt là tuyển chọn tốt, tốt thì được đó bằng cái gì? Ta nói bây giờ tuyển chọn là cái gì đạt được chất lượng cao? Đúng. Ừ. Được rồi, bây giờ thế này ta bảo mấy đứa tôi nghỉ chỗ một chỗ phòng VS thì tài nhát tôi nghỉ. Được không? Chưa, mình đang ở phương án mà. Không, bây giờ thế này, chỉ đấy thôi, bảo. Không thì bảo có tẩm được teo, hay có đồ ấy thôi, nhưng chỉ xong. Được không? Được rồi. Thôi được rồi, thì để đã chấp. Rồi, được rồi, bảo nó trả. Nhưng mà bây giờ cân ngay nhỉ, cái thằng máy được không? Cái thằng máy sớm, nó động cứ thằng máy sớm. Thảm mái cần cho nó kỹ được, thảm mái cần cho nó kỹ, phải biết đâu, nhưng mà không mình được hết rồi, thảm mái cần cho nó kỹ, ừ, rồi mấy giờ thì kỹ, bảy
quyết định đi ngoài ngôi sáng suốt. Rồi, chúng ta nói được tỷ lệ rất nguy hiểm vân vân. Đây là những KPI mà tốt. Sẽ cần gì dùng KPI hay KPI không dừng. Thì cần gì chúng ta xây dựng một hệ thống các tiêu chí đánh giá mà bình thường được. Nếu mà nó phải thể hiện được tính chính của công việc của mỗi người thì đó được. Ta có KPI cho phòng, có bộ phận và trong mỗi cá nhân đều có KPI cả. KPI nó phải đạt được 5 cái tiêu chí, người ta gọi là SMART. Tức là một cái KPI đưa ra, cả những người dân ta thêm KPI người này ta đưa ra, phải có gọi là tốt đó. Và thứ nhất là cụ thể, rất là cụ thể. Trong cái có chúng tôi, người ta có một KPI mà nói ba cái là phải tăng phần, rồi phải tăng doanh thu và đảm bảo cái những cái hiệu quả. Không thể có một KPI, một người trong đó có ba cái khác nhau. Tăng doanh số, rồi tăng tỷ phần, rồi tăng chất lượng. Mà trong một KPI thì ra cái gì? KPI phải là cụ thể, mỗi cái KPI một cái thôi nhé. Đó là đồng trong cái KPI đó. Cho nên khi xây dựng KPI, cái gì chúng ta đó là cái tính cụ thể. Cái thứ phải đó được. Thôi để KPI chúng ta đó được, chúng ta gọi là tốt. Cái thứ ba là phải có thể làm được. Chạy đưa ra cái gì ở trên trời, KPI là cái gì? Phải đạt được cái gì là một cái gì lít, cái gì trên một trong cái số, thế mà mình đi được cái nữa. Đấy, anh đưa ra mô lý. Cái xe của tôi bây giờ này, con chạy của giỏi cái nữa thì 9, 8, 9 lít, 100 cái số, nếu 9 lít chạy như 8 lít, 8 lít chạy cái nữa, anh đưa ra được 7 lít, 100 cây, không cách gì tôi làm được cả. Nó không thể nào anh đưa ra các cái vô lý và xuất tiền kia được. Đúng là gì? Và có thể, rồi, nó phải thực tế đó là hệ thống dữ liệu của ta phải có. Đấy, ta đưa ra các cái mà có thể có dữ liệu, tức là anh có dữ liệu về cái tiền số lượng đất đai hàng tháng anh cũng có được, anh cũng có một cái công cụ để thu thập dữ liệu ra, và anh để đạt được cái là số đất đai hàng tháng, chứ trong cái đó chúng ta có dữ liệu để mà theo dõi tiền số mà đất hàng tháng đó, từ khi hàng tháng mình cũng đánh giá, tức là nó cũng thực tế, đấy, ta thực tế đang cái gì trong đó phải có, ta phải có dữ liệu, phải có kế trong đó để có thể đo lường được KPI, và cuối cùng là phải có thời gian cụ thể. À, như vậy người ta gọi là SMART, người ta của SMART gọi là SMART. Và đây là một trong những cái tắc cơ bản của KPI là phải đảm bảo SMART đó lắm để tiêu chuẩn đó. Quy trình xây dựng cái gì cái KPI chúng ta có cái gì 7 cái bước. Bước thứ nhất là phải phân tích công việc trước, thiết kế công việc trước. Là bởi vì ta có thể nói KPI cho anh mà có cái bản công việc cụ thể anh làm cái gì. Nó có cái lần để cho cái nó chính là nó cùng trong các bạn đó chắc chắn là muốn làm KPI đâu chứ cái gì phải làm được cái này trước là cái bản mà mô tả công việc là được, ta gọi là bản mô tả công việc. Nếu có được cái bản này thì tốt, cái bản có tiêu chuẩn thực hiện công việc này nếu có được cái này tốt, còn không ít nhất thì phải có bản mô tả công việc vào là cái bước thứ nhất phải có. Cái bước thứ hai là chúng ta nên xây dựng các tỉnh bộ phận của người xây dựng KPI. Chúng ta có hai cách, một là nồi bộ từ xây dựng KPI, mà tốt nhất là nồi bộ nên xây dựng có thêm cái tư vấn của chuyên gia. Sẽ có nhiều công ty là mời luôn công ty tư vấn tới xây dựng chúng ta, tôi nghĩ là chắc là cũng thực tế, bởi họ nắm bắt được cụ thể công việc của ta, mà làm rất là gì chúng ta được cải tạo chính phủ thì có mỗi chúng ta trong công việc ta bị cải tạo chính phủ thôi. Cho nên theo quan điểm của tôi KPI là có tư vấn chiến lược thì chỉ tư vấn cái gì đấy. Phương pháp công cụ để ta làm cái còn nồi chúng ta phá phải làm kéo phải dựa trên từ thuê công ty trung phấn để làm KPI chúng ta mình không thể tất nhiên có hai cách. Cách thứ nhất là tất tự làm, và cái thứ hai là cái bộ phận chuyên trách hoặc các nhà chuyên môn xây dựng KPI cho ta. KPI có hai mức này, đầu tiên là mức của bộ phận phòng ban chúng ta là phải xây dựng KPI cho phòng kinh doanh đã, rồi mới bỏ KPI cho cá nhân được. Nếu không bỏ KPI cho phòng kinh doanh thì cũng thể xây dựng KPI cho cá nhân được, là bắt buộc chúng ta phải có cái gì thế. KPI cho bộ phận trước, thậm chí cho tổ chức trước thì cũng công ty được phải làm trước. Thế chúng ta có thể cái gì làm KPI từ dưới lên trên được, phải làm từ trên xuống dưới. Lập nhà thì lập từ dưới lên trên, làm KPI thì làm phải từ trên xuống dưới, chứ không thể làm theo quy trình ngược được. Đó, thời xưa tôi ở trường Bách Khoa có anh học ngành xây dựng, biết phút ngay cái gì đấy cũng nổ. Một cô vô tí cặp tay hỏi nó ngay cái chân mà, rồi đi lập nhà thì lập từ trên xuống dưới lên, lập từ trên xuống dưới. Cái là cái chuyện mà có thật của Bách Khoa là lẫn đó. Tức là anh cái gì mà hỏi muốn quá, anh muốn quá. Nói bây giờ là anh toàn ra đi đánh bóng, tiền bóng rổ anh đang học mãi cái đó. Anh cũng biết cho nên cả thầy vô là khi mình đọc của lá. Rồi hỏi bây giờ lập nhà đó, theo anh thì lập từ dưới lên trên thì lên chỉ dưới. Ngôi ngầm nghìn chặt rồi, lập từ trên lập tú. Đấy, chắc là lập từ lòng lập tú. Đó là cái thứ hai, phải lập từ trên xuống. Rồi,
Cái bước thứ ba là xác định các cái chức năng nhiệm vụ chính của một phần đó, tức là chức năng nhiệm vụ một phần thì có thể nhiều, nhưng ở đây chúng ta chỉ chọn cái chính thôi. KPI cũng thể làm tất cả những cái phù được, không phải là cứ bỏ những chức năng nhiệm vụ thì chúng ta phải định giá tất cả các KPI đó, không cần thiết chúng ta chỉ cần những cái chính. Ví dụ chúng ta qua ra cả những chỉ số đó, 70% những chức năng chính mà chúng ta có KPI là đạt ra không đâu, cũng phải bắt không nhiêu KPI để làm cái đổi được, không ai kiểm soát được. Mà cảnh chân nó đang phải chi phí và lấy tăng thêm để làm thêm mấy KPI là chi phí cho việc cung cấp những chi phí lớn hơn rất nhiều so với lấy mà chúng ta vừa có thể bỏ qua. Chúng ta biết phải cảnh những KPI tất cả. Và quan trọng này, cơ bản là chúng ta chỉ ra được cái gì cũng quan trọng, cái gì là gì? Bước thứ tư là xác định vị trí, chức danh và nhiệm vụ chính của chức danh. Thì bước tiếp tới là trong cái phòng chúng ta thì bây giờ có bao nhiêu chức danh, có bao nhiêu vị trí công việc, ta sống gọi A, B, C. Ta sẽ đánh giá trên cơ sở A, B, C mà đánh giá chức danh trưởng phòng. Trưởng phòng thì chức danh nhiệm vụ làm gì và cao thứ ai được xây dựng trưởng phòng đó. Sau những việc phân A là một ông cụ thể thì đạt được như thế nào so với cái tiêu chuẩn trưởng phòng đó thì chúng ta xác định một cầu mà hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy KPI là KPI cho chức danh công việc, vị chức danh trưởng phòng kinh doanh thì KPI cho nó là gì, trưởng phòng kinh doanh và đạt được cái gì hàng tháng hàng năm, tất cả cái chúng ta quy định đó. Để sau này khi chúng ta đang làm trưởng phòng thì chúng ta sẽ lấy cái thực tế của anh ta mà được cái những dữ liệu cung cấp so với cái KPI đó để biết được mức độ hoàn thành của anh ta. Như vậy KPI là cho mỗi cái vị trí công việc, mỗi kinh doanh đó trong vị trí tổ chức, trong vị trí. Bước thứ năm là xác định các chỉ số KPI thì có đánh giá. Đó, bây giờ KPI cả gì đối với anh trưởng phòng thì KPI có mấy KPI? Tôi có 5 KPI. Một KPI thứ nhất là gì? Là phải đảm bảo cái năng lực lãnh đạo như thế nào đó và năng lực lãnh đạo đó được có cái gì? Là KPI thứ nhất. KPI là phải có khả năng hay là phải thể hiện được cái những cái sự mà hoạch định chính xác cả những cái kế hoạch công tác của phòng chẳng hạn được đo được bằng trình. KPI của anh có trưởng phòng có thể có 5 KPI. Cho nên phải hiểu trên đây chúng ta KPI bao giờ có chỉ S từ sau đó là số nhiều đó, các KPI chẳng phải là mỗi phòng, mỗi anh chỉ có một KPI đâu, mà mỗi cái chức danh đó có thể có tới 5, thậm chí có 7, 10 KPI tùy thuộc vào cái ta gọi là chi của anh. Trong việc của anh có mấy chi? Trong việc tôi có 3 cái gọi là chức năng chính, trong việc tôi có 4 cái gọi là chức năng nhiệm vụ chính, ta có thể có 4 đến 5 cái KPI trong một chức danh công việc, vị trí công việc, gọi là các KPI. Bước thứ 6 là xây dựng KPI cho từng cái vị trí chức danh. Rồi, bây giờ cụ thể là bây giờ có KPI. Vậy bây giờ được anh trưởng phòng thì KPI là cả gì? KPI là năng lực tổ chức. Năng lực tổ chức bây giờ KPI cụ thể là đó không chỉ năng lực tổ chức đó được thể hiện bằng cái gì? Điện ma, cái gì thế? Giá mình là chính xác, điều hành chính xác là tổ chức của mình hay như thế nào đó và đảm bảo được đó lương bằng số các quyết định mà cái gì có hiệu quả trên tổng số các quyết định đã ra thì sau này đó thì sâu rồi các quyết định gì ho quyết định chặt các quyết định đó nếu có những điều đó thì chúng ta không thể đo lương cái đó được à, nếu anh muốn đo lương bằng các phút quyết định mà của lãnh đạo đưa ra thì sau này phải có bằng chứng các quyết định hay nói đó phải được ghi chép và phải được đánh giá thì mới đo được chứ. Cho nên quyết định lấy ở trường của tôi là tất cả mọi cái gì mà tôi quyết định đều phải được ra bằng văn bản cả. Vì đó các bạn, tôi nói như thế nữa thì sau đó cái gì là viết lên văn bản phải viết ra văn bản của nước công ty thì sau đây đi bỏ KPI mới đó được chứ không có cái gì của nó. Thì vừa trước tay qua tay nói giáo nhiệm vụ cho một phần này thế này và vừa sau phải có cái báo cáo đánh giá sau cuối tháng. Cho nên cứ mỗi buổi các bạn là phải có cái đánh giá sau cái tháng vừa rồi tốt nghiệp tay qua giáo cái này đạt đến đâu rồi thì có báo cáo đó cùng với ký ta và mình giữ từ tôi phải ký cái báo cáo đó giữ từ thì sau đây chúng ta phải có dữ liệu để đánh giá KPI chứ không thể chi đó. Các anh chị muốn làm KPI thì các anh chị phải xây dựng một cơ sở dữ liệu đầy đủ đồng bộ tất cả mọi cái bộ phận thì chúng ta mới đánh giá được. À, cho nên đấy phải chú ý bước thứ năm, bước thứ sáu là xác định mức độ. Rồi bây giờ cái khó ra bắt đầu là doanh số
tên nhân viên là một tiêu chí tốt để đo lường KPI, những vấn đề doanh số bao nhiêu thì được gọi là hoàn thành, như thế nào được gọi là khá, khi nào là tốt, đấy là một cái chuyện mà rồi chúng ta cần phải cân nhắc cái gì. Thông thường á, người ta phải dựa trên dữ liệu quá khứ, tức là trong năm ngoái năm kia chúng ta đã đạt được thế nào. Thông thường chúng ta lấy trong 3 năm gần nhất chứ, ông đưa ra cao quá cũng được, ông đưa thấp quá thì nhân cảnh phấn đấu, đó. Mà ta phải dựa trên cái động thái đó. Là trong 3 năm qua càng ngày nó càng tăng dần chẳng hạn thì chúng ta đưa ra chỉ số cao hơn. Thế trong 3 năm qua nó càng ngày giảm dần, nó mới nhanh đạt ra chỉ số cao thì lớp hơn KPI phải thấp thấp năm ngoái. Mà thị trường chúng ta đang quy giảm mà nó phải KPI cao được, bởi vì trong 3 năm vừa qua nó càng ngày càng giảm đúng mà. Thì không nhất thiết là KPI cứ phải cao hơn, nhưng mà ta đưa ra cái mức giảm ít hơn cái xu hướng của nó và nó tốt hơn. Đáng gì mà không làm như tưởng giảm 10, còn ta KPI giảm có 8 thôi thì cũng là tốt rồi chứ, như vậy là tốt. Cho nên cái việc mà cái gì mức mà cụ thể của KPI thế nào còn tùy thuộc vào cái điều kiện cụ thể. Tuy nhiên trong KPI cũng đừng nên có ít mức quá mà không khuyến khích, mà nhiều quá kiểm soát không rồi nó mất ý nghĩa. Cho nên tối đa trong khoảng từ 2 đến 5 mức là được. Cho nên người ta hay gọi cái tháng mà tháng 5 mùa này đấy là được, sẽ nhiều quá cũng tốt. Nhiều anh muốn KPI chia ra cả nhiều mức sau đấy đó là mệt, mà cái tính mà khuyến khích nhiều các mức KPI nó cũng không có lớn, không có lớn, không ý nghĩa lắm, không ý nghĩa lắm. Một cuối cùng là kết nối cái KPI đó với cái quan trọng nhất là cái KPI thì cuối cùng là gì, là gắn với cái gì. Ví dụ anh đặt mức cái gì mức 1 thì tiền lương của anh sẽ như thế nào, phải gắn với cái đó chứ không có cái đó KPI là cả gì cả. KPI thì gắn với đó. Ví dụ ta là cái gì đặt mức 2 của KPI thì tiền lương của chúng ta tiếp theo sẽ như thế nào, ta phải quy định gắn cái đó. Cái KPI thì có nhiều khi kết nối được nó với cái lương và thưởng. Lương và thưởng. Chúng ta làm KPI thì cuối cùng là chỉ xếp loại A, B, C để anh được lao động tiến tiến để chỉ đua thì không. Mà cái hệ thống KPI người ta chỉ là cái hệ thống để gắn với cái việc mà lương thưởng, lương thưởng này, lương thưởng này. Và cuối cùng là chúng ta phải đi trong KPI có cái nữa là phải lan tỏa, lan tỏa. Làm thế nào để cho cái gì các cái kết quả tốt đó được lan tỏa, làm thế nào để kinh nghiệm đó được mọi người ứng dụng. Trong bài thì có cái đặt được cái thành tích đó là trong một cái bản thân của ta, mình kinh nghiệm để đạt được cái thành tích đó để tất cả mọi người ai biết để ai cũng có thể đạt được chứ được cả cái thành tích. Đó mới được nhân ra một tổ chức của mọi người. Cho nên cái KPI nó có cái hay là cái gì sau khi mà chúng ta đã có kết quả đó thì những cái kết quả tốt đó phải được nhân ra, phải được nhân rộng ra, phải được lan tỏa ra trong toàn thể công ty chúng ta. Và phải liên tục đổi mới và điều chỉnh KPI. KPI không phải là bất biến, như hồi nãy tôi nói đó là KPI phải được điều chỉnh tình hình, phải điều chỉnh vấn đề là thời gian bao nhiêu điều chỉnh KPI đó. Và điều chỉnh như thế nào là cái quyền mà công ty chúng ta phải quyết định, chứ không thể có một hệ thống KPI mà vĩnh viễn cho tất cả mọi vị trí công tác được. Cho nên cái khó là của KPI là làm rất mất thời gian, mà phải thường xuyên được cập nhật và đổi mới KPI liên tục. Thì đây là một hệ thống KPI mà như chúng ta hay nghe nói đến bây giờ là đang mới đó, đang là thời thường hiện nay đang nói đến KPI, nó không biết nghe điều lực bây giờ là triển khai KPI trong ngành điều lực chưa? Xong rồi hả? À xong, à đó, tức là KPI là những thứ tôi thực ra không có cái gì là nghe được. Ta cứ nghe được KPI nhưng khi ta chưa hiểu, rồi nghe từ sờ cho thực ra KPI là thứ tôi làm một cái hệ thống mà đưa ra cái chương trình bình thường cho mỗi cái vị trí công việc của ta được, để có thể đo được. Đó, thay vì trước đây thì nói chung, đó, thì bây giờ phải đo được cụ thể đó. Còn KPI đã xây dựng theo cảnh tiền, lấy nhiều được cảnh tiền, cảnh chỗ nào làm chưa, đã triển khai, hay là mình duy định không? Hả? À, tức là đã triển khai thôi chứ nữa. Thì đó, tức là KPI thì nói như vậy thôi, chứ còn thực ra thì nó cũng không phải là có cái gì là ghế thưởng lắm. Thì thực ra trước đây chúng ta cũng đã có tiêu chí đâu đó, tiêu chí về lịch đường, số đường, về thời gian, là tỷ lệ ngày làm việc, cái gì trong tháng vân vân là cùng định chỉ tiêu mà KPI đó được từ trước chúng ta cũng đã có trong cái hệ thống mà tiêu chí đánh giá tích đâu, chứ không phải là không có. Nhưng vấn đề chỗ là đó, là chúng ta làm thế nào để thiết lập được một hệ thống như vậy. Chính vậy trên đây là những nội dung cơ bản mà chúng ta yêu cầu cải thiện trong chương trình. Rồi cái gì thì chúng tôi cũng đã cố gắng để lực lượng của chúng ta trong cái khoảng thời gian một ngày làm việc. Tôi định ra cải thiện năm sớm nhưng mà không kịp. Cho nên mình để tơ mà để chỉ có khi là tôi tháng mai tôi kính cho mọi người cho nên cả vấn đề gì thì phải chưa xong cải thiện. Thì như vậy là chúng ta đã có một ngày làm việc tương đối là vất vả. Hỏi gì nó có gì kiếm gì trong cái vấn đề mà tôi chưa đạt đúng không ạ?
và nếu có ý kiến chi tiết và nếu có thì xin hỏi chúng ta có thể gửi cái yêu cầu hoặc những cần trả lời thiết cái chi tiết đó qua ban tổ chức tập hợp, vì chúng ta cũng còn thời gian nữa. Đây cuối cùng trước khi chia tay cả chị thì như tôi đã nói, tức là tại vì cái nội dung mình chuẩn bị cho cả chị tôi cũng chưa có nội dung nhiều, vì cái yêu cầu tôi cũng mới nhận được cách đây mấy ngày, cho nên là khi chuẩn bị cho cả chị có thể cũng chưa là đầy đủ chi tiết lắm theo cái đầu cầu, nhưng tôi nghĩ tôi cũng cần cả chị chia sẻ những cái nội dung cơ bản nhất mà trong cái đăng ký, trong cái chương trình quy định các nội dung lên ở cái chị. Cái thứ hai là do thời gian cũng còn nhiều, cho nên những cái nội dung đó liên quan đến nhiều cái chuyện lên, nhưng vì chúng ta có cái thời gian để mà trình bày hết, nên có thể là cái việc tiếp nhận chúng ta cũng không có được đầy đủ hoàn chỉnh lắm. Rất mong các chị cố gắng đọc thêm trong cái tài liệu và có gì mà chưa hiểu thì cứ làm tốt. Cuối cùng trước khi chia tay cả chị rất cảm ơn chúng ta đã một tình mang ra cái chương trình học. Chúc tất cả chúng ta sức khỏe, thành công trong cái đợt học tập này và có được những niềm vui trong quá trình đi học, để sao cho những chi phí mà chúng ta bỏ ra trong cái đợt học này là ít hơn những lời mà chúng ta thu được từ cái đợt học này. Và cuối cùng một lần nữa chúc cho chúng ta tài qua làm khỏi trong tất cả các bài kiểm tra để đánh giá như thế của đợt kiểm tra này. Xin cảm ơn các bạn. Rồi cảm ơn toàn thể lớp, cảm ơn tất cả chị. Thôi xin mời chúng ta nhìn nhé. Các bạn con ở đây đâu không? Thank you.